Tất cả những khoảnh khắc mà Lee Jun-woo nhớ được đều có mặt của Choi Tae-gon. Từ giây phút trước khi được sinh ra cho đến tận bây giờ, mối nhân duyên dai dẳng của hai người vẫn mãi kéo dài. Vì bố mẹ của họ là bạn hồi cấp 3 nên cả hai nhà sống cạnh nhau. Tae-gon từng là một cậu nhóc nhỏ xíu và vô cùng đáng yêu và thấp hơn Jun-woo một cái đầu. Cậu có một đôi mắt tròn xoe và làn da trắng sứ. Cậu dễ thương và đáng yêu tới mức, dù là cùng tuổi, nhưng Jun-woo luôn cho mình sứ mệnh bảo vệ cậu bằng được. Cách yêu thương của Jun-woo có một chút khác biệt, đó là mỗi ngày cả hai cùng nhau đi học, cùng nhau chia sẻ nhiều điều dù là chuyện lớn hay nhỏ. Đến mức Tae-gon đã đôi lúc bày tỏ sự bất mãn về hành động bảo hộ thái quá của Jun-woo, nhưng cậu cũng không ghét việc này lắm. Nhưng lại xảy ra một vấn đề, từ khi Tae-gon phân hóa thành Alpha thì cậu lại bắt đầu tránh mặt Jun-woo. Lúc đầu là lén Jun-woo để đi tới trường trước, về sau lại trốn ra mặt luôn. Jun-woo không hiểu tại sao Tae-gon lại làm như vậy. Cứ thế hai người bọn họ dần dần xa cách nhau. Thời gian trôi qua, cả hai giờ đã trở thành học sinh năm nhất của trường trung học. Jun-woo cảm thấy tổn thương bởi vì cậu nhóc luôn chạy theo sau cậu ngày nào, nay đã không cần cậu nữa. Jun-woo cho rằng vì cậu không phải là Alpha mà chỉ là một Beta không thể phân hóa nên Tae-gon mới tránh cậu. Jun-woo sắp xếp đồ vào cặp rồi bắt đầu dọn vệ sinh bởi vì hôm nay là ngày trực vệ sinh của cậu. Cậu xắn tay áo, trước hết đi giặt cây lau nhà đã. Cậu cầm cây lau nhà vào vệ sinh nam. Mới bước vào, một cảm giác không lành ùa tới. Jun-woo không biết cảm giác lo lắng này là gì đây. Cậu đặt cây lau nhà xuống và mở từng cửa nhà vệ sinh ra. Đột nhiên cậu dừng lại và mở cánh cửa trước mặt ra. Đập vào mắt là hình ảnh Choi Tae-gon mệt mỏi, quần áo xộc xệch ngồi trong nhà vệ sinh. Choi Tae-gon, Jun-woo kinh ngạc kêu lên. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị ai cào xé khi nhìn thấy hình ảnh ấy của Tae-gon. Tae-gon run rẩy đáp lại, Lee Jun-woo. Jun-woo mím môi, ôm lấy Tae-gon vào lòng và an ủi. Không sao hết, Jun-woo đau lòng suy nghĩ. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, tại sao lại không thể kháng cự và làm thế nào mà không tìm kiếm sự giúp đỡ? Đây là việc mà Alpha nào phân hóa sớm cũng mắc phải. Đó là không thể che giấu pheromone, cứ thế để nó phát ra rồi khiến cho Omega phát tình dù không cố ý. Tae-gon là một Alpha trội cho nên cậu ấy cũng vậy. Pheromone của cậu ấy mạnh mẽ tới mức khiến cho một Omega chưa phát tình cũng phải bùng phát. Và hình như Omega mà ngày đó cậu ấy làm cho phát tình là tiền bối năm 3 mới phân hóa chưa được bao lâu. Tae-gon ở trong lòng Jun-woo vừa khóc vừa nức nở nói. Tớ ghét Omega, vô cùng ghét. Thật may khi cậu là Beta. Sau ngày hôm đó, hai người bọn họ quay lại với nhau như xưa, mà có khác xưa một chút. Jun-woo bảo vệ Tae-gon nhiều hơn và Tae-gon cũng phụ thuộc vào Jun-woo hơn. Nhưng không được bao lâu, Choi Tae-gon cũng dần lớn lên, cậu càng ngày càng nổi tiếng, cũng không bị mấy Omega biến thái như xưa đeo bám nữa. Tụi học sinh nhìn thấy cậu ấy là đỏ bừng mặt ngày càng tăng lên. Lên cấp 3 thì sáng nào trên bàn Tae-gon cũng có thư tình. Tae-gon vò nát lá thư tình đó đi. Thấy vậy, Jun-woo nói. Này, cậu mà vò thế bạn gửi thư chắc tổn thương lắm đó. Nghe vậy, Tae-gon ném luôn lá thư vào sọt rác. Trên thư toàn mùi pheromone của Omega, làm hỏng cả tâm trạng. Jun-woo như hiểu ra điều gì đó. À, pheromone. Cậu ấy cười gượng khi thấy Tae-gon tức giận và suy nghĩ rằng tôi khó chịu vì bản thân là Beta, nhưng đôi khi tôi lại vui lòng vì bản thân không phải là Omega. Lúc trước vì là Beta nên tôi có thể bảo vệ cậu ấy, và bây giờ vì không phải là Omega nên có thể được ở bên cậu ấy. Tae-gon nói, Lee Jun-woo, cậu không biết đâu. Vì vật nào pheromone cũng bám vào, nên có lúc qua vẫn dính phải, không đơn giản là không hít thở, sẽ không ngửi thấy đâu. Ừ thì sửa lại cái tính ghét pheromone thì không tốt hơn sao. Tae-gon nằm gục xuống bàn nói, không cần gặp Omega là được rồi, tớ không cần sửa lại đâu. Jun-woo thở dài, xoa đầu Tae-gon an ủi, cậu biết chuyện này không đơn giản là chỉ nói một lời như thế mà. Tớ lo cho cậu, vì có lẽ cậu vẫn phải liên tục gặp gỡ Omega. Mỗi khi như thế cậu không thể tránh mãi được. Đột nhiên, Jun-woo thấy tai Tae-gon đỏ lên. Cậu lo lắng hỏi, cậu lại sốt nữa hả, Tae-gon? Nghỉ một lát đi, giáo viên tới, tớ sẽ gọi cậu dậy. Không biết vì điều gì mà Tae-gon ngại ngùng và quay đầu đi chỗ khác, tránh bàn tay của Jun-woo. Jun-woo thì thầm, thật may mình không phải là Omega. Jun-woo cảm thấy việc Tae-gon không thích Omega hoàn toàn không liên quan gì tới mình. Thế rồi vào mùa đông năm đó, Lee Jun-woo đã phân hóa thành Omega. Một đàn em của Jun-woo hô to, nào nào, anh. Mình phải cụng ly chứ, cụng ly. Đã 3 tiếng kể từ khi bắt đầu bữa tiệc chào mừng sinh viên mới này. Cậu bị kéo tới bàn rượu bởi vì trong lúc cậu đi nghĩa vụ quân sự về thì mấy đứa đồng khóa chưa tốt nghiệp, bọn họ kéo cậu tới đây. Jun-woo ngao ngán vì đàn em đã ngà ngà say, còn liên tục rót rượu cho cậu. Đột nhiên có ai đó hỏi, tiền bối, anh mới nhập ngũ về ạ? Lúc này, Jun-woo mới để ý tới người bên cạnh. Ấn tượng đầu tiên của Jun-woo về cậu đàn em là cậu ta rất đẹp trai, khuôn mặt sáng sủa với mái tóc màu hạt dẻ. Cậu trả lời, ừm. Tôi xuất ngũ rồi mới trở lại trường học. Thì ra là vậy nên anh mới đội nón nhỉ. Jun-woo đẩy cái nón lên trên một chút và gật đầu. Thật ra cậu xuất ngũ cũng được vài tháng rồi, đó không phải là lý do mà cậu đội nón, nhưng vì không muốn giải thích thêm nên cậu gật đầu cho qua chuyện. Cậu đàn em bên cạnh nói tiếp, nhưng mà tiền bối,
Lời nói chưa nói hết đã bị cắt ngang bởi cậu đàn em mời rượu lúc nãy. Cậu ta vừa rót rượu vào ly Jun-woo và hào hứng, cụng ly đi nào, cụng ly. Jun-woo tái cả mặt, mấy cậu uống với nhau đi. Đối với Jun-woo, nơi đây không thích hợp để uống rượu, bên trong chật ních người và mấy đứa đồng khóa thì say bí tỉ, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Hơn nữa, mỗi khi cánh cửa mở ra rồi đóng lại, cậu có một sự cảm không lành. Jun-woo cảm thấy bất an và kéo cái nón trên đầu xuống một tí. Người ngồi đối diện hỏi cậu, chúng ta nói câu cạn ly gì đây? Jun-woo một tay kéo cái nón xuống, một tay vẫy vẫy nói, làm đại khái đi. Cậu đàn em ở bên cạnh cầm ly rượu lên, tươi cười nói, vì sự xuất ngũ của tiền bối Jun-woo thế nào ạ? Jun-woo khó xử, không, tại sao trong bữa tiệc chào đón sinh viên mới lại? Cậu ấy chưa nói xong thì cậu đàn em xen vào, ô, được đấy, chúng ta nói như vậy đi. Tất cả mọi người trên bàn rượu đều nâng ly lên và hô to, vì sự xuất ngũ của anh Jun-woo. Chúc mừng anh đã xuất ngũ ạ. Sinh viên trở lại đại học, quân nhân tại ngũ kìa, quân nhân tại ngũ mọi người rộn ràng chúc mừng Jun-woo xuất ngũ. Cậu ấy cũng cười thật tươi để đáp trả những lời chúc mừng đó. Cậu đàn em bên cạnh quay qua, tiền bối, hả sao thế? Sao anh lại nhập ngũ ạ? Cậu thấy khó hiểu vì đàn em lại tò mò chuyện này. Đàn em nói tiếp, à mà, tiền bối. Tiếng mở cửa leng keng cắt ngang lời nói của cậu ta. Jun-woo giật mình và liếc nhìn về phía cửa ra vào. Cậu ấy cảm thấy hoảng loạn khi người đang bước vào là Choi Tae-gom. Choi Tae-gom đến rồi à? Mọi người đều rất vui vẻ khi thấy cậu ấy tới. Jun-woo kéo cái nón xuống, thầm nghĩ, tiêu rồi. Thấy vậy, cậu đàn em ngồi bên cạnh hỏi tiền bối Jun-woo. Jun-woo vội vàng nói, cậu đừng gọi tên tôi. Cậu đàn em bên cạnh không hiểu, mùi hương pheromone nồng nặc lẫn vào trong không khí. Điều này khiến Jun-woo giật mình bởi vì cậu là một Omega. Mọi người xung quanh xì xầm. Gì vậy? Alpha, pheromone đỉnh thật đó. Cậu đàn em bên cạnh nhìn về phía Tae-gom, wow, vị tiền bối kia có vẻ là một alpha trội. Jun-woo nắm chặt tay áo của cậu đàn em. Cậu đàn em ấy lo lắng hỏi, tiền bối, anh không sao chứ? Jun-woo trả lời, tôi không sao. Đột nhiên có một người nào đó hỏi, anh Jun-woo, anh là sinh viên năm mấy vậy? Một người khác hào hứng trả lời, anh Jun-woo thi lại, nên là năm ba đó. Jun-woo giật mình bất động. Tae-gom nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy và tỏa ra pheromone nhiều hơn. Lee Jun-woo. Tae-gom tức giận lao nhanh tới chỗ Lee Jun-woo. Cậu giữ lấy cánh tay Jun-woo và phả ra thật nhiều pheromone. 5 năm rồi, mùi pheromone mà Jun-woo không cảm nhận được trong suốt 5 năm là beta, giờ lại cảm nhận được một cách nồng đậm. Một thứ tình cảm mà cậu ấy không biết đang dâng trào mãnh liệt, nhưng cậu cố không để bộc lộ ra. Jun-woo thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, ngước mặt lên mỉm cười nói, "A, à, Tae-gom à, lâu quá rồi nhỉ, cậu khỏe chứ?" Nghe được câu này, sắc mặt Tae-gom càng trở nên khó coi hơn. Jun-woo nhìn xung quanh. Nếu để tình hình tiếp diễn như này, pheromone càng ngày càng nhiều sẽ khiến các Omega khác và ngay cả Jun-woo cũng không thể tỉnh táo nổi. Cậu thở dài, buông tay áo của cậu đàn em bên cạnh ra. Sau đó đứng dậy nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Cả hai cùng đi ra ngoài, Jun-woo đi trước, Tae-gom theo sau. Jun-woo liếc nhìn Tae-gom và thầm nghĩ cậu ta không kêu ca tiếng nào mà đi theo mình, may thật. Jun-woo cảm thấy bất an, lấy hộp thuốc lá lắc lắc trước mặt Tae-gom hỏi, tớ hút thuốc được chứ? Sau đó, cậu ấy rút một điếu ra hút, mùi hương từ thuốc lá tỏa ra và hòa vào không khí. Tae-gom cảm thấy khó chịu đưa tay che mũi. Thuốc lá này là sản phẩm giúp tạo ra chút hương pheromone dành cho những beta không có pheromone. Mặc dù Jun-woo cũng chẳng muốn hút trước mặt người ghét nó như này, nhưng mà để chịu đựng được pheromone của Tae-gom thì nhất định cần loại thuốc này. Jun-woo cảm thấy may vì mỗi khi khói thuốc bay ra, pheromone của Tae-gom cũng dần trở nên ổn định hơn. Jun-woo thở ra một hơi, sau đó dập tắt điếu thuốc lá. Tae-gom nhìn cậu hỏi, cậu đi học lại rồi à? Jun-woo cởi cái nón xuống, vuốt vuốt mái tóc trả lời. Ừ, vì nhập ngũ rồi về nên đang học năm 3. Cậu biết đúng không? Việc tớ bị bệnh nên đã thi lại, sau đó nhập học trong khoảng thời gian cậu nhập ngũ đó. Tae-gom đáp lại, tớ biết. Jun-woo vén vài cọng tóc mái đằng trước lên, cậu ấy không biết nói gì, dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được thứ gì hay ho. Tae-gom sải bước đến cạnh Jun-woo, giận dữ nói, Lee Jun-woo, tớ muốn hỏi. Không thì cậu tự nói đi. Jun-woo cúi đầu xuống. Xin lỗi cậu, vào ngày thi đại học tớ bị bệnh nặng, nên là không thể học đại học vì đến điểm tối thiểu còn không thể đạt được. Rồi sau đó tớ không dùng điện thoại để tập trung học ở trung tâm luyện thi, nên không thể liên lạc được với cậu. Cậu ấy mân mê cái nón trên tay nói tiếp. Không phải tớ cố tình tránh cậu đâu, mọi chuyện là thế đó. Xin lỗi cậu, nhưng mà cậu cũng không liên lạc với tớ còn gì. Gặp lại nhau là được rồi, không phải à? Tae-gom cảm thấy bàng hoàng sau khi nghe những lời này của Jun-woo, cậu siết chặt bàn tay. Vì cậu nói phải học nên tớ đã không gọi. Nghe nói cậu đã đến học ở trung tâm luyện thi, nên tớ sợ Quinn liên lạc sẽ cản trở việc học của cậu, vậy nên tớ đã không liên lạc. Khi nhập ngũ, mỗi lần tớ được nghỉ phép, cậu đều không có ở nhà. Tớ đợi xuất ngũ rồi sẽ nói chuyện với cậu, vừa nghĩ thế vừa nhẫn nhịn qua 2 năm.
Mặt Tae-gon như sắp khóc. Nhưng ngay khi tớ vừa xuất ngũ thì cậu đã nhập ngũ. Lúc được nghỉ phép cậu có từng nghĩ sẽ gặp tớ không? Sự tồn tại của tớ đối với cậu chỉ có như vậy thôi sao? Chúng ta là bạn mà không phải sao? Chữ bạn bè này làm tim Jun-woo như ngừng một nhịp. Dĩ nhiên là bạn rồi. Tớ không biết lại khiến cậu buồn như vậy. Tớ xin lỗi. Jun-woo cố diễn cho tròn vai bạn bè. Cậu ngượng ngùng nói tiếp. Chỉ là tớ xấu hổ vì không đỗ đại học nên mới vậy. Cậu biết đó, tớ học ổn hơn cậu mà. Bỏ qua cho tớ một lần đi. Hồi cấp 2 cậu cũng từng tránh tớ mà. Jun-woo chỉ vừa nói thế để Tae-gon tạm yên lòng. Nhưng Tae-gon quá hiểu Jun-woo, cậu siết chặt tay Jun-woo. Cậu biết cậu không thể nói dối mà. Hứa với tớ, sẽ không tránh né tớ nữa. Chúng ta đã học cùng trường, tớ với cậu đều đã xuất ngũ rồi. Nên giờ cậu có nói sẽ nghỉ học hay đi du học, hay gì đó nữa, tớ đều sẽ không thông cảm cho cậu đâu. Năm ngoái tớ nghỉ học nên giờ tớ mới học năm 3. Tớ không chấp nhận việc cậu né tránh tớ mà không lý do đâu, nếu có thì đưa ra lý do chính đáng mà tớ có thể hiểu được. Jun-woo né tránh ánh mắt Tae-gon. Cậu sợ nói ra sự thật, mối quan hệ này sẽ chấm dứt. Cậu không biết mình phải làm sao, Jun-woo cúi đầu lý nhí. Tớ biết rồi. Tae-gon cười tươi, xoa đầu Jun-woo nói, tốt lắm. Quay vào thôi, Jun-woo nhìn theo Tae-gon, sau đó gọi. Này Tae-gon à, cậu vẫn còn ghét Omega à? Tae-gon nhìn Jun-woo, sau đó nói. Ừ, đến mức sờn cả gai ốc. Lời nói này khiến Jun-woo run người. Cậu vội lấy bao thuốc lá, tay run run rút một điếu. May thật, tớ không phải là Omega. Cậu cười tươi nói tiếp. Cậu vào trước đi, tớ hút xong thì sẽ vào. Tae-gon lo lắng, cậu đừng hút thuốc nhiều quá. Nhìn theo bóng lưng của Tae-gon, Jun-woo cảm thấy trong lòng trống rỗng. Đã 5 năm rồi, việc cậu phát hiện bản thân là Omega, bắt đầu tránh né Tae-gon và cả việc cậu nhận ra mình thích Tae-gon. Jun-woo muốn nói, cậu biết không choi Tae-gon, tớ là Omega đấy. Nhưng những lời này không thể nói ra thành lời. Jun-woo dập tắt điếu thuốc nói, phải dừng lại thôi. Jun-woo trở lại bữa tiệc, không hiểu sao mọi người đều tập trung hướng ánh nhìn vào cậu. Cậu đàn em sáp lại gần hỏi, anh đang quen tiền bối choi Tae-gon à? Jun-woo thở dài, là bạn thôi. Cậu đàn em ngồi bên cạnh nghi hoặc hỏi lại, là bạn, ai lại có thể để dính mùi hương lên người bạn mình như thế sao? Jun-woo khó hiểu hỏi, gì cơ? Cậu đàn em giải thích, ai nhìn vào cũng tưởng tiền bối là Alpha, vì trên người anh đầy mùi hương của Alpha. Em cũng chỉ nói thế thôi. Jun-woo bối rối gãi gãi vành tai, chắc là ở cùng lâu quá nên mới vậy chăng? Nhưng anh nói là bạn từ nhỏ mà, lúc nãy sao lại thế? Quan hệ không tốt sao? Mọi người xung quanh cũng ùa theo. Đúng rồi, lúc nãy mùi hương của tiền bối Tae-gon, lần đầu tiên em thấy tiền bối như thế đó. Rốt cuộc là thân nhau như nào vậy? Jun-woo lúng túng. Anh với Choi Tae-gon là bạn có gì lạ sao? Không, không phải ý đó. Vì cả hai đều không phải kiểu người bắt chuyện làm quen trước còn gì. Chỉ là ba mẹ hai bên thân với nhau thôi. Nhưng sao hai đứa biết Choi Tae-gon vậy, cũng có học cùng khóa đâu. Một cô gái tham gia vào cuộc nói chuyện. Tiền bối Choi Tae-gon nổi tiếng lắm. Anh nói là thân thiết thế mà lại không biết chuyện đó sao? Jun-woo thắc mắc, sao lại nổi tiếng? Vì đẹp trai còn gì? Biệt danh là nam thần khoa kinh doanh, còn là một alpha trội nữa. Trong số các alpha thì tiền bối Choi Tae-gon được nhiều người yêu thích lắm. Nghe bảo mùi hương không đùa được đâu. Với lại anh ấy không hẹn hò nên càng nổi tiếng. Cậu đàn em đột ngột cắt ngang, anh thật sự không hẹn hò với tiền bối Choi Tae-gon sao? Jun-woo liếc nhìn Tae-gon ở đằng xa, không biết nữa, chắc là không. Cậu ta ghét Omega mà. Alpha mà lại ghét Omega sao? Jun-woo trả lời, ừ, nhưng tên cậu là gì? Cậu đàn em mếu máo trả lời, tiền bối không biết tên em sao? Là Do Hyun ạ, Kim Do Hyun. Do Hyun thắc mắc hỏi tiếp, dù sao Alpha làm sao có thể ghét Omega được chứ? Jun-woo thầm nghĩ, không lẽ tên nhóc này cũng quan tâm đến Choi Tae-gon? Jun-woo hỏi, cậu cũng là Alpha phải không? Do Hyun cầm ly bia lên uống, đáp, vâng, anh không biết tên em mà vẫn biết em là Alpha à? Cùng là Alpha mà cậu lại không hiểu sao? Vâng, chuyện này nói ra nghe khó tin thế kia mà. Tính chất sinh lý của Alpha là bị mùi hương của Omega dẫn dụ đó. Do Hyun vừa nói vừa lấy ly của Jun-woo cụng vào ly mình. Sau đó ghé sát lại gần Jun-woo nói tiếp, huống hồ tiền bối kia còn là ghen trội. Đặc biệt là khi Omega đến kỳ phát tình thì sẽ muốn vứt bỏ hết lý trí. Vì vậy nói ghét Omega nghe không thể nào. Tại sao lại không có lý? Tae-gon không biết đứng đó từ lúc nào, đột ngột lên tiếng khiến cả hai giật mình. Jun-woo không cảm nhận thấy chút pheromone nào cả, cậu lúng túng hỏi. Cậu đến lúc nào thế? Tae-gon ngồi xuống chỗ bên cạnh Jun-woo. Vừa tới. Tae-gon rót rượu vào ly rồi uống cạn, sau đó đưa ly rỗng về phía Jun-woo. Jun-woo không hiểu, ý là bảo mình rót thêm hả? Cậu chưa kịp phản ứng thì Do Hyun nhanh tay cầm chai rượu lên rót cho Tae-gon, để em rót cho anh. Em là tân sinh viên khoa văn học, tiền bối học khoa kinh doanh đúng không ạ? Sau đó Do Hyun đưa ly rỗng của mình về phía Tae-gon. Anh có thể rót cho em một ly không? Tae-gon làm ngơ cậu ta, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Jun-woo phàn nàn, đúng là tên sức sược Choi Tae-gon, để tôi rót cho cậu. Jun-woo cầm chai rượu lên định rót cho đàn em, thì Tae-gon nhanh tay giữ lấy tay cậu.
Taegom lấy chai rượu và rót cho Do Hyun. Cậu là hậu bối của Lee Jun-woo à? Vâng. Tiền bối Jun-woo đã chăm sóc tụi em rất nhiều. Jun-woo ngồi bên thấy sai sai, cậu thầm nghĩ. Chăm sóc cái gì chứ, hôm nay là lần đầu gặp mặt mà. Taegom bất ngờ ngồi gần lại Jun-woo, nên hai người mới vui vẻ nói về chuyện của tôi như thế. Jun-woo giật mình nghiêng người né ra một chút, cậu bối rối nói. Không có, không phải kể xấu gì đâu, chỉ là mấy đứa hỏi xem cậu có người yêu chưa thôi. Cậu chưa có đúng không? Taegom không trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại, vậy còn cậu? Jun-woo bối rối, tôi không có. Taegom gằn giọng, sau đó đáp. Tôi cũng không có ai gặp gỡ cả. Jun-woo mân mê ly rượu trên bàn, nói. Ra là thế à? Do Hyun đột nhiên hỏi, tiền bối, em có thể hỏi anh một chuyện được không? Chuyện gì? Taegom lạnh nhạt hỏi. Nghe nói anh ghét Omega, vậy tiền bối Jun-woo có ổn không? Taegom khó hiểu hỏi lại, Lee Jun-woo thì sao? Do Hyun trả lời, thì tiền bối Jun-woo là Omega mà. Nghe câu nói này, Jun-woo giật thót. Do Hyun cười nói tiếp, vừa nãy em định hỏi, sao anh lại đi nhập ngũ vậy? Không phải Omega thì được miễn đi nhập ngũ sao? Jun-woo lạnh toát cả sống lưng. Omega không đi nhập ngũ vì khó ức chế được chu kỳ phát tình, nên dễ gây ra nhiều vấn đề liên quan. Nhưng dù là Omega, thì cậu vẫn muốn được vào quân đội, đến khi xuất ngũ cũng không một ai biết cậu là Omega. Hơn nữa chu kỳ phát tình của Jun-woo cũng không tới, nên cũng chẳng ai cảm nhận được pheromone của cậu. Taegom cau mày hỏi, cậu nói Lee Jun-woo là Omega sao? Do Hyun nhìn về phía Jun-woo, vâng, không phải sao. Pheromone của tiền bối Jun-woo, đang nói thì nhìn thấy sắc mặt Jun-woo dần dần trắng bệch, Do Hyun lo lắng hỏi thăm. Tiền bối không sao chứ ạ, có chuyện gì thế? Đột ngột Taegom hất tay Do Hyun ra, kéo Jun-woo sát lại gần mình, khó chịu nói. Cậu ấy là Beta, không phải Omega. Do Hyun khựng lại, Beta sao ạ? Jun-woo cố nở nụ cười tươi đáp. Sao thế, tôi giống Omega lắm hả? Cậu lục lọi trong túi lấy bao thuốc ra. Chắc tại thuốc lá nên cậu nhầm lẫn đấy. Vì tôi hút thuốc pheromone. Do Hyun cầm hộp thuốc lá trên tay, hơi ngượng nói. Thì ra là thuốc lá pheromone. Hình như em nhầm. Xin lỗi anh nhé. Taegom từ phía sau ôm lấy eo Jun-woo, vẫn vẻ khó chịu nói. Biết thế là tốt. Mắt Taegom và Do Hyun chừng chừng nhìn nhau. Sau đó Do Hyun đứng dậy nói, em đi vệ sinh một lát đây ạ. Sau khi cậu ta đi, Taegom hỏi. Cậu thân với cậu ta lắm hả? Jun-woo trả lời, thân gì mà thân, hôm nay mới gặp lần đầu. Có vẻ cậu ta quan tâm tới cậu hơn nó. Taegom ngạc nhiên chỉ tay vào mặt mình, hả? Jun-woo gật đầu, cậu đó. Cậu ta hình như là một trong những alpha thích cậu đó. Nghe được câu nói này, Taegom càng khó chịu hơn, pheromone của cậu tỏa ra ngào ngạt, gằn giọng nói. Cậu ta là alpha à? Jun-woo đáp, pheromone khiến Jun-woo trở nên run rẩy. Nghe xong câu trả lời, Taegom càng phóng thích pheromone dữ dội hơn. Jun-woo rất muốn bảo Taegom tiết chế pheromone lại, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh. Taegom mỉm cười nói, thật may vì cậu không phải là Omega. Jun-woo đứng phắt dậy, tớ đi hút một điếu đây. Taegom lo lắng hỏi, lại hút thuốc nữa à? Tớ đi với cậu. Jun-woo ngắt lời, ngồi đó đi. Cậu cũng không thích mùi thuốc này mà. Taegom phụng phịu, biết thế thì đừng hút. Hết mùi thì tớ sẽ vào. Jun-woo bước vài bước thì khựng lại. Giả sử tớ là Omega thì thế nào? Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tò mò nên hỏi thử thôi. Taegom đáp, vậy tớ đã không làm bạn với cậu. Jun-woo lắc lắc hộp thuốc lá cầm trên tay, vậy à, thế tớ đi hút một điếu đây. Cậu vội vàng bước thật nhanh, tâm trạng của cậu hiện giờ rất tồi tệ. Kết thúc bữa tiệc, cậu đàn em nắm lấy tay Jun-woo lãi nhãi, chúc mừng anh Jun-woo xuất ngũ. Khó khăn lắm Jun-woo mới né được lời mời đi tăng hai cùng đàn em. Do Hyun tiến đến chỗ hai người đang đứng. Hình như tiền bối không uống rượu, tôi vốn dĩ không uống được nên. Chưa nói hết, đàn em lại ôm chầm lấy Jun-woo, chúc mừng xuất ngũ. Jun-woo bất lực đẩy cậu ta ra. Ở phía sau, Taegom hỏi Do Hyun, cậu là Kim Do Hyun đúng chứ? Cùng lúc, Taegom kéo cậu đàn em Sung Jae về phía Do Hyun, cậu đưa cậu ta về đi. Jun-woo cũng nhờ Do Hyun đưa Sung Jae về, hứa lần sau sẽ mời cậu ăn cơm. Còn lại hai người, Jun-woo hỏi cậu về thế nào? Cùng bắt taxi về thôi, nhà cũng gần mà. Jun-woo khựng lại không trả lời. Taegom lo lắng hỏi, sao thế? Thấy không khỏe ở đâu à? Lẽ nào cậu? Tớ ở trọ rồi, được 4 tháng rồi. Taegom ngạc nhiên, sống cách chỗ đi học chỉ 30 phút mà cũng ở trọ á. Được rồi, phòng trọ của cậu ở chỗ nào? Gần trường. Taegom giữ tay Jun-woo. Đi thôi, tớ sẽ đưa cậu về. Jun-woo ngạc nhiên, cậu đưa tớ về sao? Lẽ nào cậu vẫn còn giữ cái suy nghĩ là cậu phải bảo vệ cho tớ hả? Jun-woo mỉm cười, không có đâu. Cậu nhớ lại khoảnh khắc lúc cả hai còn nhỏ. Jun-woo đề nghị nắm tay Taegom vì cậu ấy đi hơi chậm. Taegom đỏ mặt, cậu đi nhanh thì có. Jun-woo mỉm cười hạnh phúc, khi ấy đáng yêu nhỉ. Tớ nhớ lại lúc xưa chúng ta nắm tay nhau cùng đi. Bây giờ thì sao? Jun-woo đưa tay về phía Taegom. Nói cái này hơi ghê ghê nè. Chúng ta, nắm tay nhé. Nói xong, mặt Jun-woo đỏ bừng,
cậu nhận ra mình đã quá bốc đồng, liền rụt tay lại, chỉ là tớ nhớ lại lúc xưa. Thấy Taegom sững người, Jun-woo ngượng nghịu quay mặt đi. Đừng có nghiêm túc thế chứ, cái thằng này. Tớ chỉ đùa chút. Taegom bất ngờ tóm lấy tay Jun-woo và đan năm ngón tay vào nhau. Taegom nói, khi đó tớ không phải đi chậm, mà là tớ cố ý bước theo sau cậu. Vì ngày nào cậu cũng ngã nên tớ muốn đỡ lấy cậu. Nghe câu trả lời này, tim Jun-woo đập thình thịch, cậu mắc cỡ hất tay Taegom ra mà phản bác. Tớ có ngã bao giờ chứ? Taegom ở phía sau gọi với theo. Lee Jun-woo, tớ có rất nhiều chuyện tò mò về cậu. Cậu sống như thế nào, làm những gì? Tại sao lại tránh mặt tớ? Tại sao lại ra ở trọ? Cậu đã nhập ngũ ở đâu? Rốt cuộc ngày nghỉ làm gì mà không đến gặp tớ? Nếu không ít ra cũng nghĩ về tớ chứ? Đó cũng là toàn bộ những gì Jun-woo muốn hỏi ngược lại cho Taegom. Cậu đã sống thế nào? Đã làm những gì? Có nghĩ tới tôi không? Khi tôi tránh mặt cậu, sao cậu không tìm đến tôi? Jun-woo cắn môi, kìm nén những lời trong lòng mình. Sau đó bình tĩnh hỏi, tại sao? Tại sao cậu lại tò mò về chúng? Vì chúng ta là bạn, đó là câu trả lời của Taegom. Vì là bạn bè nên mới tò mò thôi, chứ không mắc gì tớ phải quan tâm. Jun-woo siết chặt tay, nhìn Taegom trả lời, tớ không xem cậu là bạn. Đối với tớ, cậu không phải là bạn, mà là gia đình. Jun-woo cười tươi, vỗ vỗ vai Taegom. Taegom thở ra một hơi nhẹ nhõm và cũng cười tươi đáp lại. Đến trước khu trọ của Jun-woo, Taegom nói, hay tớ cũng ra ở trọ nhỉ? Đừng, tốn tiền lắm chứ ích gì. Vậy tại sao cậu lại ở trọ? Nó cũng có ưu điểm riêng của nó chứ bộ. Lật mặt nhanh gớm nhỉ? Vào uống tách trà không? Thôi đi, giờ này còn uống gì nữa? Cậu không thích ai vào nhà cơ mà. Trễ rồi, cậu vào đi. Jun-woo đi được vài bước thì khựng lại. Cậu nhớ đi về nhà cẩn thận đó. Sau khi tắm rửa xong thì Taegom nhắn, tớ bắt taxi rồi, ngủ ngon nhé, mai gặp. Dù chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi cũng khiến Jun-woo hồi hộp và vui vẻ. Cậu hồi đáp, cậu cũng ngủ ngon nha. Hôm sau, trong tiết học, Jun-woo không tập trung lắm, trong đầu toàn nghĩ đến Taegom. Cậu ấy đang học môn gì, giá như cùng khoa thì tốt biết mấy. Giá như mình không thích cậu ấy, à không, giá như không phân hóa thành Omega thì mình đã có cơ hội thêm một chút nhỉ. Giá như mình không trốn tránh cậu ấy thì đã học cùng khoa và vẫn làm bạn cùng bàn với cậu ấy nhỉ. Jun-woo bừng tỉnh khi nghe tiếng giáo viên, tiết học hôm nay tới đây thôi. Jun-woo cúi xuống kiểm tra giờ trên điện thoại, mới đó mà đã hết tiết rồi. Trong lúc nghĩ đến Taegom, còn vô thức ghi tên cậu ấy ra vở. Thành thật mà nói thì đêm qua Jun-woo rất vui khi gặp lại Taegom. Con tim cứ rung động mãi không thể bình tĩnh nổi, mỗi khi chợp mắt là thấy khuôn mặt của Taegom. Chẳng lẽ giờ gạt bỏ tình cảm để làm bạn với nhau? Jun-woo ngẩn ngơ suy nghĩ, vậy thà không tiếp tục gặp nhau nữa. Đột nhiên có một người chạm vào vai cậu, tiền bối Lee Jun-woo. Cậu ngạc nhiên quay lại, là Kim Do-hyuk. Jun-woo ngạc nhiên hỏi, cậu học lớp này hả? Em tưởng là anh giả vờ không biết, nhưng hóa ra là anh không biết thật à? Jun-woo thu dọn sách vở, Do-hyuk hỏi, tiền bối, anh ăn trưa với ai vậy? Tôi cũng chưa quyết định được đi ăn với ai cả. Vậy thì anh ăn trưa với em đi. Ở chỗ ăn cơm, Do-hyuk hỏi thăm một chút việc học của Jun-woo. Bỗng Do-hyuk phả ra một lượng lớn pheromone khiến Jun-woo giật mình, tay cầm ly nước run run. Jun-woo nhìn xung quanh, có vẻ chỗ này ngoài cậu ra thì không ai cảm nhận được pheromone của Do-hyuk. Nên cậu không thể nhắc đến pheromone của cậu ta được vì sẽ lộ chuyện cậu không phải là beta. Jun-woo cố giữ bình tĩnh, cười hỏi, cậu học lớp gì? Tiếng Anh du lịch ạ, là chuyên ngành bắt buộc của năm nhất. Thấy biểu hiện không có chuyện gì của Jun-woo, Do-hyuk dần thu pheromone lại. Đúng lúc phục vụ đã đem đồ ăn ra, tuy nhiên hôm nay Jun-woo ăn chẳng thấy ngon miệng gì cả. Cậu liếc nhìn Do-hyuk, việc cậu cố che giấu pheromone của bản thân, đến Taegom cũng không phát hiện ra. Nhưng Do-hyuk lại phát tán pheromone vào cậu để kiểm tra, Jun-woo không biết mình có để lộ sơ hở ở đâu để bị Do-hyuk phát hiện không. Từ trong đám người mới vào quán, trùng hợp có Taegom. Taegom nhìn thấy Jun-woo liền cười vui vẻ gọi, Lee Jun-woo, cậu tới ăn chưa à? Nhưng khi nhìn thấy Do-hyuk cũng ở đó, Taegom khựng lại một nhịp. Do-hyuk chào hỏi trước, xin chào anh, tiền bối. Jun-woo lên tiếng để tránh sự gượng gạo. Do hậu bối đãi tớ ăn nên mới tới đây, có vẻ cậu cũng ăn trưa nên mới tới đây nhỉ. Tuy nhiên Taegom tỏ ra không hài lòng lắm. Cũng đúng thôi, Jun-woo nói không thân thiết với Do-hyuk, nay lại nhận lời đi ăn như này. Một người bạn của Taegom gọi cậu ta nhanh tới chọn món, người khác còn nhận ra người hôm qua gặp ở tiệc rượu là Jun-woo. Jun-woo thấy ngại nên hỏi, cậu không cần qua chỗ bạn cậu sao? Cậu dịch qua bên cạnh chút đi. Taegom đẩy Jun-woo ngồi lùi qua bên cạnh rồi ngồi xuống. Phát hiện ra điều gì đó, Taegom đột kéo cổ áo và cả người Jun-woo sát lại người mình, kề sát vào cổ cậu mà gửi. Đồng thời tỏa ra pheromone phủ lên người Jun-woo. Jun-woo giật mình, đỏ mặt đẩy cậu ta ra. Cậu sao thế? Bực mình thật đấy. Taegom vừa nói vừa nhìn chừng chừng Do-hyuk, cậu ta phóng ra nhiều pheromone hơn nữa, xóa hết dấu vết pheromone của Do-hyuk khi nãy. Taegom cầm menu lên xem và hỏi, cậu nên ăn cơm chứ? Cậu không ăn được đồ ăn nguội mà. Jun-woo toát cả mồ hôi, cố giữ bình tĩnh đáp,
Tớ chỉ nghĩ nó ngon nên mới gọi thử. Đưa cái đó cho tớ rồi ăn cơm đi, đừng để lát nữa bị đau bụng đấy. Jun U run rẩy đứng bật dậy. Tớ vào nhà vệ sinh một lát rồi sẽ quay lại ngay. Thấy vậy, Taegon chỉ kịp hỏi, làm gì mà cậu gấp như vậy? Thì Jun U đã chạy vội vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Mặt cậu đỏ bừng, phía dưới có phản ứng. May là Taegon không phát hiện ra. Nếu cậu ấy biết được mình phát tình thì cậu ấy sẽ ghét mình mất. Bây giờ Jun U không biết giải quyết như thế nào. Jun U tự an ủi chính mình, cậu tính sẽ hút thuốc lá pheromone rồi mới quay lại. Sau khi trở lại bàn ăn, ngửi thấy mùi thuốc lá, Taegon nói, cậu hút ít thuốc lại đi. Jun U ngửi ngửi tay áo hỏi, nặng mùi lắm à? Taegon trả lời, không phải do mùi mà là. Do Hyun cắt ngang, tiền bối không ăn được đồ ăn nguội ạ. Không, cũng không hẳn. Taegon khó chịu chen vào, cậu không ăn được còn gì, nếu cậu ăn thì sẽ bị đau bụng. Do Hyun ngượng ngùng nói, đáng lẽ nên đi ăn món khác nhỉ. Anh có thích ăn món gì không ạ? Taegon đưa đĩa thức ăn cho Jun U, vừa trả lời, cậu biết để làm gì? Lee Jun U ăn đủ thứ hết đó. Cứ thế Do Hyuk hỏi Jun U ăn sushi được không? Ăn đồ sống được không? Ăn thịt được không? Nhưng người dành trả lời lại là Taegon. Cậu ấy không ăn được đồ sống, chỉ ăn một chút thịt bò. Jun U thấy hai người lải nhải thì đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Hai người làm gì trước mặt tôi vậy hả? Taegon liền đứng dậy, cậu ăn hết chưa? Nếu ăn hết rồi thì chúng ta đi. Do Hyun mỉm cười nói, lần sau chúng ta đi ăn món mà tiền bối thích nhé. Jun U ậm ừ trả lời, thì Taegon đã nhanh tay đến quầy thanh toán xong tiền bữa ăn. Này, tôi tính tiền cả rồi. Sau đó không biết người ta có mời ăn cùng không, lại tự nhiên như rồi nói, tôi thì ăn gì cũng được nhé. Do Hyuk đứng bất động không nói nên lời. Ra khỏi quán, Jun U hỏi, sao cậu lại trả tiền cơm? Vậy sao cậu lại đãi cậu ta? Cậu nói là cậu không thân với cậu ta mà. Đâu có thân, cậu ta bảo tớ đãi một bữa nên mới đi chung thôi. Taegon vào đầu Jun U, chẳng thân thiết gì, thế mà người ta đòi đãi, là cậu đãi hết chắc. Hôm qua tớ hứa sẽ đãi cậu ta ăn rồi mà. Cậu đừng có chơi với Kim Do Hyun. Cậu là học sinh tiểu học à? Sao cậu lại ghét Kim Do Hyun như vậy? Tại thằng khốn đó làm cậu bị dính đầy pheromone lên người. Đám alpha chỉ có một lý do duy nhất thôi. Đó chính là đánh dấu cậu làm của riêng đấy. Taegon nổi giận, vò đầu nói tiếp, cậu từ xưa đã vậy rồi. Không phải cậu hay bị dính pheromone của mấy tên alpha kỳ lạ à? Lại còn bị tràn ngập trong đống pheromone của đám omega nữa chứ. Cậu là beta mà, không có sự đồng ý của cậu mà dám thể hiện chủ quyền như thế. Thì một người làm bạn như tớ sẽ vui được sao? Jun U siết chặt dây ba lô, lắng nghe từng chữ mà Taegon thốt ra. Không phải Taegon đang thể hiện tình cảm yêu đương ngọt ngào, mà cậu ấy chỉ cảm thấy khó chịu vì là một người bạn thôi. Taegon nói tiếp, vậy nên nếu Kim Do Hyun bắt chuyện thì cậu cứ lờ đi. Có nói mấy lời nhảm nhí thì cũng đừng trả lời lại. Nếu có lỡ chạm mặt nhau thì tới chỗ tớ, tớ sẽ xóa mùi pheromone cho cậu. Cậu không nhất thiết phải như vậy. Tớ nói là không nhất thiết cậu phải xóa mùi pheromone cho tớ. Tớ không biết tại sao cậu ta lại như vậy, nhưng chắc cậu ta cứ vậy rồi thôi. Taegon nghiến răng, cậu thực sự không biết tại sao cậu ta lại làm như vậy à? Jun U biết Do Hyun làm vậy để xác nhận xem cậu có phải là Omega không, nhưng cậu chỉ thở dài nói, làm sao tớ biết được, tớ đâu phải là Omega. Không phải cậu ta thích tớ nên làm thế đâu. Sao cậu biết không? Tớ với cậu ta mới quen nhau chưa quá 24 tiếng mà, làm sao mà thích tớ được chứ? Nếu như giống ý của cậu, nếu cậu ta thích tớ, thì lý ra nên tỏ tình chứ không phải để lại mùi pheromone đâu. Tớ đâu có cảm nhận được. Cũng có thể là do cậu ta không đủ dũng khí để tỏ tình. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Chả lẽ ngày xưa, những Omega để lại pheromone lên người cậu cũng vì không có dũng khí để thổ lộ à? Cậu đừng nói mấy câu như đừng chơi với cậu ta nữa đi. Nghe những lời này, Taegon mím môi tỏ vẻ uất ức. Jun U nói tiếp, dù chúng ta là bạn, nhưng cậu cũng không cần để tâm đến những chuyện này đâu. Tớ trễ rồi, đi trước đây. Thật ra cái người không đủ dũng khí, mà cả chuyện bản thân là Omega cũng không dám nói với cậu, chính là tớ đây này. Vậy là Jun U và Taegon đã chiến tranh lạnh một tuần rồi. Jun U không có đủ dũng khí để xin lỗi Taegon. Hậu bối Sung Jae liên tục cầu xin Jun U gia nhập câu lạc bộ đọc sách cổ truyền tiếng Anh, nhưng Jun U nhất quyết từ chối. Sung Jae ôm ghì cánh tay Jun U không buông. Anh cứu em một lần đi nhé. Câu lạc bộ gì mà không có người? Có đứa tân sinh viên bảo là nếu có anh tham gia thì mới gia nhập vào đó. Jun U rút tay ra, nghi ngờ hỏi, ai nói thế? Kim Do Hyun. Hình như cậu ấy muốn thân thiết hơn với anh đó. Nhiều đứa thích anh lắm luôn. Anh cũng được tỏ tình rất nhiều rồi còn gì. Một lần cũng chưa nha. Về việc này thì Jun U thấy Choi Taegon mới là người được tỏ tình nhiều. Sung Jae hỏi tiếp, yêu đương thì sao? Anh đã từng yêu đương chưa? Jun U mở lon nước ra, tôi cũng chưa từng hẹn hò bao giờ. Điều này là cú sốc đối với Sung Jae. Jun U chuyển chủ đề hỏi, còn thiếu mấy người? Sung Jae đáp, ba người. Nếu anh vào thì Kim Do Hyun cũng vào. Vậy thì còn thiếu một. Có thật là chỉ gia nhập mà không cần làm gì không? Sung Jae mừng rỡ, thật 100%, anh không cần làm gì cả. Dù không đến điểm danh cũng được nốt, em sẽ xử lý hết cho.
Jun U quyết định tham gia. Sung Jae cảm động muốn khóc. Yêu anh quá, anh là đỉnh nhất luôn. Nhưng còn một người nữa, cậu định tìm ở đâu? Sung Jae ngập ngừng nói. Cái đó, không biết tiền bối Choi Tae-gom có tham gia câu lạc bộ nào không nhỉ? Nghe đến tên Tae-gom, Jun U khựng lại, đặt lon nước xuống. Chắc cậu ta không có hứng thú tham gia đâu. Học kinh doanh thì đọc sách cổ tiếng Anh làm gì chứ? Tạm bỏ qua chuyện đó, Sung Jae cười tươi nói. Anh, hôm nay chúng ta tổ chức tiệc chào mừng vào câu lạc bộ nhé. Jun U cười khúc khích. Thành viên ảo mà cũng tổ chức tiệc chào mừng à? Đương nhiên rồi. Có phải người ngoài đâu, là anh mà. Cũng phải gọi cho Kim Do Hyun nói anh cũng tham gia. Việc cậu tham gia chung câu lạc bộ với Do Hyun có thể khiến Tae-gom không vui. Dù sao cậu nhận thấy mình cũng không làm gì sai, nên chẳng có lý do gì để tránh mặt Do Hyun cả. Nhưng cậu cảm thấy bức bối đến lạ. 7 giờ trước cổng chính, Jun U gia nhập với nhóm người trong câu lạc bộ. Jun U ngạc nhiên khi Sung Jae bảo không có ai, mà bây giờ được hẳn 10 thành viên. Bất chợt Jun U nhìn thấy Tae-gom đứng ở đằng xa. Cậu giật mình quay mặt tránh đi. Đã một tuần không gặp, không được ngửi thấy mùi hương pheromone của Tae-gom, Jun U nhớ cậu ấy. Sung Jae nhìn thấy ai đó giống Tae-gom, liền nói. Đằng đó phải tiền bối Choi Tae-gom không nhỉ? Do Hyun hỏi Jun U, anh không qua chào hỏi à? Giả vờ không thấy cũng được, Jun U đáp. Do Hyun lại nói tiếp, nhưng anh ấy cứ nhìn chằm chằm này. Sung Jae thì thầm vào tai Jun U, hai anh cãi nhau à? Sao lại cãi nhau? Chưa làm hòa sao? Không có cãi nhau. Sung Jae đột nhiên túm lấy tay Jun U, anh, em có ý này cho anh hay lắm này. Anh qua rủ tiền bối Choi Tae-gom đi uống rượu cùng đi. Jun U rút tay ra, gì chứ? Có rủ thì cũng không đi đâu. Do Hyun chen vào, chưa hỏi sao mà biết được. Anh cứ tin ở em. Nói dứt câu, Sung Jae đã chạy vèo lại chỗ Tae-gom. Jun U mặt tối sầm vì không kịp ngăn cậu ta lại. Ở phía bên kia, Sung Jae nhiệt tình rủ Tae-gom cùng đi. Cậu ta liên tục giơ tay múa chân. Jun U bên này chỉ biết bất lực thở dài. Tae-gom không thích mấy chỗ lạ đông người, với lại chắc cậu ấy vẫn còn đang giận. Nhưng bất ngờ Do Hyun nói, họ cùng đi đến rồi kìa. Đúng lúc Jun U ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc, chính là của Tae-gom. Trên đường đi, Jun U đi cạnh một đàn em khóa dưới. Hai người bọn họ trò chuyện với nhau về một trò chơi. Hậu bối hỏi, anh chơi thử không? Thôi, anh không giỏi chơi game. Tae-gom rất giỏi chơi game, Jun U nghĩ thế rồi liếc nhìn Tae-gom ở phía sau. Đúng lúc Tae-gom cũng đang nhìn cậu chằm chằm, Jun U giật mình quay mặt lại. Hậu bối hỏi, mà sao anh lại gia nhập câu lạc bộ vậy, trước anh nói phiền mà. Tại tên Park Sung Jae này nỉ quá, chỉ cần có tên thôi, không cần hoạt động gì hết. Hậu bối đánh giá, anh nên thả lỏng tí đi, đừng mãi lạnh lùng như thế. Jun U tự chỉ vào mình hỏi lại, tôi hả? Đột ngột Tae-gom chen vào giữa hai người rồi nói, những người lạnh lùng bộ sẽ chết hay sao? Sau đó cậu ta rất tự nhiên mà vòng tay khoác vai Jun U, rồi cười nói, cậu định tránh mặt tớ tới khi nào hả? Jun U thỏ thẻ nói, không phải tránh mặt đâu. Tae-gom xoa xoa rồi véo má Jun U, tớ biết, cậu chỉ là, thấy có lỗi nên mới thế. Tớ biết hết đó, tớ đã ở bên cậu bao nhiêu năm rồi chứ? Jun U cười nhẹ nhõm, là tớ lỡ lời, vậy nên. Tae-gom nắm lấy tay Jun U, ngượng ngùng quay mặt đi, không sao cả, tại tớ nói cũng sai mà. Nhiệt độ từ bàn tay Tae-gom vẫn còn vương trên tay Jun U, làm trái tim của Jun U không ngừng thổn thức. Sung Jae hào hứng nâng ly rượu lên hô to. Cũng ly vì câu lạc bộ của chúng ta. Jun U quay qua hỏi Tae-gom, lúc nãy cậu có hẹn đúng không? Tae-gom nhún vai, thản nhiên đáp, tớ hủy rồi. Do Hyun lúc này đã hơi say, mặt đỏ bừng nói với Jun U, tiền bối, anh cho em ít nước với. Jun U rót nước vào ly cho Do Hyun, lo lắng nói, cậu uống rượu vừa vừa thôi. Tae-gom ngồi bên cạnh biểu cảm chán ghét, lầm bầm, bộ không có tay có chân hay gì. Do Hyun cầm ly nước lên uống một hơi, rồi nói, tiền bối không uống rượu à, tôi không thích rượu lắm. Do Hyun chạm vào tay Jun U, nhưng anh vẫn phải chơi game cùng chứ, nên chúng anh thì em uống thay cho. Jun U mới mở lừa từ chối, đồng thời Tae-gom cũng nhanh tay hất tay Do Hyun ra. Khí thế hừng hực nói, được, chơi đi, dù sao đã tới đây rồi thì cũng nên hòa nhập chút chứ. Jun U e ngại, cậu ấy chịu chơi để hòa nhập vào bầu không khí từ bao giờ. Jun U kéo nhẹ áo Tae-gom, cậu không cần làm thế đâu. Tae-gom quay qua mỉm cười, tớ muốn chơi mà. Sung Jae hí hửng chỉ đạo trò chơi, sau đó mọi người cũng vui vẻ tham gia. Lượt đầu tiên Do Hyun thua, Tae-gom hí hửng nói, uống đi. Jun U nhận ra Tae-gom đang cố nhắm vào Do Hyun. Cứ thế Do Hyun và Tae-gom thay phiên nhau uống rượu nhiều nhất trong đám. Jun U lo lắng nói, cậu uống vừa vừa thôi. Tae-gom nhân cơ hội dựa vào vai Jun U, hình như tớ say rồi. Jun U xoa xoa mặt cậu ấy, ổn không đó? Tae-gom đáp lại, ừ, không. Đang trả lời dở thì nhìn thấy Do Hyun ở trước mặt. Tae-gom cười trơ trẽn nói tiếp, không, tớ không ổn lắm. Hình như rượu sắp trào ra luôn rồi, muốn đi vệ sinh không? Không đi có sao không đó? Jun U hỏi han cậu. Tae-gom trêu ghẹo, sao nào, cậu định giúp tớ đi vệ sinh à? Đừng hòng, tên điên.
Tae-gom áp bàn tay của Jun-woo lên mặt mình. Cậu cọ cọ vào tay mà tận hưởng. Tay cậu mát quá đi. Do-hyun đến giờ mới lên tiếng. Hình như anh say quá rồi, tốt hơn anh nên về trước đi chứ nhỉ. Làm sao đây, đi về trước nha. Tae-gom liếc mắt chừng Do-hyun. Jun-woo nói, tớ đưa cậu về, rồi về nhà bố mẹ ngủ lại luôn. Đột nhiên Tae-gom phóng ra pheromone, rồi nhõng nhẽo với Jun-woo. Cậu đưa tớ về đi, chúng ta về nhà. Jun-woo giật mình vì pheromone của Tae-gom. Được rồi, đợi tớ chút đã. Tae-gom gục đầu vào vai Jun-woo mà cọ cọ. Jun-woo sợ sẽ không kiềm chế được như lần trước, cậu cố đẩy Tae-gom ra. Cậu tỉnh táo lại chút đi. Tuy nhiên Tae-gom lại vòng tay ôm chặt lấy cậu. Miệng thì gọi, Lee Jun-woo. Jun-woo chịu đựng, mình đến giới hạn mất rồi. Jun-woo đẩy Tae-gom ra. Cậu chờ ở đây chút đi, tớ đi hút một điếu thuốc rồi vào ngay, biết chưa? Sau đó, cậu vội vàng rời đi và lục lọi hộp thuốc lá trong túi. Sau khi hút thuốc, Jun-woo đã bình tĩnh lại một chút. Nhớ lại bộ dạng say khước của Tae-gom, e là chút nữa cậu phải dìu cậu ấy về. Jun-woo sợ mình không thể kiềm chế được. Đúng lúc Do-hyun bước vào khu vực hút thuốc. Jun-woo thấy thế hỏi, cậu hút thuốc à? Nếu anh thấy không thoải mái thì để em đi ra nhé. Không sao đâu. Do-hyun đến gần, mỉm cười nói, cho em xin chút mồi lửa. Jun-woo đưa hộp quẹt cho cậu ta. Do-hyun cầm lấy, đốt điếu thuốc và hút một cách thành thạo. Sau đó cậu ta hỏi, tử lượng của tiền bối Choi Tae-gom thế nào ạ? Không biết nữa, Jun-woo trả lời. Do-hyun lầm bầm, chắc cũng không phải dạng vừa. Jun-woo không nghe rõ lắm. Do-hyun nói tiếp, một mình anh đưa anh ấy về có ổn không đó? Jun-woo mỉm cười, dù sao cũng đỡ hơn là vác Park Sung-jae về. Đột ngột Do-hyun hỏi, tiền bối Tae-gom thật sự không biết sao? Chuyện anh là Omega đó. Quá bất ngờ, Jun-woo đứng bất động. Còn Do-hyun vẫn rất thản nhiên nói, em cứ tưởng anh ấy giả vờ không biết, ai ngờ lại không biết thật. Jun-woo cố gắng bình tĩnh hỏi lại, cậu đang nói gì thế? Do-hyun cười thật tươi đáp, chuyện anh là Omega đấy. Anh là Omega còn tiền bối Choi Tae-gom thì không biết điều này. Vì pheromone nên anh mới hút thuốc đúng không? Đến đây, Jun-woo đã không thể bình tĩnh được nữa, tay cậu run run. Tại sao cậu nghĩ như thế? Do-hyun đáp, nó quá rõ ràng luôn đó. Jun-woo ngồi phịch xuống ghế, mặt tối sầm như người mất hồn. Thấy vậy, Do-hyun bối rối trấn an, anh che giấu kỹ lắm, chỉ là do em tinh ý thôi, em xin lỗi vì làm anh buồn phiền thế này. Khuôn mặt Jun-woo bây giờ trở lên trắng bệch. Cậu chửi thầm, cái thằng đáng ghét này. Do-hyun vội giải thích thêm, em vốn nhạy cảm với mùi hương. Mới đầu em tưởng mùi hương ngọt ngào bay ra từ người anh là mùi nước hoa, vì pheromone của anh hơi nhạt. Nhưng mà em lại thấy anh cứ hay làm mấy hành động kỳ lạ, để xác nhận nên em đã phóng pheromone ra. Lúc đó anh đã làm lơ như chẳng có gì. Em cũng là alpha trội, nên thấy anh không phản ứng gì, em nghĩ anh không phải là Omega. Nhưng mà khi tiền bối Choi Tae-gom đến, khi đó anh đã có phản ứng đúng không? Khi đó em mới chắc chắn, thì ra tiền bối là Omega. Do-hyun dựa vào cánh cửa rồi nói tiếp. Với lại thời điểm hút thuốc của anh cũng kỳ lạ, kiểu như đang cố gắng hút để che giấu mùi pheromone vậy đó. Jun-woo đứng dậy dập tắt điếu thuốc. Cậu thông minh ghê đó. Đúng như lời cậu, tôi là Omega và Choi Tae-gom không biết. Jun-woo lại lấy ra một điếu thuốc hút tiếp. Vậy thì sao? Lý do cậu nói chuyện này với tôi là gì? Không phải em nói vậy để đòi hỏi gì đâu. Chỉ là em tò mò, lý do tại sao anh lại giả vờ là Beta. Choi Tae-gom ghét Omega, còn tôi thích Choi Tae-gom. Cậu phì cười, lộ liễu lắm đúng không? Thế sao anh không tỏ tình? Vì không có dũng khí. Tay Jun-woo lại run rẩy. Do-hyun hỏi, anh không yêu cầu em giữ bí mật sao? Jun-woo dùng bàn tay còn lại giữ cánh tay đang run rẩy. Nếu tôi nói thì cậu sẽ làm sao? Cậu tự biết mà làm thôi. Thà rằng để bị phát hiện còn hơn. Tại sao tiền bối Choi Tae-gom lại ghét Omega thế? Jun-woo đột ngột hỏi, cậu thích Tae-gom à? Do-hyun giật mình đứng thẳng người, lớn giọng hốt hoảng, anh nói gì cơ? Anh nhìn kiểu gì mà nghĩ thế hay vậy? Jun-woo ngượng ngùng gãi gãi đầu, không thì sao? Do-hyun thừa nhận mình ghét Tae-gom, sau đó phụng phịu nói, thà rằng anh hỏi em có thích anh không còn hợp lý hơn đó. Tôi không muốn hỏi thế đâu. Tại sao chứ? Vì nếu cậu nói không phải thì tôi sẽ ngượng lắm, còn nếu cậu nói phải thì càng ngượng hơn. Jun-woo vứt điếu thuốc vào thùng rác. Cậu còn gì muốn nói không? Nếu không thì tôi đưa Tae-gom về đây. Do-hyun nói, tiền bối Choi Tae-gom không có say đâu. Jun-woo khó hiểu nghĩ, thằng này mắt có vấn đề hay gì, nhìn cậu ấy say thế cơ mà. Em sẽ không nói ra chuyện anh là Omega đâu, cũng sẽ không uy hiếp anh gì cả. Em chỉ, tiền bối. Do-hyun ngập ngừng khiến Jun-woo có dự cảm không lành, cậu sợ sẽ hối hận sau khi nghe nốt lời phía sau. Do-hyun tiến đến nhìn thẳng vào mắt Jun-woo. So với cái người không biết anh là Omega kia, em không tốt hơn à? Jun-woo đã quá muộn để ngăn cậu ta lại. Em có cảm giác với anh, tiền bối. Thành thật thì em không biết có phải là tình yêu không. Ý là chúng ta từ từ tìm hiểu nhau thôi không được sao? Jun-woo im lặng sau đó nói, xin lỗi, tôi không thể làm thế được. Vì như đã nói, tôi thích Choi Tae-gom. Hơn nữa, chúng ta mới biết nhau có bao lâu đâu.
Tôi không chắc là cậu thích tôi không, ngoài chuyện tôi là Omega, cậu đâu biết gì về tôi nữa. Do Hyun mỉm cười nói, vì không biết nên mới thử tìm hiểu nhau đó. Nếu từ đầu đã biết rõ mọi thứ về đối phương, thì yêu đương còn gì thú vị nữa chứ. Jun U dùng tay chặn Do Hyun lại. Vậy cậu hãy quen với người mà cả hai có thể tìm hiểu nhau, không phải tôi, mà là những người bạn cùng trang lứa với cậu. Sao tiền bối bảo thủ quá vậy? Trước khi rời đi, Jun U nói tiếp. Với lại, tôi không thích người nhỏ tuổi hơn mình đâu. Jun U trở lại chỗ Taegon. Cậu tỉnh rượu chút nào chưa? Taegon phụng phịu nói. Sao cậu đi lâu thế? Jun U vén vài cọng tóc mái của Taegon. Xin lỗi, tại tớ nói chuyện với Kim Do Hyun. Taegon nắm tay Jun U áp lên mặt mình, rồi hỏi. Nói chuyện gì thế? Mấy chuyện tầm phào thôi. Cậu sờ chán Taegon. Mặt cậu nóng quá. Sau đó liền lấy áo khoác mặc vào cho Taegon, rồi quay sang tạm biệt hậu bối. Taegon liên tục hối thúc Jun U trở về và cứ dính lấy người cậu. Khi cả hai vừa ra khỏi quán thì nhìn thấy Do Hyun. Jun U cười gượng nói, cậu cũng uống vừa phải thôi, còn đi về nữa. Taegon trừng mắt nhìn Do Hyun, rồi tỏa pheromone nhằm cảnh cáo cậu ta. Jun U giật mình, chẳng biết tại sao Taegon lại cảnh giác với Do Hyun như vậy. Do Hyun cúi chào hai người, sau đó quay sang cười với Jun U rồi nói, lời em nói lúc nãy là thật lòng đó ạ, anh cứ từ từ suy nghĩ đi nhé. Taegon đằng đằng sắc khí nhìn Do Hyun, trong vô thức siết mạnh vai Jun U. Phải đến khi Jun U vỗ vỗ vào tay thì cậu mới buông ra. Tớ xin lỗi. Nói xong lại nhõng nhẽo ôm chặt lấy Jun U. Tớ chóng mặt. Rồi còn vùi mặt vào người Jun U mà hít lấy mùi hương của cậu. Cậu thơm quá. Jun U giật mình, tim đập thình thịch. Taegon nói chóng mặt nên không thể đi taxi về được. Cậu thì thầm vào tai Jun U, cho tớ ngủ nhờ một hôm đi, cho tớ ở lại đi mà. Cuối cùng vì không còn cách nào khác, Jun U cũng phải chiều theo ý Taegon. Được rồi, vậy về nhà tớ đi. Về đến phòng, Taegon ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi Jun U lấy đồ cho thay. Cậu tiện thể nhìn ngắm xung quanh căn phòng. Jun U đưa đồ cho Taegon. Tắm xong mặc bộ này đi. Taegon nhận lấy và đưa lên mũi người. Cậu dùng sáp thơm khắp phòng à? Sáp thơm? Jun U khó hiểu hỏi lại. Mùi hương dễ chịu quá. Không phải mùi nước xả vải, đúng là mùi sáp thơm đó. Jun U ngắt lời Taegon và lập tức kéo cậu đứng dậy. Rồi hối thúc, trễ rồi, vào phòng tắm nhanh đi. Cậu tắm một mình được không vậy? Hay tớ giúp cậu nha? Taegon ngạc nhiên quay lại hỏi. Gì cơ? Jun U giải thích. Vì cậu say rồi, lỡ trượt té hay ngủ trong đó luôn. Tắm đi, cần gì thì gọi tớ. Đóng cửa nhà tắm lại, Jun U thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức lấy thuốc ức chế pheromone cất vào trong tủ. Jun U cảm thấy may khi Taegon tưởng pheromone của cậu là sáp thơm. Tiếp đến, Jun U mở toang cửa sổ. Jun U có rất nhiều điều lo lắng, cậu sợ không thể đắp chung chăn với Taegon, sợ không kiềm chế được pheromone của Taegon. Taegon tắm xong, chỉ mặc quần dài, thân trên để trần lộ ra cơ bụng 6 múi săn chắc. Nhìn thấy một Taegon ướt át và quyến rũ như thế, mặt cậu đỏ bừng. Vội vàng chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, sau đó nói vọng ra ngoài. Giờ tớ đi tắm đây, mệt thì cậu cứ ngủ trước đi. Phòng của Jun U lúc này tràn ngập mùi pheromone của Taegon. Cậu chưa ngủ à? Tớ không biết ngủ ở chỗ nào. Dĩ nhiên là ngủ ở trên giường. Nhận ra mình có hơi sổ sàng, Jun U tằng hắn một cái rồi nói. Cứ ngủ trên giường là được mà. Taegon vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh, làm gì thế, lại đây ngủ thôi nào. Cậu ngủ trước đi, tớ đi sấy tóc đã. Taegon nhớ lại lúc xưa, cười tươi nói. Lại đây đi, lâu rồi chúng ta mới ngủ cùng nhau. Jun U nhường gối cho Taegon, nhưng Taegon nhường lại cho Jun U. Jun U nằm xuống giường, sau đó quay sang hỏi. Cậu tỉnh rượu chưa? Taegon cười tươi đáp, còn chóng mặt lắm. Jun U tiến sát lại, rồi dùng tay vỗ vỗ lên chăn. Ngày mai cậu sẽ đau đầu cho mà coi. Taegon nói, ngủ ngon nha Lee Jun U. Cậu cũng vậy. Jun U nằm ngắm Taegon ngủ yên. Cậu thấy Taegon dễ thương y như lúc nhỏ vậy. Sau một lúc, cậu nói chuyện một mình. Tớ được tỏ tình đấy, Kim Do Hyun nói thích tớ, nhưng tớ đã từ chối, giống như cậu ngày xưa vậy. Nói là bản thân có người thích rồi, lý do ấy là dễ được thấu hiểu nhất, nên tớ đã nói như thế. Nhưng mà, cậu ta nói cậu cứ từ từ suy nghĩ đúng không? Đột nhiên Taegon mở mắt rồi lên tiếng cắt ngang lời Jun U. Jun U hơi ngượng. Xin lỗi, tại tớ nói chuyện mà làm cậu tỉnh, cậu ngủ tiếp đi. Trong khi đó, Taegon không biết tại sao lại phóng ra pheromone. Cậu hỏi, Kim Do Hyun đã tỏ tình với cậu à? Cậu ta chỉ nói là có hứng thú với tớ, chứ không có nói chắc chắn gì. Người thấy pheromone, tim Jun U đập thình thịch. Tại sao cậu ấy lại phóng pheromone? Là ghen sao? Tuy nhiên Taegon nhắm mắt lại rồi nói, cậu ta đã tỏ tình, được rồi, trước hết đi ngủ thôi. Jun U ngẩng đầu lên, quay sang hỏi, việc tớ được tỏ tình mà phản ứng của cậu thế là hết rồi đó hả? Vậy tớ phải nói gì đây? Cậu nói được tỏ tình nhưng đã từ chối, tớ nên nói gì với cậu nữa đây? Tớ với cậu là bạn mà, nên quan tâm tới mức đó thì không đúng cho lắm. Jun U im lặng, sau đó nằm lại ngay ngắn và nói tiếp, là bạn nên dù tớ có yêu đương với ai, cậu cũng không quan tâm đâu nhỉ? Đột nhiên Taegon ngẩng đầu dậy, gọi, Lee Jun U. Cậu cúi đầu xuống sát lại mặt Jun U nói, nhắm mắt lại đi.
Jun U nghe lời, căng thẳng nhắm mắt lại. Trong đầu nghĩ, lẽ nào cậu ấy muốn hôn mình? Tuy nhiên Tae Gom chỉ cụng nhẹ đầu vào trán Jun U. Cậu đừng có nói mấy lời linh tinh nữa, mau ngủ đi. Jun U siết chặt cái gối, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nằm trằn trọc mãi, cậu mới ngủ được. Trong giấc mơ, Jun U gặp được Tae Gom lúc nhỏ, cậu ấy xinh đẹp, nhỏ bé và mềm mại. Cậu đưa tay vuốt ve gương mặt Tae Gom trong mơ. Tae Gom ở hiện tại thì bỗng nhiên mở mắt, thăm dò hỏi. Lee Jun U, ngủ rồi à? Cậu đưa tay vuốt ve mặt và chạm vào môi Jun U, rồi nói cả đời này, chắc cậu cũng chẳng biết tớ cảm thấy thế nào đâu. Tae Gom nhìn chằm chằm Jun U, sau đó trộm hôn cậu ấy. Một nụ hôn không sâu, nhưng vừa đủ nóng bỏng và ướt át. Jun U khẽ ả ừm lên một tiếng. Jun U cũng cảm nhận được nụ hôn này, nhưng cậu chỉ nghĩ là mình đang nằm mơ. Cậu không muốn tỉnh khỏi giấc mơ này, muốn được mơ lâu hơn nữa. Trong vô thức, Jun U tỏa ra một chút pheromone, hương thơm thoang thoảng bay xung quanh cả hai. Jun U tự dặn mình, dù là mơ cũng phải kiềm chế. Tae Gom tiếc nuối chấm dứt nụ hôn ngọt ngào, sau đó thì thầm, ngủ ngon nhé. Sáng hôm sau, Jun U ngái ngủ chớp chớp mắt, cậu nghe thấy tiếng Tae Gom gọi. Jun U, tỉnh dậy đi Lee Jun U, cậu định ngủ tới khi nào? Lúc này Jun U giật mình tỉnh ngủ hẳn, cậu mở to mắt nhìn người trước mặt. Tae Gom mỉm cười nói, tỉnh rồi à? Jun U ngượng ngùng, cậu, dậy sớm thế. Nếu cậu dậy rồi thì ngồi dậy đi, tớ biết tay tớ làm gối rất êm, nhưng mà tớ muốn đi vệ sinh rồi. Jun U ngơ ngác sờ sờ cánh tay Tae Gom, giờ mới nhận ra mình đang gối đầu lên cánh tay cậu ấy. Jun U đỏ mặt bật dậy ngay lập tức, cậu chỉ cần rút tay ra là được mà. Tae Gom ngồi dậy, bóp bóp vai, rồi cười nói, cậu đang ngủ sao tớ làm thế được, có kêu cũng chả dậy nữa, mà cậu ngủ say nhỉ, ai khiêng đi bán chắc cũng không biết ấy chứ. Jun U ngại ngùng, cậu nói thế mà coi được à. Đúng lúc Jun U có điện thoại, là số lạ. Thì ra là Kim Do Hyun. Jun U hỏi, sao cậu biết số tôi thế? Anh Sung Jae cho em đó. Tae Gom trở lại, ngồi tựa đầu lên vai Jun U. Do Hyun gọi đến để hỏi hôm qua cậu về nhà có an toàn không. Ngồi bên cạnh một lát, đột nhiên Tae Gom nằm xuống đùi Jun U. Tớ đói bụng. Jun U xấu hổ thì thầm, nhột quá đó cái tên này. Tae Gom xoay người trở lại, đưa tay lên chạm vào tóc Jun U. Tóc cậu dài quá rồi. Jun U đỏ bừng mặt, nhìn chằm chằm Tae Gom mà quên mất đang nói chuyện điện thoại. Đầu dây bên kia, Do Hyun nóng lòng hỏi, tiền bối, anh còn nghe đó không? Tôi đang nghe đây. Jun U trả lời, nhưng thật ra bây giờ cậu chẳng nghe được câu nào cả, vì cậu đã bị hút hồn vào gương mặt tươi cười của Tae Gom. Đột nhiên Tae Gom và Do Hyun cùng hỏi một lúc, là Kim Do Hyun à? Tiền bối Choi Tae Gom đang ở bên cạnh ạ. Nghe được câu trả lời, Tae Gom khó chịu ngồi dậy. Còn Do Hyun lo lắng vì Jun U dẫn một alpha đang say về nhà như thế. Jun U nói, không có chuyện gì hết, nói xong rồi thì tôi tắt máy đây. Tiếng Do Hyun bị đứt quãng. Tae Gom quay sang hỏi, gọi làm gì thế? Hỏi xem hôm qua về an toàn không? Cậu muốn ăn gì tớ mua cho. Tae Gom không trả lời, mà hỏi lại, chỉ hỏi thế thôi à? Cậu ta gọi chỉ để hỏi thế thôi à? Có nói gì nữa không? Jun U khó hiểu, lúc mình được tỏ tình mà chả phản ứng gì, sao tự nhiên bây giờ lại hùng hổ thế? Jun U trả lời, cậu ta nói thấy cậu say quá nên hơi lo, hỏi có xảy ra chuyện gì không? Mắc cười quá, chuyện gì xảy ra được cơ chứ? Cứ như tớ là Omega vậy. Tae Gom đột nhiên phóng ra pheromone. Đừng nói như thế, cậu không đời nào là Omega. Jun U quay lại nhìn Tae Gom. Ừ, sao tớ là Omega được chứ? Tae Gom nghiến răng nói tiếp. Lee Jun U, nếu cậu là Omega, tên khốn đó sẽ làm phiền cậu nhiều hơn nữa mất. Cậu là Beta mà hắn đã thế rồi, nếu là Omega sẽ còn trầm trọng hơn nó. Jun U nhận thấy Tae Gom đang để tâm đến mối quan hệ của cậu và Do Hyun. Tae Gom thở phào nhẹ nhõm nói, may mà cậu không phải là Omega. Cậu biết vì pheromone mà Alpha có thể làm ra chuyện gì mà. Thấy Tae Gom khó chịu ôm lấy mặt, biết là cậu ấy lại nhớ đến chuyện tổn thương tâm lý đó. Jun U giang rộng hai tay ra, cho Tae Gom, lại đây nào. Xin lỗi cậu, tớ nói mà không nghĩ đến, tớ sẽ không nói tớ là Omega nữa, xin lỗi cậu. Tae Gom dụi đầu vào người Jun U, cậu không cần phải xin lỗi, chỉ cần đừng gặp Kim Do Hyun nữa. Tớ cũng định không gặp cậu ta nữa. Tae Gom vòng tay ôm eo Jun U, nhớ giữ lời đấy, đừng làm tớ lo lắng. Jun U mỉm cười, cậu lo gì chứ, tớ là Beta kia mà, tớ không cảm nhận được pheromone đâu. Việc Jun U có thể làm chỉ là cố che giấu đi pheromone và tình yêu của cậu dành cho Tae Gom. Sau khi Tae Gom rời đi, căn phòng của Jun U vẫn toàn mùi pheromone của cậu ấy. Cậu nằm dài trên giường, nắm lấy bộ quần áo mà Tae Gom đã mặc, hít lấy mùi hương còn sót lại. Cậu đã kiềm chế suốt cả đêm, 12 tiếng đồng hồ, nhờ là Omega lặn nên cậu mới chịu đựng được lâu đến thế. Nhưng bây giờ Tae Gom không ở đây, Jun U không cần phải gồng mình nữa, cậu vừa hít lấy pheromone của Tae Gom, vừa tự an ủi mình. Hôm nay Sung Jae lên đồ bảnh bao, tóc vuốt keo kỹ lưỡng, cậu khoe với Jun U rằng chuẩn bị đi hẹn hò với Alpha lặn. Jun U thấy cơ thể mình không được khỏe, chắc là bị cảm. Vì là Beta không ngửi thấy pheromone nên Sung Jae tò mò về nó.
anh không tò mò về pheromone của tiền bối Choi Tae-gom sao? Mà nếu cảm nhận được pheromone thì chắc khó xử lắm, bạn bè với nhau nên chắc ngượng lắm. Pheromone chỉ tổ gây phiền phức thôi, nếu kỳ phát tình tới thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Thấy Jun U rất dành về pheromone, Sung Jae cảm thán. Mà anh biết rõ quá nhỉ? Jun U giật mình khựng lại. Nhưng sau đó Sung Jae nháy mắt nói tiếp, quả nhiên là bạn thân với Alpha có khác. Thầy giáo đã vào lớp, nhưng Sung Jae vẫn nói liên tục. Còn muốn giới thiệu vài người cho Jun U thử hẹn hò. Jun U tỉnh bơ đáp, tôi có người mình thích rồi. Gì cơ? Sung Jae ngạc nhiên hét lớn ngay giữa lớp học. Mọi người xung quanh bị chấn động bởi giọng hét của Sung Jae. Kết quả là cậu ta bị thầy giáo điểm mặt chỉ tên. Nhưng làm sao cản được tính nhiều chuyện của cậu, Sung Jae quay sang hỏi nhỏ. Ai vậy? Mấy tuổi? Nam hay nữ? Beta? Hay giới khác? Jun U chán nản không muốn trả lời. Sung Jae tiếp tục nài nỉ muốn được biết người đó bao nhiêu tuổi thôi, sau đó sẽ không làm phiền nữa. Jun U kéo khẩu trang lên. Cùng tuổi, bây giờ tập trung nghe giảng đi. Có được câu trả lời, Sung Jae lại tiếp tục luyên thuyên. Cùng tuổi á, nhưng anh đâu có bạn đâu. Jun U bất lực lườm Sung Jae. Dọa sẽ rút khỏi câu lạc bộ nếu Sung Jae còn nhiều chuyện nữa. Sau tiết học, Jun U cùng Sung Jae đến văn phòng của câu lạc bộ. Hậu bối thấy Jun U liền hỏi về mối quan hệ giữa Jun U và Tae-gom, vì sau buổi tiệc rượu rất nhiều người tò mò chuyện này. Jun U không trả lời, chỉ cười nói, có vẻ Choi Tae-gom nổi tiếng quá nhỉ. Mọi người đang tính gọi đồ ăn thì đúng lúc Tae-gom nhắn cho Jun U, rủ cùng nhau đi ăn. Jun U nhắn lại, tớ định ăn cùng mấy đứa trong câu lạc bộ. Jun U đột nhiên thấy cơ thể mình có gì đó kỳ lạ, cậu nhạy cảm hơn mọi khi rất nhiều. Còn người thấy pheromone của Kim Do Hyun trong phòng câu lạc bộ, mặc dù cậu ấy đã rời đi từ trước. Jun U kéo khẩu trang lên, triệu chứng giống bị cảm, cơn nóng dâng lên từng hồi và cơ thể nhạy cảm trước pheromone. Rất giống khi tới kỳ phát tình, nhưng kỳ phát tình của Jun U vẫn chưa đến. Jun U lục lọi tìm thuốc ức chế để uống. Vì cậu là Omega lặn nên kỳ phát tình 4 tháng mới đến một lần. Nhưng nếu lỡ là nó thật thì đã có thuốc ức chế và thuốc lá nên vẫn có thể chịu đựng được. Tae-gom nhắn lại, mấy đứa trong câu lạc bộ có cả Kim Do Hyun nữa à? Vừa nhắn xong, Tae-gom liền gọi luôn cho Jun U. Jun U ra ngoài nghe điện thoại. Nghe thấy giọng Jun U hơi kỳ lạ, Tae-gom hỏi, giọng cậu sao thế? Tại tớ đeo khẩu trang đó, giờ cởi rồi này. Sao lại đeo khẩu trang? Tớ bị cảm xíu thôi. Tae-gom quan tâm hỏi, cậu uống thuốc chưa? Chắc chưa chứ gì, chắc cậu cũng không đi bệnh viện luôn, ăn gì chưa? Bọn tớ gọi đồ ăn nên đợi người ra đến. Tae-gom đột nhiên hỏi, cậu hút thuốc lá à? Jun U giật mình vì quá đúng. Sao cậu biết? Tiện thể ra ngoài nghe điện thoại nên làm một điếu. Tae-gom càng nhằn vì tính ương bướng của Jun U, không chịu nghỉ ngơi và đi bệnh viện. Tớ sẽ đi mua thuốc cho cậu. Đó là câu lạc bộ gì thế? Một lát sau, Tae-gom đem thuốc đến câu lạc bộ cho Jun U. Thì tại đây, cậu bị Sung Jae lôi kéo tham gia câu lạc bộ đọc sách tiếng Anh cổ điển. Jun U tin chắc rằng Tae-gom sẽ không tham gia, tuy nhiên bất ngờ là Tae-gom lại đồng ý gia nhập câu lạc bộ. Sao tự nhiên lại thế? Cậu điên hả? Cậu ghét văn học lắm mà. Tae-gom tỉnh bơ nói, tớ không có điên. Jun U vẫn còn nghi ngờ, cậu nhìn chằm chằm Tae-gom. Sung Jae mừng rỡ, nước mắt lưng tròng. Anh không được nuốt lời đâu đó. Tae-gom tươi cười đáp, đương nhiên. Vừa có bạn, vừa có hậu bối, chỉ cần điền tên vào thôi có gì đâu. Jun U tiếp tục hỏi lại, cậu suy nghĩ cho kỹ đi, dù là thành viên ảo cũng phải làm vài việc đó. Thế thì tớ làm là được, Tae-gom đáp. Do Hyun thì cảm thấy Tae-gom thật trẻ trâu. Jun U lo lắng, Park Sung Jae sẽ rủ cậu đi uống rượu đó, cậu vốn ngại người lạ mà. Không phải là ngại, chỉ là không thích gặp nhiều người thôi, cậu cũng ngại người lạ còn gì. Toàn những người cậu không quen đó. Có cậu cơ mà, sao lại nói là không quen ai, tớ quen cậu mà. Jun U ngượng ngùng, cậu ấy nói kiểu như thế, thì chắc tham gia câu lạc bộ là vì mình. Do Hyun nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng. Anh sẽ tham gia sao? Chả phải anh mới nói không dùng được tiếng Anh cổ điển vào khoa kinh doanh à? Tae-gom chẳng chịu thua, tươi cười trả lời lại. Vì tôi thích nhà văn vĩ đại Shakespeare đó. Jun U ngồi ở giữa bất lực với cả hai. Đột nhiên, Jun U cảm thấy hoa mắt, đầu óc thì quay cuồng. Pheromone trong không khí đang ngấm dần vào cơ thể Jun U. Cơ thể cậu chưa bao giờ có phản ứng với số lượng pheromone ít ỏi như vậy. Tae-gom và Do Hyun đều lo lắng hỏi thăm cậu. Tae-gom chạm tay vào mặt cậu. Lee Jun U, sao cậu lại nóng thế này? Cậu không sao chứ? Jun U nhận ra, đúng là kỳ phát tình đã đến. Cậu liền đứng bật dậy. Tớ không sao, tớ đi ra kia một lát. Tae-gom nắm chặt tay cậu. Không sao cái gì mà không sao, người cậu nóng lắm rồi này. Mọi người bên kia cũng vô cùng lo lắng hỏi han, có cần gọi xe cấp cứu không? Thấy Jun U lảo đảo, Tae-gom lập tức bật dậy đỡ lấy cậu. Do Hyun bất ngờ hất tay Tae-gom ra, đỡ Jun U dựa vào người mình. Tae-gom nổi giận, đồng thời phóng ra pheromone cảnh cáo. Cậu làm cái quái gì thế, không thấy cậu ấy đang đau à? Pheromone khiến tình trạng Jun U tệ hơn, cậu run rẩy, thở hồng hộc. Vốn nhạy cảm với mùi hương, Do Hyun cúi đầu xuống thì thầm, pheromone của anh lộ ra ngoài rồi. Trong khi đó,
Do Hyun cũng phóng ra pheromone nhằm át đi pheromone của Jun-woo. Jun-woo giật mình, sợ mọi người sẽ nhìn thấy bộ dạng khó coi này của mình, sợ 5 năm cố gắng của mình trở nên vô nghĩa. Lúc này Tae-gom hét lớn với mọi người, "Này, mau gọi xe cấp cứu đi." Tuy nhiên Jun-woo đã ngăn lại, "Không cần gọi xe cấp cứu đâu, tớ sẽ đi bệnh viện." Jun-woo cố gắng nói tiếp, "Cậu đưa tôi đi nhé, nhờ cậu đó, Do Hyun." Tae-gom đứng sượng chân một chỗ không thốt nên lời. Bác sĩ thông báo đúng là tới kỳ phát tình. Jun-woo nói trước đây mình chưa bao giờ thế này, nhạy cảm quá với pheromone của Alpha, còn bị mất tỉnh táo. Tuy nhiên, nữ bác sĩ cho biết những gì Jun-woo nói chỉ là triệu chứng thường thấy của kỳ phát tình. Trường hợp của Jun-woo là ghen lặn nên kỳ phát tình yếu hơn người khác. Nhưng hiện tại, chỉ số pheromone của cậu lại đột ngột tăng cao. Không lẽ bên cạnh cậu có Alpha trội sao? Jun-woo gật gật đầu. Vâng, có hai người. Nữ bác sĩ giật mình. Hai người liên tục bị ảnh hưởng bởi pheromone Alpha nên đã đẩy nhanh chu kỳ phát tình. Bình thường chu kỳ của cậu như thế nào? Cỡ 4 tháng một lần. Bác sĩ ngạc nhiên hỏi. 4 tháng, sao lại có chu kỳ phát tình thế này được? Vì tôi thường xuyên uống thuốc ức chế, mỗi ngày 2 lần. Nữ bác sĩ hốt hoảng. Sao cơ, vậy thì lớn chuyện rồi. Thuốc ức chế chỉ sử dụng trong trường hợp cần gấp, khi không để kỳ phát tình đến. Bác sĩ tiếp tục giảng giải cho Jun-woo. Dù dùng thuốc thế nào, sẽ đến một ngày không thể chịu được nữa mà bùng phát, đặc biệt là khi gặp Alpha trội. Cậu đã từng quan hệ với Alpha chưa? Chưa ạ. Jun-woo lý nhí trả lời. Bác sĩ khuyên Jun-woo không nên chịu đựng nữa mà cứ quan hệ với người yêu vì tính lặng không mang thai, nhưng nếu lo thì dùng biện pháp tránh thai. Đừng có lạm dụng thuốc ức chế, nên nghỉ ở nhà một tuần để giải phóng hết pheromone. Cuối cùng, bác sĩ sẽ tiêm cho Jun-woo một mũi hormone để giải phóng những thứ đã tích tụ. Vậy nên phải có người giám hộ đưa cậu về thẳng nhà vì không thể khống chế được pheromone trong khoảng 2 tiếng. Jun-woo khám xong trở ra, Do Hyun lập tức hỏi thăm kết quả thăm khám. Tuy nhiên Jun-woo không để ý vì cậu đang mãi xem tin nhắn của Tae-gom. Tae-gom nhắn, thấy tin nhắn thì gọi cho tớ, tớ đợi cậu trước nhà. Jun-woo cảm thấy áy náy, Tae-gom lo lắng mua cả thuốc đem tới, nhưng giờ lại thành ra thế này. Không nhận được câu trả lời, Do Hyun giận dỗi nói. Anh quan tâm đến tiền bối cho Tae-gom thế cơ à? Lúc này Jun-woo mới nhận ra Do Hyun ở trước mặt, cậu cất điện thoại vào túi và xin lỗi Do Hyun. Do Hyun nói tiếp, dù em không mong được cảm ơn hay gì nhưng... Jun-woo cười gượng gạo, xin lỗi, vội quá nên tôi chưa nghĩ thấu đáo. Cảm ơn cậu nhé, vì cậu giả vờ như không biết và cả chuyện đưa tôi tới đây, không có cậu thì tiêu rồi. Do Hyun hỏi thăm tình hình thăm khám, Jun-woo thuật lại lời của bác sĩ cho cậu ấy nghe. Nghe xong, Do Hyun nói, anh làm vậy để che giấu bản thân là Omega sao, có lý do gì khiến anh phải làm tới mức đó vậy, em thật sự không hiểu nổi. Em biết anh chưa lâu, thấy rất nhiều điều khó hiểu ở anh. Anh nói là do tiền bối Choi Tae-gom ghét Omega, nên anh lo sợ rằng anh ấy sẽ ghét anh, thì em có thể hiểu được. Nhưng thực sự anh muốn bảo vệ điều gì mà giấu cả việc Omega chứ? Nếu đã không chịu thổ lộ tình cảm, thì che giấu có ý nghĩa gì? Nếu là em, thì có thế nào, cũng sẽ phải nói một trong hai điều đó ra. Jun-woo lên tiếng, tôi có lời muốn nói. Tôi che giấu Omega là vì sợ bị ghét, còn không muốn thổ lộ là sợ bị từ chối. Jun-woo đã suy nghĩ mãi về điều này trong suốt 5 năm qua. Vì không muốn bị ghét, không muốn bị từ chối, nên anh từ bỏ tình yêu ấy. Không phải anh quá ích kỷ sao? Jun-woo siết chặt tay vịn cầu thang, gằn giọng nói. Từ khi sinh ra tôi đã làm bạn với Tae-gom, tôi cũng mong cứ làm bạn như thế, cứ như trước đây. Nhưng mà tôi thích cậu ấy mất rồi thì phải làm sao chứ? Từ bỏ tình cảm này sao? Cậu nói thì dễ lắm, tôi tránh mặt cậu ấy những 5 năm, nhưng cuối cùng vẫn thích cậu ấy. Thuốc bắt đầu có tác dụng, pheromone của Jun-woo vô thức tỏa ra. Cậu tưởng tôi che giấu là Omega, đơn giản chỉ là sợ bị ghét hả? Tại sao Tae-gom lại ghét Omega? Tại sao tôi phải nói với cậu ấy tôi là Beta? Lý do tại sao tôi lại che giấu là Omega đến tận bây giờ? Cậu chả biết thứ nào cả, nếu không hiểu thì thôi đi, đừng có nhiều chuyện. Do Hyun mặt bắt đầu đỏ ửng, lấp bấp nói. Tiền bối, trước tiên, pheromone, hãy làm gì đó với pheromone của anh đi. Jun-woo lúng túng giải thích. Không phải thế đâu, tại tôi tiêm thuốc nên mới thế. Sau đó cậu nhanh chân rời đi, Do Hyun chụp lấy cánh tay cậu vì trở về lúc này rất nguy hiểm. Jun-woo giật tay ra và nhất quyết muốn về nhà. Lẽ nào là vì tiền bối Tae-gom sao? Do Hyun hỏi. Nếu anh muốn nói cho anh ấy biết anh là Omega thì cứ làm thế đi, không lẽ anh muốn mang pheromone gặp anh ấy sao? Em sẽ đưa anh về, anh hãy gọi cho anh ấy, nói hôm nay anh quay về rồi hẹn mai gặp. Jun-woo biết cách của Do Hyun là tốt nhất, nhưng trong đầu cậu cứ hiện lên khuôn mặt lo lắng của Tae-gom. Cuối cùng Jun-woo vẫn quyết định tự mình về nhà, cậu cảm ơn Do Hyun rồi xoay người rời đi. Dù bác sĩ dặn không được hút thuốc, nhưng để che giấu pheromone, cậu đã hút thuốc trên đường trở về. Về đến nhà, pheromone của cậu cũng may mắn ổn định trở lại. Ngược lại, bây giờ cậu lo rằng mùi thuốc lá làm Do Hyun khó chịu. Tae-gom đứng trước khu nhà trọ của cậu, chăm chú xem thứ gì đó trên điện thoại. Thấy cậu, Tae-gom lo lắng hỏi, sao cậu lại đi một mình, cái thằng Kim Do Hyun không đưa cậu về à? Vừa đi bệnh viện về mà sao đầy mùi thuốc lá thế, ở bệnh viện người ta nói gì? Jun-woo nói, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Cả hai vào nhà, Jun-woo đặt giấy khám bệnh lên kệ bếp, sau đó đến ngồi trên giường. Tae-gom hỏi, cậu muốn nói gì? À không, chúng ta nói chuyện này trước đi. Ở bệnh viện thế nào rồi? Bệnh gì nghiêm trọng lắm sao? Jun-woo cười gượng, không phải bệnh gì đâu, cậu muốn nói. Tôi là Omega, nhưng mãi không thốt ra thành lời. Biết rằng Jun-woo không sao, Tae-gom thở phào nhẹ nhõm. May thật, tớ lo lắm đấy. Lúc trước cậu mà bệnh thì toàn đổ bệnh nặng, hồi cấp 3 cậu cũng bị ngất một lần. Nhìn Do Hyun lo lắng như vậy, Jun-woo cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu thấy bây giờ phải thú nhận vì đã đi quá giới hạn rồi. Cậu nói, Tae-gom à, tôi là Omega. Nghe lời này, Tae-gom kinh ngạc ngước lên nhìn cậu. Jun-woo nói tiếp, tôi không bị bệnh, chỉ là kỳ phát tình thôi, vì không có tự tin để thú thật nên tôi đã che giấu. Cậu cũng có suy nghĩ thổ lộ tình cảm của mình, nhưng trước tiên phải nói việc cậu là Omega trước, điều mà Tae-gom cực kỳ ghét. Cậu nhìn thẳng vào mặt Tae-gom nói, xin lỗi cậu, tôi xin lỗi. Tae-gom vẫn chưa tin là sự thật, cậu đi thẳng đến kệ bếp để kiểm tra đơn thuốc. Sau khi xác nhận bằng chính mắt mình, Tae-gom hỏi, rốt cuộc là từ khi nào? Ngày chúng ta thi đại học, Jun-woo trả lời. Lúc ở cạnh cậu, lúc ngủ cùng cậu, tôi cũng chưa một lần cảm nhận được pheromone. Cậu làm thế nào? Vì tôi là Omega lặn nên mới thế, tới chu kỳ tôi sẽ dùng thuốc ức chế và hút thuốc. Là tính lặn nên chỉ cần vậy thôi cũng đủ che giấu rồi. Ngoài bố mẹ ra thì không ai biết hết. Tae-gom vò nát tờ giấy trên tay, phả ra pheromone và giận dữ hỏi. Còn Kim Do-hyun, thằng đó biết đúng chứ? Cậu biến tôi thành trò cười, tôi lo lắng cậu bị bệnh, gọi điện đủ thứ, chờ trước nhà. Tên đó biết cậu đến chu kỳ, còn giúp cậu, tôi thì chả biết gì, còn phóng ra pheromone. Tôi đối với cậu chỉ đến thế thôi sao, một người bạn vô dụng. Jun-woo cảm thấy tim mình đau nhói. Không phải tôi giấu vì thích làm vậy đâu, tôi cũng khổ tâm lắm chứ. Không phải cậu buồn cười, mà tôi mới là kẻ đáng buồn cười này. Uống thuốc ức chế, hút thuốc lá pheromone để giả vờ là beta mới buồn cười làm sao. Jun-woo siết chặt tay, nói tiếp. Cậu chỉ để ý tới việc tôi nói dối, mà có thể quan tâm tại sao tôi lại giấu chứ. Cậu có nghĩ tới 5 năm qua, tôi đã vất vả biết bao nhiêu không? Vậy thì cậu phải nói cho tôi biết trước chứ. Khi tôi nói thật may khi cậu không phải là Omega. À không, khi tôi không biết cậu đến kỳ phát tình, mà cứ phát ra pheromone lung tung như thế. Hay ít ra, cậu phải nói cho tôi khi thằng Kim Do-hyun biết chứ. Jun-woo cười mỉa mai. Nói ra thì có thay đổi được gì không? Tôi phải nói gì với một người ghê tởm Omega như cậu đây? Nếu tôi là Omega có lẽ cậu cũng đã không làm bạn với tôi. Nói trước ư, có gì khác nhau sao? À, có một thứ khác chứ, chính là việc chúng ta sẽ trở thành người xa lạ. Tae-gom Jun-woo nói, hình như cậu không biết tại sao tôi lại tức giận. Tôi tức giận vì cậu che giấu tôi chứ không phải vì cậu là Omega. Quen cậu cả đời rồi mà cậu nghĩ tôi sẽ ghét cậu, chỉ vì cậu là Omega sao? Còn cái tên cậu mới gặp một tháng kia, cậu không nghĩ hắn có thể làm gì với cậu à? Jun-woo sửng sốt, cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này, chưa bao giờ cậu thấy vẻ mặt đó của Tae-gom. Tae-gom nói tiếp, cậu nói cậu là beta nên không cần phải lo, không cần xóa đi pheromone của Kim Do-hyun. Mấy lời nói sai lầm khi tôi nghĩ cậu là beta là lỗi của tôi. Còn cậu che giấu tôi, thì cậu không sai sao? Bây giờ, cậu đổ hết mọi lỗi sai cho việc ám ảnh tâm lý của tôi à? 5 năm cậu trốn tránh tôi, có bao giờ cậu nghĩ việc đó với tôi giống như địa ngục chưa? Biết bao nhiêu lần tôi tìm đến trước nhà cậu, rồi thất vọng quay về. Vì sợ cậu không thích nên tôi đã không thể gọi điện thoại, nhắn tin hay làm bất cứ thứ gì. Vì nghĩ có lẽ chúng ta sẽ tình cờ chạm mặt ở trường, nên mấy thứ như sự kiện của trường, tôi đều tham gia hết. Nhưng việc cậu là Omega, cậu lại trốn tránh tôi, cậu không tin tôi mới như vậy nhỉ? Chỉ có tôi như tên ngốc đi lo lắng cho cậu. Jun-woo sững sờ, cậu không nghĩ 5 năm qua đối với Tae-gom lại khủng khiếp và nặng nề như vậy. Tae-gom quay người, tôi về đây, hôm nay chắc tôi không thể ở lại thêm được nữa rồi. Jun-woo lập tức đứng dậy, đi theo Tae-gom. Trước khi rời đi, Tae-gom dặn dò, cậu đừng đến trường, ở nhà nghỉ ngơi đi. Cậu không thể uống thuốc ức chế được, nên đừng có ra ngoài. Cơm mà có không ngon thì cũng đừng nhịn đói, mang đủ thuốc theo để uống. Jun-woo ngập ngừng nói, này, lẽ nào, cậu thích tôi sao? Cũng có thể là nhầm lẫn, nhưng cậu muốn hỏi rõ để không còn nghi ngờ thêm nữa. Tae-gom quay mặt lại, sau đó xoay người thở dài, nói, cậu thật là, bây giờ cậu mới biết hả? Jun-woo đứng đơ người, cậu muốn giữ lấy Tae-gom, nhưng khi định thần lại, thì Tae-gom đã không còn đứng ở đó nữa. Jun-woo trải qua kỳ phát tình một mình, mọi người trong câu lạc bộ đều nhắn tin hỏi thăm bệnh tình của cậu, Do-hyun thì gọi điện liên tục. Riêng Tae-gom không một cuộc gọi nhỡ. Vài ngày sau, cảm thấy cơ thể đã ổn trở lại như kỳ phát tình đã kết thúc, hôm nay cũng có bài kiểm tra nên cậu quyết định đến trường. Thấy Jun-woo, hai hậu bối lo lắng hỏi thăm cậu. Sau đó Min-jeon hỏi, anh với Kim Do-hyun đã xảy ra chuyện gì đúng không ạ? Jun-woo thấy khó hiểu. Kim Do-hyun, anh đâu có chuyện gì với cậu ta? Nhớ lại hôm ấy ở bệnh viện, đúng là có chuyện thật. Chắc là có gì đó rồi, có phải cậu ta bị đá nên quấy rối gì anh không? Đương nhiên là không rồi, cậu ta không phải người như vậy đâu mà. Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm,
Jun-woo khó hiểu. Đúng là đã tỏ tình rồi, không ngờ anh lại từ chối nhanh như vậy. Sung Jae hóng chuyện. Kim Do-hyun đã tỏ tình với anh á, anh đã từ chối rồi hả, vì sao vậy? Không biết Do-hyun đã đứng ở cửa từ lúc nào, cậu nói. Từ tận cuối hành lang mà em cũng có thể nghe thấy giọng của anh Sung Jae luôn ấy. Em nghe thấy mọi người nói chuyện về mình rồi. Do-hyun đi đến ngồi cạnh Jun-woo. Em sẽ ngồi đây một cách im lặng, nên mọi người cứ coi như em không có ở đây và nói chuyện với nhau đi ạ. Em đến đây để học thôi. Jun-woo nhận thấy Do-hyun đã gầy đi hẳn. Nhận thấy ánh mắt của Jun-woo, Do-hyun nói. Em biết là em có góc nghiêng rất đẹp, nhưng mà bây giờ mặt em có hơi hốc hác, nên anh đừng nhìn nữa. Sung Jae tiếp tục nhiều chuyện. Em thật sự đã tỏ tình với anh Jun-woo rồi sao? Do-hyun thở dài. Em bị đá rồi, không phải em tỏ tình vào ngày tiền bối Jun-woo bị ốm đâu. Em cũng biết để ý thời gian, địa điểm rồi chứ. Min Jeon xen vào. Chuyện đó không phải là anh Jun-woo nói đâu, là tôi đoán được đó. Do-hyun liếc nhìn sang Jun-woo. Em biết rồi, tính anh Jun-woo sẽ không nói ra chuyện đó. Có khi anh ấy cũng quên mất lời tỏ tình của em luôn rồi. Một người im lặng một chút. Đột nhiên Do-hyun quay phát qua Jun-woo nói. Anh, đây là lần đầu tiên em tỏ tình rồi bị đá đó. Em vừa cao giáo, vừa là alpha trội, trừ việc nhỏ tuổi hơn anh thôi, nhưng dù sao thì em cũng đẹp trai mà. Jun-woo gật gù đồng ý. Vậy tại sao? Chưa nói hết câu, Jun-woo đã ngắt lời. Tôi và Choi Tae-gom là bạn thời thơ ấu. Cậu ấy cũng vừa đẹp trai, vừa cao giáo, còn là alpha trội nữa. Biết vậy rồi thì chăm chỉ học bài đi. Do-hyun chỉ biết phụng phịu chấp nhận sự thật này. Sung Jae xen vào. Anh xấu tính thật đó. Mọi người lại tiếp tục bàn tán rôm rả về chuyện này. Lát sau Do-hyun hỏi nhỏ Jun-woo. Cơ thể của tiền bối giờ đã ổn chưa? Jun-woo đáp. Tôi ổn rồi. Với lại, tôi cũng đã nói với Choi Tae-gom rồi. Chuyện tôi là Omega. Và hôm nay, tôi định sẽ gặp cậu ấy để tỏ tình. Như lời cậu nói đó, cho dù có ra sao chăng nữa, thì cũng không thể như này mãi được. Vậy nên cậu cũng từ bỏ đi. Những lời tôi nói hôm nay, tất cả đều là thật lòng đó. Do-hyun chỉ im lặng và không nói thêm gì nữa. Sau khi thi xong, Jun-woo quay lại phòng câu lạc bộ nghỉ ngơi. Tối nay mọi người sẽ tụ tập uống rượu, nên sẽ có người đến đánh thức cậu. Hôm nay Choi Tae-gom cũng tới nhỉ? Jun-woo suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Jun-woo mơ thấy Tae-gom, thấy cậu ấy nói, dù là pheromone của Omega lặn thì cậu ấy cũng ghét. Lại gần thôi là da gà nổi lên. Thật may là tôi không thể cảm nhận được pheromone của cậu. Jun-woo giật mình tỉnh giấc, cơ thể cậu nóng rang, hơi thở nặng nề, phía dưới căng cứng. Đây rõ ràng là biểu hiện của kỳ phát tình. Jun-woo thở hồng hộc, nắm chặt ga giường. Giờ cậu không có thuốc ức chế, cũng không có thuốc lá pheromone, nên nếu bây giờ ai đó đến, cậu sẽ bị phát hiện. Đúng lúc Do-hyun gọi đến, cậu với tay lấy điện thoại thì vô tình làm nó rơi xuống sàn nhà. Sau một lúc cố gắng, cả người cậu cũng rơi khỏi giường. Do-hyun gọi điện đến hỏi cậu có ở phòng câu lạc bộ không, cậu sẽ đến đón và cùng đến bữa tiệc với mọi người. Jun-woo thở hộc hộc, khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng nói, giúp tôi đi bệnh viện. Một lát cánh cửa phòng câu lạc bộ bỗng nhiên mở ra, cậu nghĩ đó là Kim Do-hyun, cậu run rẩy bò dậy, lần này kỳ phát tình còn khó chịu hơn lần trước rất nhiều. Tới mức cậu chỉ muốn kéo Kim Do-hyun vừa mới bước vào, lên giường ngay lập tức. Lee Jun-woo, người mới bước vào lên tiếng, thì ra là Tae-gom. Jun-woo dần mất tỉnh táo, bất ngờ vì người đó lại là Tae-gom. Tae-gom tới bên cạnh kiểm tra tình hình của cậu, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Đúng lúc Do-hyun cũng tới nơi, khi nhận ra pheromone của Jun-woo ở khắp phòng, cậu chợt khựng lại, lấy tay che mũi mình. Tae-gom cởi áo khoác của mình, rồi mặc lên người cho Jun-woo, cậu ôm cơ thể đang run rẩy của cậu ấy. Không sao đâu, cậu hít thở sâu vào. Tae-gom cõng Jun-woo đứng dậy. Do-hyun tiến đến hỏi, anh định làm gì thế? Đưa cậu ấy đi. Do-hyun vẫn bịt mũi nhưng mặt đã ửng đỏ, cậu hỏi tiếp. Đi đâu? Về phòng trọ của cậu ấy. Chẳng phải anh ghét Omega sao? Anh Jun-woo đang đến kỳ phát tình, thế không sao chứ? Tae-gom khựng lại, khó chịu nói. Này, cậu vừa phải thôi, tôi bỏ qua nhiều lần rồi, cái gì cũng có giới hạn chứ. Cái kẻ không thể tỉnh táo bởi mùi pheromone của Jun-woo như cậu thì đừng có mà ngạo mạn nữa. Về tới phòng trọ của Jun-woo, Tae-gom đặt cậu ấy lên giường. Bây giờ không uống thuốc ức chế được, có thể uống thuốc gì khác được không? Jun-woo đáp, không có. Vậy phải chờ như thế này à? Jun-woo mò mẫm cởi quần mình ra, nhưng bàn tay run rẩy mãi mà không cởi được. Sau đó cậu lấp bấp nhờ Tae-gom. Tae-gom lưỡng lự một chút rồi ngại ngùng giúp cậu ấy. Tự mình vẫn chưa đủ, Jun-woo nài nỉ Tae-gom cho mình pheromone của cậu ấy. Tae-gom nhất quyết từ chối. Jun-woo bật khóc nức nở. Sao lại không được? Tae-gom lau nước mắt cho cậu. Bây giờ cậu không tỉnh táo, sau này sẽ hối hận đấy. Jun-woo chộp lấy tay Tae-gom. Không đâu, cậu trả lời. Tae-gom sững người rồi rút bàn tay lại. Điên mất thôi. Cậu lập tức tới lấy áo định rời đi. Tớ đi đây, mai tỉnh táo rồi thì gọi cho tớ. Nếu tớ cứ ở đây, thì thật sự sẽ xảy ra chuyện đó. Tớ đi đây. Jun-woo không muốn Tae-gom rời đi như thế, cậu nói với theo. Nếu cậu mà về, tớ sẽ gọi cho Kim Do-hyun tới đấy. Tae-gom khựng lại. Jun-woo nức nở. Bác sĩ nói.
Nhưng chưa nói hết, Do Hyun đã tiến đến nhẹ nhàng hôn cậu. Đầu óc cậu trống rỗng, pheromone, mùi cơ thể và cả hơi thở, cậu ấy không muốn để lỡ thứ nào cả. Taegom xác nhận lại lần nữa, cậu đừng có hối hận. Jun-woo siết chặt Taegom, tớ muốn, làm đi, mau lên. Thấy Jun-woo có phần gấp gáp và chủ động, Taegom hỏi. Lee Jun-woo, cậu từng làm với Alpha rồi sao? Jun-woo sửng sốt. Này, tìm được ai giống như cậu đâu chứ? Biết rồi thì nhanh lên đi, Jun-woo thúc giục. Taegom bất giác tỏa ra pheromone của kẻ chiến thắng, sau đó hôn lên má Jun-woo. Xin lỗi cậu, từ lúc này, không thể quay lại được nữa đâu. Căn phòng tràn ngập pheromone của cả hai. Taegom gọi tên Jun-woo liên tục. Sau đó cậu nói, gọi tên tớ đi, nhờ vả thì phải gọi tên người ta chứ. Taegom ức hiếp người quá đáng, cứ thế thu hết lại pheromone. Jun-woo nức nở. Làm ơn, Taegom à. Nghe gọi tên mình, Taegom lại phóng đầy pheromone, liên tục hết lần này đến lần khác, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, mặc dù Jun-woo xin đầu hàng cũng không dừng lại. Lee Jun-woo à, tớ thích cậu. Đừng khóc, tớ xin lỗi. Sáng hôm sau Jun-woo tỉnh giấc, Taegom đã dọn dẹp, tắm rửa và thay đồ mới cho cậu. Sau một trận kịch liệt hôm qua, toàn thân cậu đau nhức nhưng cũng đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Taegom để lại lời nhắn, sáng tớ thi nên đi trước đây, tớ có đặt cơm hộp đó, ăn sáng rồi hẵng đi. Bên trong còn có một hộp cơm Taegom đã chuẩn bị cho cậu, kèm lời nhắn. Xin lỗi cậu. Jun-woo xấu hổ, mặt đỏ ửng. Gì mà xin lỗi chứ? Jun-woo nhớ tới lời tỏ tình của Taegom tối hôm qua. Mặt cậu càng đỏ bừng. Cậu cũng thích quá rồi, không biết phải làm sao đây. Cậu đến lớp học sớm, xung quanh vẫn chưa có ai. Mở quyển vở ra, cậu nhìn thấy dòng chữ Choi Taegom mà mình đã viết linh tinh hôm trước. Mặt cậu đỏ bừng, giờ chỉ cần nhớ tên cậu ấy thôi cũng làm tim rung rinh. Đúng lúc Do Hyun đến lớp, sau khi chào hỏi nhau, Do Hyun liếc nhìn áo cao cổ mà Jun-woo đang mặc. Anh không nóng à, trời này mà mặc áo cổ cao. Jun-woo gượng cười nói do cậu bị cảm lạnh. Do Hyun không ngần ngại nói thẳng, mặt anh để lộ hết rồi. Jun-woo xấu hổ đáp lại, sao cậu không giả vờ như không biết đi. Đột nhiên Do Hyun hỏi, tiền bối Taegom, cái đó có lớn không? Nếu cái đó quá lớn thì hơi mệt nhỉ. Nói gì vậy, như thế là quấy rối đấy. Thì hỏi chút có sao? Nếu tự nhiên ai nhìn cậu rồi hỏi như thế. Chưa nói hết câu, Do Hyun tỉnh bơ xen vào, của em lớn lắm. Jun-woo cạn lời, không biết cậu ta vô duyên hay thẳng thắn nữa. Do Hyun nói bây giờ trong trường có tin đồn về hôm Jun-woo phát tình. Đúng lúc bên ngoài cũng có người đang bàn tán về chuyện này. Bọn họ cười đùa kể Taegom cõng Omega đó đi, chiều cũng nghỉ học luôn. Mà mang Omega đi thì còn làm gì nữa, nam thần khoa kinh doanh thì cũng là Alpha mà. Nghe đồn Omega đó là đàn anh cùng khoa mình. Hôm tiệc chào đón tân sinh viên, cái anh đội nón đó, tên là Lee Jun-woo. Đang bàn tán chuyện người khác sau lưng, lại bắt gặp người đó ở trước mặt. Hai chàng trai sợ hãi, đứng bất động một lúc. Jun-woo thì thấy mấy lời đồn đó cũng gần như đúng hết. Sau đó nhìn thẳng hai hậu bối, chuyện không thể chiến thắng bản năng thì chẳng có gì để tự hào cả. Cậu không được nghĩ là người khác cũng vậy. Hai chàng trai rối rít xin lỗi, sau đó không vào lớp học mà nhanh chân chạy đi luôn. Do Hyun hỏi, em tưởng là anh sẽ nổi giận chứ? Để làm gì, tôi không để tâm tới mấy tin đồn đó đâu. Với lại họ nói cũng không sai. Sẽ cảm thấy thật tệ khi không kiểm soát được bản năng. Do Hyun cũng thấy Jun-woo nói đúng. Jun-woo cười tươi nói, tôi cũng cố chịu đựng suốt mà. Cậu có nhớ khi tôi tiêm thuốc mà vẫn tỏa ra pheromone không? Tất nhiên rồi, em phải ráng chịu mà, không là phạm tội đó. Người thấy pheromone của Jun-woo, Do Hyun phụng phịu nói, bây giờ anh không cần phải giấu pheromone nữa nhỉ. Sau đó, cậu nói ra ngoài hút thuốc và hỏi xin loại thuốc mà Jun-woo hay dùng, thuốc của cậu còn, nhưng là loại nhẹ đô. Jun-woo lấy hộp thuốc lá đưa cho Do Hyun, cười tươi nói, muốn hút hết cũng được, nhớ cho tôi mượn vở chép bài nha. Sung Jae tỏ vẻ nghiêm trọng kể về những lời đồn kia. Cậu hỏi nam thần khoa kinh doanh là ai? Jun-woo đáp, là Taegom. Vậy ngoài anh ra, người bạn của tiền bối Choi Taegom là ai chứ? Nhưng anh là Beta mà. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Jun-woo ấp úng định nói sự thật mình là Omega. Thì đột nhiên Sung Jae ngây thơ nói, chắc là bọn họ hiểu lầm rồi. Anh bị bệnh đau quá, nên tiền bối Do Hyun mới cõng thôi. Tự nhiên bọn nó nói anh là Omega, còn bảo anh đến kỳ phát tình, làm em hết cả hồn. Còn có cả tin đồn anh ngủ với anh Choi Taegom nữa cơ đấy. Làm vậy quá đáng thật, anh có người mình thích rồi mà, lỡ người ta hiểu lầm. Jun-woo xấu hổ mặt đỏ bừng, cúi mặt xuống bàn. Nhìn thấy biểu hiện đó của Jun-woo, Sung Jae khựng lại, sau đó lập ngừng rồi hét lên. Không lẽ, người anh thích là tiền bối Choi Taegom? Từ bao giờ thế anh? Sung Jae gặn hỏi. Min Jeon ở bên cạnh lên tiếng. Bây giờ chuyện đó đâu quan trọng. Anh Jun-woo, anh là Omega đúng không? Jun-woo hơi sững lại, sau đó thừa nhận. Đúng vậy, đó là kỳ phát tình của anh. Bác sĩ không cho phép dùng thuốc ức chế, nên anh phải nghỉ học. Hôm qua tưởng hết rồi nên mới đi học lại, ai ngờ kỳ phát tình đột ngột quay trở lại nên anh đã về nhà. Min Jeon hỏi tiếp, vậy sao anh lại giả vờ là Beta?
Vì Choi Tae-gom ghét Omega, anh không muốn bị cậu ấy ghét. Anh thích cậu ấy. Nhắc đến chuyện này, cậu mới nhớ ra, dù Tae-gom đã tỏ tình, dù hai người đã hòa làm một, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ nói thích cậu ấy. Mối quan hệ của cả hai chưa được xác nhận. Đang miên man suy nghĩ thì Sung Jae gọi khiến cậu giật mình. Jun-u nói mình có việc nên xin phép đi trước. Trước khi cậu đi, Min-jo nói: "Anh ơi, em không quan tâm anh là Omega hay Beta. Dù anh có là Omega thì anh vẫn là anh, không có gì thay đổi cả. Chúng ta thân với nhau, không liên quan đến chuyện đó." Sung Jae cũng lên tiếng xác nhận. Jun-u cảm động, cười tươi đáp: "Đúng thế, cảm ơn hai em nhé. Thi xong, anh sẽ khao bọn em một chầu." Jun-u rời khỏi phòng, liền nhắn tin cho Tae-gom, nói cậu sẽ đợi ở cổng chính. Tuy nhiên đã nửa tiếng trôi qua, cậu còn nhắn thêm vài tin nữa, vẫn không thấy Tae-gom hồi âm. Jun-u đang do dự có nên gọi điện cho Tae-gom không, thì nghe thấy ai đó nói: "Là bạn của Tae-gom đúng không? Này, cậu lớn tiếng quá đó." Jun-u quay sang nhìn bọn họ, đó là những người bạn hôm trước đi cùng Tae-gom. Thấy cậu nhìn, bọn họ giật mình xoay lưng lại, lo lắng vì nói lớn tiếng quá nên đã bị Jun-u nghe thấy. Ấy vậy mà Jun-u không ngại, đi thẳng đến chỗ bọn họ, cậu hỏi mọi người có thấy Choi Tae-gom ở đâu không. Bọn họ dẫn cậu thẳng đến chỗ phòng học của Tae-gom, vì hôm nay có bài thi nên cậu ấy vẫn chưa ra. Sau khi cảm ơn và định rời đi, ba người bọn họ cứ lẽo đẽo đi theo cậu và đùn đẩy cho nhau chuyện gì đó. Jun-u thấy thế liền dừng lại hỏi: "Các cậu muốn hỏi gì à?" Một người trong đó ngập ngừng nói: "Tôi muốn hỏi chuyện này, tôi không có ý xấu gì đâu nha, chỉ là tôi hơi tò mò thôi. Tae-gom đối xử với cậu tốt chứ?" Jun-u ngơ ngác khó hiểu. Chàng trai nói tiếp: "Đây là lần đầu tiên bọn tôi thấy Tae-gom yêu đương, nên bọn này hơi tò mò không biết cậu ấy đối xử với người yêu như thế nào." "Bọn tôi đâu phải người yêu đâu." Bọn họ lúc này vô cùng ngạc nhiên. "Không yêu nhau sao? Không yêu mà ngủ với nhau rồi. Sao mọi người lại nghĩ bọn tôi hẹn hò thế?" Bọn họ quay qua thảo luận với nhau: "Sao lại không hẹn hò? Vậy là cậu ta yêu đơn phương à?" Để bớt quê, cả ba nở nụ cười tươi nói: "Xin lỗi cậu, hình như tụi này hiểu lầm gì rồi. Do đến chu kỳ nên là..." Đang nói dở, cả ba lại quay ra sầm sì với nhau. "Cũng có thể cậu ấy không phải Omega, cậu có ngửi thấy pheromone không? Hình như là Beta đó." Jun-u tự thừa nhận mình là Omega lặn, nên pheromone hơi nhạt. Đúng lúc Tae-gom vừa thi xong, Jun-u lập tức lao đến giữ lấy cậu ấy lại. Trong khi Tae-gom còn ngạc nhiên, Jun-u nói chuyện với tớ tí đi. Cả hai đi bộ trên đường. Tae-gom ngập ngừng hỏi thăm, cơ thể cậu không sao chứ? Chắc eo cậu đau lắm, trông có vẻ không ổn lắm thì phải. Jun-u nói mình không sao, sau đó hỏi: "Tae-gom à, sao cậu lại tránh mặt tớ?" "Không có lý do gì, tự nhiên tránh mặt thế, khiến tớ không hiểu nổi." Tae-gom nói ra những lời trong lòng. Cậu mong muốn Jun-u không phải là Omega, là vì vấn đề riêng của cậu. Jun-u vì đến kỳ phát tình mới lên giường với cậu. Trong khi đó, cậu biết rõ nhưng vẫn làm. Việc một alpha tỏa ra pheromone có thể khiến cho Omega muốn làm tình, dù chưa tới kỳ phát tình. Chuyện này rất đáng sợ. Tae-gom tiến đến chỗ Jun-u và tỏa ra pheromone nồng nặc. "Lee Jun-u à, có nghĩa là, dù cho cậu không thích tớ, tớ cũng có thể khiến cậu làm tình với tớ. Nếu như tớ lại đánh mất lý trí như hôm qua, dù cậu khó chịu nhưng tớ vẫn ép buộc, khiến cậu rơi nước mắt, khiến cậu tổn thương. Vậy thì ai mới là người thiệt thòi đây?" Jun-u lập tức giải thích: "Cậu nói gì vậy, cậu không nghĩ là tớ thích cậu à?" "Có nghĩ đến, nhưng cậu như vậy vì muốn bảo vệ tớ thôi. Cậu trước giờ vẫn vậy mà, tớ bảo gì cậu đều làm, nhờ gì cậu cũng không từ chối. Cái nghĩa vụ đó là gì chứ? Từ giờ thì thôi đi, đến mức này là đủ rồi. Bây giờ tớ thấy có lỗi lắm, nên đừng làm thế nữa." Tae-gom xoay người rời đi. Jun-u nói với theo: "Tớ không ghét việc làm tình với cậu, cũng không phải nghĩa vụ gì cả. Chỉ là..." Jun-u ngập ngừng định nói ra lời yêu giấu kín nhiều năm qua. Tuy nhiên Tae-gom đã ngắt lời: "Một tháng, tớ sẽ sắp xếp lại mọi chuyện. Tớ sẽ từ bỏ cậu." Jun-u giật mình hỏi lại: "Từ bỏ?" "Ừm, tớ sẽ dừng lại. Tớ không muốn mất khống chế vì pheromone của cậu. Tớ không đủ tự tin mình có làm vậy với cậu nữa không? Tớ đi đây." Đứng đó nhìn theo bóng lưng Tae-gom, Jun-u muốn đi theo, muốn giữ cậu ấy lại và nói thích cậu ấy. Rồi sau đó thì... Nghĩ đến đây, Jun-u không biết sau đó sẽ thế nào nữa. Cậu đứng đó một lúc lâu. Nhiều ngày sau, Jun-u trở về nhà ba mẹ. Cậu gọi điện mãi mà ba mẹ không bắt máy, mật khẩu nhà cũng đã đổi. Nhớ đến lúc xưa, cậu cũng không vào nhà được vì ba mẹ đổi mật khẩu, Tae-gom đã kéo cậu về nhà cậu ấy. Cậu đứng loay hoay trước nhà một lúc thì mẹ của Tae-gom nhìn thấy liền đến hỏi thăm: "Con trai lâu lắm mới về nhà mà bọn họ không cho vào nhà thế này à? Qua nhà gì đi, ba mẹ con, nay về trễ đó." Bà kéo Jun-u về nhà mình. Vì chưa đủ tự tin để gặp mặt Tae-gom, Jun-u liền từ chối, nói mình sẽ đợi ở ngoài cũng được. Nhận ra điều gì đó, bà hỏi: "Trước giờ con có vậy đâu, hai đứa cãi nhau à? Dạo này trông Tae-gom trầm mặc hẳn đi, nên dì nghĩ con với nó cãi nhau." Vậy là Tae-gom từ bỏ cậu, nhưng chính cậu ấy cũng không vui.
Cuối cùng Jun-woo cũng vào nhà Tae-gom để đợi ba mẹ. Vì có việc ra ngoài nên mẹ Tae-gom dặn dò cậu ở nhà, có muốn ăn gì thì lấy ở tủ lạnh, nếu buồn ngủ thì vào phòng Tae-gom ngủ. Jun-woo nhìn thấy bức ảnh Tae-gom chụp với hoa anh đào, đáng yêu thật. Không biết Tae-gom khi nào về, Jun-woo phân vân mình nên đi hay ở lại phòng đợi cậu ấy. Từ hôm đó, cậu vẫn chưa gặp mặt Tae-gom. Nếu đụng mặt thế này, chắc là ngượng lắm. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định vào phòng Tae-gom. Căn phòng vẫn như xưa. Jun-woo đến ngồi lên giường, căn phòng tràn ngập pheromone của Tae-gom. Cậu nằm dài ra giường, dụi dụi mặt vào tấm chăn để hít lấy mùi hương của Tae-gom. Sau đó cậu xoay người lại, toàn thân ôm lấy tấm chăn, mặt vùi vào trong chăn mà hít hà mùi thơm ấy. Nằm trên giường Tae-gom, Jun-woo ngủ quên lúc nào không hay. Một lát sau, cậu tỉnh giấc và mở mắt ra. Liền nhìn thấy Tae-gom ngồi bên cạnh, tay cậu ấy khẽ vuốt tóc mình. Bây giờ đã là 5 giờ, lúc cậu về nhà Tae-gom mới chỉ 1 giờ. Chắc do mệt quá mà cậu ngủ thiếp đi thật lâu. Tae-gom nói lúc nãy bố mẹ Jun-woo có điện đến và cậu ấy đã bắt máy. Vậy là Tae-gom đã về phòng một lúc lâu rồi. Không biết cậu ấy ngồi cạnh mình từ lúc nào. Lúc bước vào phòng và nhìn thấy mình, không biết cậu ấy nghĩ gì. Cậu ấy nhìn mình như vậy trong bao lâu? Jun-woo miên man suy nghĩ thì Tae-gom hỏi. Cậu định ngủ nữa hả? Đâu có. Mà gì nói với cậu là tớ đến đây hả? Không có. Tớ về là thấy cậu trong phòng rồi. Lúc đầu tớ còn tưởng mình vào nhầm phòng. Cậu về khi nào thế? Tầm khoảng 3 giờ, Tae-gom đáp. Thấy Tae-gom giờ mới cởi áo khoác ra, Jun-woo thấy cứ như cậu ấy ngồi trong cậu ngủ từ lúc 3 giờ luôn vậy. Tae-gom nói hôm nay cả hai gia đình sẽ cùng ăn tối. Jun-woo đáp, vậy từ giờ đến lúc đó, chúng ta sẽ làm gì? Cậu định ở đây luôn hả? Jun-woo khựng lại, rồi đáp, không đâu, phải đi chứ. Tớ không có ý đuổi cậu đâu. Tae-gom hơi ngượng quay mặt tránh đi. Jun-woo gọi, Tae-gom à, tớ thích cậu. Cho dù vậy, cậu vẫn sẽ từ bỏ tớ à? Ừm, không biết tình cảm này kéo dài được đến khi nào. Ngay từ đầu, cậu cũng không có lý do gì để thích tớ. Cậu không phải bị tớ thu hút, mà là bị lôi kéo bởi pheromone của tớ thôi. Cứ như thế này là được rồi, vậy nên, đừng nói mấy lời như vậy nữa. Tae-gom đã nói như thế, khiến Jun-woo không biết phải nói thêm gì nữa. Cậu ấy nói là sẽ giữ mối quan hệ này. Jun-woo thấy mình không có quyền gì để bác bỏ điều này. Cậu đứng dậy rời khỏi phòng Tae-gom. Tớ đi đây, lát gặp lại. Jun-woo tới chỗ hẹn với mấy hậu bối trong câu lạc bộ, hôm nay có cả Do Hyun. Thấy Jun-woo nói sẽ uống rượu, Do Hyun ngạc nhiên quay sang hỏi, không phải anh nói không uống được rượu sao? Bình thường không thích lắm thôi, với cả khi say thì không kiểm soát được pheromone, vậy thì đừng có uống. Do Hyun ngăn cản. Min Jeon tình ý nói, chuyện đó không suôn sẻ à anh, nhìn phát là biết ngay. Hôm nay dù anh có say, bọn em cũng không bỏ anh đâu. Mọi người bắt đầu vui vẻ nhập tiệc. Một lát sau, Song Jae ngà ngà say hỏi Jun-woo, anh ơi, anh uống thêm nha, soju hay là bia đây? Cái nào cũng. Jun-woo chưa nói dứt câu, đã bị Do Hyun giật lấy ly rượu trên tay. Anh đừng uống nữa. Do Hyun uống thay ly rượu cho Jun-woo. Biết là Jun-woo hôm nay buồn vì Tae-gom, Do Hyun nói. Em đã định giả vờ như không viết rồi mà. Lúc nãy anh nói là không được, là chuyện về tiền bối cho Tae-gom đúng không? Ừm, Jun-woo say xỉn gật gật đầu. Do Hyun thở dài hỏi tiếp, anh ấy nói gì? Jun-woo mỉm cười đáp, cậu ấy nói là sẽ quên đi. Tại sao chứ? Do Hyun thắc mắc hỏi. Sao cậu không hỏi cậu ấy thích tôi từ bao giờ? Chuyện rõ như ban này còn gì? Chuyện anh ấy thích anh còn rõ hơn chuyện anh thích anh ấy đấy. Em còn ngạc nhiên sao anh lại không biết. Vậy tại sao anh lại từ bỏ? Do Hyun hỏi. Cậu ấy nói ghét việc tôi bị bối rối bởi pheromone. Trong vòng một tháng, cậu ấy sẽ từ bỏ tôi. Nói thế mà nghe được à? Một tháng cậu có thể quên đi người mình thích sao? Jun-woo hết cười chuyển sang khóc rưng rưng nước mắt. Vậy thì anh nói gì? Do Hyun hỏi. Tôi còn chưa kịp trả lời. Cậu ấy nói xong liền rời đi luôn. Nhưng đột nhiên tôi có suy nghĩ. À, cứ thế này cũng ổn thôi. Ít nhất thì mối quan hệ này cũng không bị phá vỡ. Tâm trạng Jun-woo phơi phới trở lại. Đột nhiên Do Hyun đập mạnh ly bia xuống bàn. Ổn sao? Vậy hai người định cả đời không gặp gỡ người khác à? Cái đó không phải yêu chứ là gì nữa? Phải làm sao với anh? Tiền bối có biết là em bực anh thế nào không? Tại sao lại không nghĩ đến bản thân mình chứ? Nói là tỏ tình mà chỉ vậy thôi đó hả? Nếu anh không hẹn hò với tiền bối Choi Tae-gom, vậy thì hẹn hò với em đi. Em không đùa đâu, hẹn hò nghiêm túc nhé. Không cần tìm hiểu từ từ, mà hẹn hò yêu đương như cách tiền bối muốn. Hay lại vì em nhỏ tuổi hơn nên anh không thích? Sao ạ, vẫn không được sao? Jun-woo hỏi, Do Hyun à, tại sao lại thích tôi? Do Hyun chán nản đáp, lúc này rồi còn hỏi cái đó. Em đi hút thuốc đây, anh đi cùng không? Jun-woo theo Do Hyun ra ngoài. Do Hyun kể lần đầu tiên cậu gặp Jun-woo là năm ngoái. Gặp ở trường, Jun-woo còn cho cậu chai nước. Jun-woo ngơ ngác không nhớ, tôi cho cậu nước hả? Đốt điếu thuốc, Do Hyun đáp, em cũng không ngờ, anh lại cho em. Tôi không nhớ gì cả,
Với tính cách của anh nên không nhớ cũng đúng thôi. Lúc em đến phỏng vấn nhập học đã chạm mặt anh. Sáng phỏng vấn xong, em ngồi đợi bạn ở trước trường. Do thiếu ngủ nên tinh thần em không ổn lắm, bên cạnh còn có vài người đứng hút thuốc. Vừa mệt vừa bực, bạn thì chưa thấy đâu. Đúng lúc đó Tiền Bối tình cờ đi ngang qua. Tiền Bối và mấy người hút thuốc đó hình như quen biết nhau. Tuy anh cười đáp lại, nhưng biểu cảm lúc đó của anh như kiểu: "Ủa, ai vậy trời?" Em thấy buồn cười quá, nên cứ nhìn anh chằm chằm mà không nghĩ gì. Rồi em và Tiền Bối chạm mắt nhau. Sau đó Tiền Bối bảo mấy người đó ngừng hút mà đến khu vực cho hút thuốc. Chấm dứt những hồi tưởng, Do Hyun cũng vứt điếu thuốc xuống đất. Jun U hơi xấu hổ, thì ra là thế. Do Hyun nhìn chằm chằm Jun U, sau đó cúi sát lại gần vuốt nhẹ gương mặt cậu. Mặt Tiền Bối nóng bừng hết cả lên rồi. Jun U hỏi tiếp: "Thế tôi đưa nước cho cậu lúc nào?" Mấy người đó vừa rời đi là anh đưa chai nước đang cầm cho em luôn. "Anh không nhớ gì luôn à? Sau khi nhập học, chúng ta còn chạm mặt nhau vài lần. Nhưng có vẻ Tiền Bối không nhớ được gì rồi." "Vậy cậu phải nói cho tôi chứ." Jun U lảo đảo đứng dậy. Thấy vậy Do Hyun nói sẽ đưa Jun U về nhà. Cậu lại ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Do Hyun cũng ngồi bên cạnh, đỡ đầu Jun U lên vai mình. "Cậu tỏa ra pheromone kìa," Jun U nói. "Tiền Bối cũng tỏa ra từ lúc nãy rồi đó." Jun U nghe rất rõ tiếng tim đập của Do Hyun. Cậu nhận ra Do Hyun thật sự thích cậu. Do Hyun mỉm cười nói: "Lúc đầu em chỉ để ý sơ đến anh thôi. Cũng chẳng nghĩ là sẽ thích anh thế này đâu. Tiền Bối, em vẫn chưa nghe được câu trả lời. Em thích anh, em tính buông tay rồi. Nhưng khi thấy anh như vậy, em không muốn bỏ cuộc nữa." Do Hyun đưa tay giữ lấy phía sau cổ Jun U. "Anh hỏi em, một tháng có buông bỏ người mình thích được không? Hãy hẹn hò với em trong vòng một tháng đi, từ bỏ được hay không? Tiền Bối thử một lần sẽ biết ngay." Vừa nói, Do Hyun vừa từ từ sát lại gần môi Jun U. Jun U tự hỏi, mình sẽ thật sự quên được Choi Tae-gon sao? Nếu cứ nhắm mắt, hòa quyện hơi thở vào nhau, sẽ quên được cậu ấy chứ? Nhưng cậu biết rõ, cậu không thể buông bỏ cậu ấy được. Jun U đẩy Do Hyun ra và quay mặt tránh đi. "Xin lỗi cậu, không được đâu, tôi không thể quên được cậu ấy." Do Hyun cười cay đắng. "Em cũng biết thế rồi." Cậu rút điếu thuốc khác ra. "Dù em biết là không thể, nhưng em vẫn muốn thử một lần. Sao anh lại thích Tiền Bối Choi Tae-gon vậy?" Jun U cười đáp. "Chỉ vì cậu ấy là Choi Tae-gon thôi. Nhưng hai người là bạn mà, không thể làm bạn với người mình thích được đâu. Tôi biết. Tôi cũng không biết mình có thể ở bên cậu ấy với tư cách là Omega được không nữa. Nếu vì tôi mà Tae-gon cảm thấy không thoải mái, thì đâu có được." Do Hyun thở dài đáp. "Em không biết có chuyện gì đã xảy ra với Tiền Bối đó. Nhưng đó vốn đâu phải chuyện anh quyết định được. Anh Choi Tae-gon nói, anh ấy thấy không thoải mái à? Bảo vì anh là Omega nên không thích anh ở bên cạnh sao? Không, đây chỉ là vấn đề của tôi thôi." Do Hyun đứng dậy nói. "Mà anh hở tí là nói hai người là bạn bè. Bạn bè thì không có làm tình với nhau đâu ạ. Ngủ với nhau một lần thôi, đã không thể làm bạn nữa rồi. Quan niệm yêu đương của anh lỗi thời, nhưng quan niệm tình dục lại mới mẻ quá đấy." Do Hyun nói xong thì rời đi trước. Jun U ngồi đó một lúc lâu, nhớ lại những lời Do Hyun nói, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Tae-gon. "Cậu đang ngủ hả?" "Vẫn chưa." Tim Jun U đập thình thịch, thấy cậu im lặng. Tae-gon hỏi, "Lee Jun U, cậu sao vậy?" Jun U lấy hết can đảm nói, "Tớ nhớ cậu, tớ gọi điện vì tớ nhớ cậu đó. Tớ nhớ cậu, Tae-gon à." "Lee Jun U, giờ cậu đang ở đâu?" Jun U co người ngồi trên ghế. Một lúc sau, Tae-gon đã đến. Nghe tiếng gọi, cậu ngẩng đầu dậy. Tae-gon nhễ nhại mồ hôi nói, "Tớ tìm cậu nãy giờ đấy." Tae-gon tiến đến áp hai tay vào má Jun U. Mặt cậu đỏ bừng lên rồi, "Cậu đã uống bao nhiêu thế?" "Tớ uống không nhiều lắm." Tae-gon nắm lấy tay kéo Jun U đứng dậy. "Đi thôi, tớ đưa cậu về." Tae-gon không nhắc gì về những chuyện đã xảy ra trong một tháng qua. Mặc cho pheromone của Jun U hòa lẫn vào trong không khí, Tae-gon vẫn có thể che giấu cảm xúc của mình. Gương mặt tỏa sáng dưới ánh trăng khơi gợi một sự thôi thúc mạnh mẽ cho Jun U. Cậu muốn mượn rượu làm càn. Jun U giữ tay Tae-gon, rồi kéo cậu ấy về phía mình. Bất ngờ hôn lên đôi môi ấy trước sự ngỡ ngàng của Tae-gon. Jun U khẽ nói, nhắm mắt lại. Tae-gon bị cuốn theo, cậu ôm lấy mặt Jun U mà hôn tới tấp, môi lưỡi quấn lấy nhau, kịch liệt đẩy Jun U ngồi phịch xuống ghế, nhẹ nhàng vuốt ve cổ Jun U. "Nếu cậu cứ thế này thì tớ sẽ mong đợi làm đấy." Hai tay Jun U ôm lấy má Tae-gon, "Vậy thì hãy mong đợi đi, mong đợi như thế này đi. Tớ rất ghét việc mình là Omega, tớ sợ cậu sẽ chán ghét tớ, cảm thấy bất tiện khi ở cạnh tớ, điều đó thật sự quá đáng sợ." Tae-gon mỉm cười nói, "Tớ làm sao có thể ghét cậu được." Jun U cũng mỉm cười đáp lại, "Tớ cũng vậy. Dù cho cậu có làm chuyện gì đi nữa, tớ cũng sẽ không ghét cậu được. Không phải là vì trách nhiệm, cũng không phải vì là bạn bè. Từ hồi cấp 3, trước cả khi phân hóa thành Omega, tớ đã thích cậu rồi." Jun U siết chặt lấy hai bàn tay của Tae-gon, nói, "Tớ thích cậu Choi Tae-gon, tớ thích cậu rất nhiều. Vậy nên cậu đừng từ bỏ có được không? Tớ không muốn chúng ta làm bạn bè nữa, cậu thấy sao?"
Tae-gom ngay lập tức đáp, tớ cũng vậy. Dưới ánh đèn lấp lánh, cả hai ôm nhau cười tươi hạnh phúc với một mối quan hệ mới, là người yêu của nhau. Hôm nay Tae-gom ngủ lại phòng trọ của Jun-woo, cậu đến giờ vẫn chưa tin được những chuyện gần đây. Chuyện Jun-woo là Omega, chuyện hai người lên giường với nhau, chuyện Jun-woo thích cậu. Tae-gom vừa vuốt mái tóc Jun-woo vừa kể. Sợ Tae-gom hiểu lầm nên Jun-woo giải thích, lời cậu đã nói không phải là do say rượu. Tae-gom hỏi Jun-woo tại sao lại thích mình. Jun-woo không trả lời mà hỏi ngược lại Tae-gom. Tae-gom nói không biết tại sao, chỉ là từ một khoảnh khắc nào đó đã bắt đầu thích thôi. Dựa đầu vào vai Jun-woo, Tae-gom kể, từ hồi cấp 3 hay sau đó, tớ cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là chợt nhận ra, tớ đã thích cậu rồi. Nếu cậu biết tớ thích cậu nhường nào, chắc cậu sẽ bỏ chạy cho xem. Tae-gom ôm eo Jun-woo nói tiếp, Lee Jun-woo, cậu có nhớ lời tớ từng nói không? Nếu cậu là Omega, tớ có thể dùng pheromone để cậu làm theo ý tớ. Tớ không muốn thấy cậu khóc. Jun-woo quay đầu sang. Cái đó là thích nên tớ mới vậy, đừng có nghĩ là do cưỡng ép mà tớ phải làm thế. Nếu tớ thật sự ghét thì đã bắt cậu dừng lại rồi, tớ không ghét việc cậu dùng pheromone phủ lấy tớ. Ngay từ đầu nếu là một tên alpha khác thì tớ đã không hưng phấn đến mức độ đó rồi. Nếu cậu muốn tỏa nó ra thì cứ tỏa đi, nếu cậu muốn cưỡng ép ôm tớ, làm tớ khóc rồi gây tổn thương cho tớ, thì cậu thử làm đi xem nào, cậu không làm được đâu. Jun-woo mỉm cười nhận ra, Tae-gom đang thu dần pheromone lại. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào trán Tae-gom, nói tiếp. Thế nên là cậu khác với những người kia, vì vậy tớ mới thích cậu. Rồi cậu ôm chặt lấy Tae-gom. Nên là đừng có suy nghĩ như thế nữa, làm vậy chỉ có cậu mệt thôi. Tae-gom vùi mặt vào cổ Jun-woo, nũng nịu nói. Cảm giác như là tớ mới là người uống rượu vậy, sao tớ không thể kìm nén được tâm trạng thế này. Mùi hương của cậu thơm quá, thỉnh thoảng cậu cũng thơm thế này, thì ra là do pheromone. Đến tận bây giờ, mỗi khi ngửi được pheromone của Omega tớ đều sẽ thấy thật ghê tởm, nhưng với cậu thì không như vậy, tớ thích cậu muốn phát điên luôn rồi. Tae-gom cọ cọ mũi vào mặt Jun-woo. Jun-woo đột nhiên đẩy nhẹ Tae-gom ra. Ngước mặt lên, Tae-gom hỏi, sao vậy? Mặt Jun-woo đỏ bừng, cậu lắp bắp đáp, không, không có gì đâu. Sau đó, Jun-woo đứng dậy, giữ chặt áo phía dưới. Tớ vào nhà vệ sinh một lát. Tae-gom vòng tay ôm cậu từ phía sau, mờ ám nói, Jun-woo à, làm nhé. Tae-gom vùi mặt vào cổ Jun-woo mà ngấu nghiến. Jun-woo sợ làm vậy sẽ để lại dấu, cậu nói, mùa này tớ không mặc áo cổ cao được đâu. Tae-gom liền chuyển sang chỗ không dễ bị phát hiện, nếu cậu không thích thì cứ nói nhé, hôm nay tớ sẽ làm thật chậm thôi. Lee Jun-woo, tớ thích cậu, tớ thích cậu, tớ cũng vậy, tớ cũng thích cậu. Tae-gom giúp Jun-woo kỳ cọ tắm rửa. Jun-woo ngại ngùng nói, tớ tự làm được mà, cũng đứng thôi còn không vững nữa đó. Tae-gom hôn vào má Jun-woo, cười nói, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, không làm thì cũng có chết đâu, tắm nhanh rồi ra ngoài thôi. Tae-gom kéo Jun-woo lại nằm cùng mình, vì ngày mai cả hai đều không có tiết học nên có thể ngủ dậy muộn. Jun-woo dụi dụi đầu vào ngực Tae-gom nói, à, không phải cậu cũng tham gia câu lạc bộ sao? Tớ quên mất luôn. Mà cậu thích nhà văn vĩ đại đó nên mới tham gia thật à? Thích chứ, nhưng mà là thích cậu đó. Tae-gom mỉm cười đáp. Jun-woo trùng người dậy hỏi, Tae-gom à, cậu định thật sự cố quên tớ trong vòng một tháng sao? Không đâu, tớ định giả vờ quên thôi, đằng nào việc tớ không thể quên cũng rõ ràng quá mà. Xin lỗi vì tớ đã nói muộn như vậy, việc tớ là Omega và cả việc tớ thích cậu. Tae-gom xoa xoa gáy Jun-woo đáp, hôm nay Lee Jun-woo xin lỗi nhiều quá, dù cậu có nói nhưng tớ cũng không thể nào tin được. Tae-gom ôm chặt Jun-woo vào lòng. Tất cả những khoảnh khắc đọng lại trong ký ức Tae-gom đều ngập tràn Lee Jun-woo. Ngay cả trước khi Tae-gom phân hóa thành Alpha, Jun-woo đã trở thành sự tồn tại duy nhất đối với cậu. Jun-woo là một đứa trẻ thu hút sự chú ý của mọi người. Sự điềm tĩnh không giống một đứa trẻ hay sự tốt bụng của cậu khiến nhiều người yêu thích. Không biết từ lúc nào, trong lòng Tae-gom đã có Jun-woo. Ban đầu thường nghĩ đến cậu ấy, sau đó là nhớ đến lúc cậu ấy cười. Và cuối cùng thì Tae-gom bắt đầu ghen tuông mỗi khi Jun-woo không ở cùng cậu mà ở cùng người khác. Nhưng vẫn may mắn khi đối tượng quan tâm của Jun-woo chỉ có một mình cậu. Tae-gom không hề ghét sự quan tâm ấy của Jun-woo chút nào, ngược lại càng ngày càng thích. Cuối cùng những cảm xúc ấy lớn dần lên, không thể che đậy dưới danh nghĩa tình bạn được nữa. Những ngày bình yên như thế này, Tae-gom mong muốn nó không bị phá vỡ. Tuy nhiên không lâu sau, Tae-gom tỉnh dậy khỏi giấc mơ có Lee Jun-woo với phía dưới ướt đẫm. Cũng là lúc cậu phát hiện mình là alpha. Bác sĩ nói cậu mang gen trội hiếm có và dặn cậu nên nghỉ học nếu đến kỳ phát tình. Tuy nhiên có những lúc chuyện không ngờ tới bất chợt đến. Trong ngày đầu tiên Tae-gom có thể kiểm soát được pheromone sau một tuần phát tình, Jun-woo đến thăm cậu với một khuôn mặt lo lắng. Ngày nào Jun-woo cũng đến, nhưng thấy hôm nay Tae-gom đã ổn hơn nên Jun-woo vào phòng thăm cậu. Jun-woo đặt tay lên trán Tae-gom kiểm tra nhiệt độ. Cậu phân hóa thành alpha à? Vậy sau khi trở thành alpha thì có điều gì khác lạ không thế? Jun-woo là tình đầu của Tae-gom,
là người khiến cảm xúc cậu rối loạn mỗi khi chạm mắt nhau, là người khiến pheromone của cậu phát ra bất kỳ lúc nào. Tae-gom áp tay Jun-woo lên má mình, rồi nũng nịu nói, tớ đau lắm. Cậu vất vả rồi, Jun-woo ấm áp ôm lấy Tae-gom vỗ về. Pheromone mất kiểm soát của Tae-gom, cứ thế lấp đầy Jun-woo và cả căn phòng. Mẹ cậu nhìn thấy Jun-woo tràn ngập pheromone của con trai, rồi mắng cậu rằng, nếu Lee Jun-woo là Omega thì sẽ lớn chuyện mất. Điều nực cười là khi nghe điều đó, Tae-gom lại mong Jun-woo là Omega. Sau đó Tae-gom bắt đầu tránh mặt Jun-woo. Dù biết Jun-woo tổn thương, nhưng cậu không còn cách nào khác. Mỗi khi nhớ đến Lee Jun-woo, pheromone của cậu lại tỏa ra. Nó không gây ảnh hưởng đến Jun-woo, nhưng lại ảnh hưởng đến những Omega khác. Cậu không thể quên ngày hôm đó, Jun-woo mở cánh cửa phòng vệ sinh, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu với một gương mặt lo lắng. Cái ôm ấm áp cùng lời nói, không sao cả đã cứu rỗi cậu. Ngay cả trong tình huống này, Tae-gom vẫn ích kỷ tỏa ra pheromone. Vì quá thích Jun-woo mà cậu muốn để lại dấu vết trên người cậu ấy. Cậu không thể kìm nén bản năng mong muốn Jun-woo. Ngày hôm đó cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì Jun-woo là Beta. Khi đó cậu nói rằng, tớ không thích Omega, thực sự rất ghét. Thật tốt vì cậu là Beta. Bây giờ Tae-gom lại thấy rằng mình không nên nói câu nói đó mới phải. Tae-gom dậy sớm hơn nên nằm ngắm nhìn Jun-woo ngủ bên cạnh, tay thì vén vài sợi tóc mai của cậu ấy. Lát sau Jun-woo cũng tỉnh giấc, rồi nhào vào trong lòng Tae-gom. Sau đó bật dậy nói, tớ thích cậu, tớ muốn nói lời này sau khi vừa thức dậy. Thế nên cậu đừng bất an nữa nhé. Nói xong, Jun-woo hôn vào má Tae-gom một cái. Mới sáng sớm, Tae-gom lại nài nỉ Jun-woo tỏa pheromone cho mình. Jun-woo tỏa hương thoang thoảng rồi nói, cậu thích pheromone của tớ hả? Tớ thì thích của cậu. Jun-woo cúi xuống hít lấy mùi hương của Tae-gom. Tae-gom lập tức đổi ngược tư thế, đè Jun-woo xuống dưới. Cả hai quấn lấy nhau một lát vào buổi sáng. Vì áo bẩn nên Jun-woo cởi ra. Nhìn thấy Tae-gom nhìn mình chằm chằm khi cởi áo, Jun-woo xấu hổ hỏi, sao lại nhìn tớ như thế? Tae-gom thơm cậu một cái vào má, cười đáp, đằng nào hôm qua cũng thấy hết rồi, hôm qua khác với lúc này chứ, khác thế nào hả? Tae-gom trêu chọc hỏi. Bị trêu chọc, Jun-woo giật lại áo, dù sao cũng không giống nhau. Cậu đứng dậy định đi vào nhà tắm thì chân run rẩy không còn sức lực nào. Tae-gom nhanh chóng đỡ lấy cậu ngồi lên đùi mình, sau đó ngỏ ý muốn tắm cho Jun-woo. Nhưng mà Jun-woo biết rõ Tae-gom lại làm này làm nọ cho mà xem, nên cậu quyết định tự mình đi tắm. Cậu hỏi có phải đêm hôm đó Tae-gom đã hôn trộm mình không, vì cậu cứ thấy không giống như đang mơ lắm. Tae-gom giả vờ bảo rằng hôm đó say quá nên chẳng nhớ gì cả. Jun-woo hôn một phát vào má Tae-gom, nói mình sẽ đi tắm, sau đó cả hai sẽ ăn sáng sau. Thật ra hôm đó cậu không hề say, sau khi Jun-woo ra ngoài hút thuốc, thấy Do-hyun cũng muốn đi, Tae-gom khó chịu nói, đi đâu, ngồi xuống đó đi. Do-hyun nhanh chóng bắt bài, cười đáp, anh phải giả vờ say tiếp đi chứ. Trước lúc ra về, Do-hyun lại mờ ám nói với Jun-woo rằng hãy cân nhắc lời em nói. Khuya đó trong lúc cậu giả vờ ngủ, Jun-woo còn kể, Kim Do-hyun đã tỏ tình với cậu ấy. Tae-gom nằm dài ra giường nghĩ ngợi linh tinh, có rất nhiều người thích Jun-woo, nhưng không ngờ cậu ấy lại thích mình, cứ như là giấc mơ vậy. Trong khi đợi Jun-woo tắm, cậu gom hết thuốc ức chế của Jun-woo để vứt đi. Biết rằng Jun-woo vì mình mới phải uống nhiều thuốc ức chế đến mức phát bệnh, cậu trầm mặc một lát, sau đó dặn dò Jun-woo khi ở cạnh mình thì không cần phải hút thuốc lá pheromone. Jun-woo cười tươi nói mình đã bỏ thuốc rồi, vì cậu hút thuốc chỉ để tiết chế pheromone thôi, nay thì không cần nữa. Dù cười tươi với Jun-woo, nhưng thâm tâm Tae-gom cảm thấy có lỗi vô cùng, luôn tỏ ra hiểu mọi thứ về Jun-woo, nhưng đến chuyện cậu ấy là Omega cậu cũng không biết. Jun-woo nhận ra ngay liền nói, cậu lại nghĩ linh tinh nữa đấy, trên mặt cậu viết cả ra rồi. Tae-gom nhẹ nhàng hôn lên tay Jun-woo, cậu biết tớ nghĩ gì sao? Jun-woo ôm trầm vỗ về Tae-gom, Kim Do-hyun cũng nói, tớ và cậu suy nghĩ quá nhiều, nên từ giờ đừng tự mình suy đoán rồi đưa ra kết luận nữa, làm thế chẳng giải quyết được gì cả. Tae-gom nhõng nhẽo cọ cọ mặt vào người Jun-woo, giận dỗi nói cái gì Jun-woo cũng đoán được, nhưng chuyện cậu thích Jun-woo thì cậu ấy lại không biết. Jun-woo chống chế nói mình dù gì cũng đã biết trước khi Tae-gom nói ra. Tuy nhiên Tae-gom vẫn mặt dày hờn dỗi, việc tớ thích cậu thì ai cũng biết trừ cậu ra thôi đó, còn ngược lại, việc cậu thích tớ không một ai biết còn gì. Thật cạn lời với Do-hyun, nhưng việc cậu thích Tae-gom cũng có một người biết. Tae-gom nhanh chóng đoán ra người đó là Kim Do-hyun, dù có chút ghen tị nhưng bây giờ cả hai đã chính thức trở thành người yêu của nhau rồi. Tae-gom cọ cọ mặt mình vào mặt Jun-woo, dù có điện thoại gọi đến vẫn không chịu dừng lại, Jun-woo bất đắc dĩ dùng tay giữ lấy mặt cậu ấy lại. Là đám bạn của Tae-gom gọi đến, bọn họ gọi liên tục nên cuối cùng cậu mới chịu bắt máy. Thằng khỉ chịu bắt máy rồi à? Nói lại đi, tôi không có ở nhà, Tae-gom cộc lốc đáp. Nghe thấy Tae-gom nói đang ở với bạn, bọn họ hoang mang hỏi lại, có phải là người đó không? Tae-gom thở dài đáp, biết rồi thì đừng có làm kỳ đà cản mũi nữa. Tuy nhiên vì trong nhóm có một người bạn thất tình nhậu xỉn rồi làm loạn cả lên, nên bọn họ nài nỉ Tae-gom đến dẹp loạn giúp. Nhưng Tae-gom không muốn để Jun-woo một mình, cậu từ chối rồi nhanh chóng cúp máy. Jun-woo lo lắng bảo Tae-gom nên đến xem người bạn đó có vấn đề gì không, Tae-gom nói cậu yên tâm, bây giờ bọn họ cũng không gọi lại nữa. Jun-woo kể, đám bạn của Tae-gom từng hỏi cậu có phải đang hẹn hò với Tae-gom không, hỏi Tae-gom có đối xử tốt với cậu không,
còn bảo là lần đầu tiên Tae-gom hẹn hò. Jun-woo thấy đám bạn của Tae-gom thật hài hước, cậu hỏi mọi người làm sao thân thiết được với nhau. Tae-gom tỉnh bơ nói không thân với bọn họ, chỉ chơi bình thường thôi. Jun-woo hết nói nổi với con người này, Tae-gom muốn cả hai ghé qua nhà cậu, sau đó cùng đi ăn cơm và xem phim. Nhưng cuối cùng, cả hai đã vô tình gặp đám bạn của Tae-gom tại cửa hàng tiện lợi, bất đắc dĩ nhập cuộc với mọi người. Bây giờ trừ Tae-gom ra, kể cả Jun-woo đều đã say khướt. Bọn họ cứ thế hùa nhau nói xấu Tae-gom. Cậu bạn hí hửng rót thêm rượu cho Jun-woo, nhưng Tae-gom nhanh chóng giật lấy ly rượu của cậu ấy. Jun-woo kéo áo Tae-gom nói mình vẫn có thể uống tiếp được. Tae-gom bảo Jun-woo mở mắt ra và nhìn cậu một cách đàng hoàng xem, vì mắt đã díu cả lại rồi. Jun-woo cũng nghe lời làm theo, mở rồi nè. Này mà nhìn đàng hoàng đó hả, cậu say lắm rồi, Tae-gom cười đáp. Cậu bạn thấy vậy liền trêu chọc Tae-gom, mắt cậu chảy cả mật luôn rồi, có thể chấm ăn được luôn ấy. Cậu bạn khen Jun-woo dù say xỉn nhưng vẫn rất đáng yêu, còn bọn họ say là lộ nguyên hình ngay. Thấy cậu ta không kiểm soát được mà tỏa ra pheromone, cậu bạn ngồi bên nhắc nhở. Cậu ta nói ngoài Tae-gom ra thì còn ai biết nữa đâu. Nhưng chợt nhớ ra Jun-woo cũng là Omega nên cũng có thể ngửi thấy, liền ngoan ngoãn không quậy nữa. Cậu bạn khác thì vỗ nhẹ vai Jun-woo rồi hỏi cậu có biết biệt danh của Tae-gom không. Jun-woo hí hửng đáp có biết, sau đó cậu quay sang nhìn Tae-gom một cách mê mẩn đáp là nam thần khoa kinh doanh. Cả đám bạn cùng đồng loạt bật cười, đúng là không uổng công bọn họ đi giao tin. Bọn họ còn chọc rằng Tae-gom rất ghét biệt danh đó, nhưng vì là Jun-woo nói nên cậu ta mới không nổi quạo lên. Jun-woo thắc mắc, sao lại ghét chứ, đẹp trai nên người ta mới gọi thế mà. Đúng như dự đoán của đám bạn, Tae-gom cưng chiều mà mỉm cười tiếp lời, không có ghét. Jun-woo rụi rụi vào tay Tae-gom, nũng nịu hỏi sao cậu ấy lại không say. Cậu bạn bên cạnh thì nói chưa từng thấy Tae-gom say bao giờ. Jun-woo nghe vậy kể mình đã từng thấy Tae-gom say rồi, say đến mức đứng không vững luôn. Cả đám bạn cảm thấy chuyện này quá khó tin, liền hỏi khi đó Tae-gom uống nhiều không. Jun-woo suy nghĩ một lát rồi đáp, một ly 500cc, soju pha với bia. Bọn họ lập tức phản bác, vì bình thường Tae-gom uống chục ly còn không say. Jun-woo ngây thơ quay sang hỏi Tae-gom có phải vậy không. Tae-gom mặt dày chơ chơ đáp, cậu nói gì thế, là người thì phải say chứ, vì thế đừng nghe lời bọn họ nói. Jun-woo tin tưởng bạn trai mình tuyệt đối nên không một chút nghi ngờ thêm nữa. Cậu nói mình buồn ngủ sau đó ôm chầm lấy Tae-gom mà ngủ thiếp đi. Tự nhiên bị thồn cơm chó, cậu bạn thắc mắc hỏi hai người là đang hẹn hò sao. Tae-gom không giấu giếm mà cười tươi khoe, đúng vậy, bọn tôi đang hẹn hò, bắt đầu từ hôm qua. Cả đám thấy có lỗi vì không biết nên đã phá đám như thế, tuy nhiên Tae-gom nói không sao, vì Jun-woo là người muốn đến đây. Bọn họ hỏi sao thích đến vậy mà lại không chịu liên lạc với nhau tận mấy năm. Jun-woo xoa xoa cằm Tae-gom đáp, chỉ là do sợ nên vậy, tôi tưởng cậu ấy phát hiện ra chuyện tôi thích cậu ấy rồi, nên sợ tôi khiến cậu ấy cảm thấy áp lực. Khoảng thời gian đó, Tae-gom tưởng Jun-woo đã phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho cậu ấy. Cậu cứ nghĩ thi đại học xong thì Jun-woo sẽ liên lạc, nhưng không ngờ nó lại kéo dài tận 5 năm. Tae-gom cảm thấy buồn nhiều vì không thể trùng hợp đến mức cậu vừa xuất ngũ thì Jun-woo lại nhập ngũ. Nhưng vì sợ nếu cậu cố cưỡng ép đi tìm Jun-woo thì ngay cả tình bạn giữa cả hai cũng không còn. Vậy nên lên năm 3, Tae-gom đã nghỉ học 1 năm để có thể học chung trường với Jun-woo, lần này muốn cùng Jun-woo tốt nghiệp. Đây là lần đầu tiên cậu bạn nghe Tae-gom nói những lời xến diện như thế này. Vì Jun-woo đã ngủ say như thế, bọn họ bảo Tae-gom nên đưa cậu ấy về. Tae-gom không muốn đánh thức Jun-woo nên cứ thế cõng cậu ấy trên lưng. Về đến phòng trọ Jun-woo, thấy có khóa mật khẩu, Tae-gom bấm đại ngày tháng sinh nhật của mình thì không ngờ lại mở được cửa thật. Nhẹ nhàng đặt Jun-woo xuống giường, Tae-gom ngồi ngắm nhìn cậu ấy, tự nhận thấy cậu thích Jun-woo rất nhiều. Cậu đã rất nhiều lần tưởng tượng có thể tùy ý làm mọi chuyện với Jun-woo. Tae-gom hy vọng Jun-woo lúc nào cũng bị bao phủ bởi pheromone của cậu, dù lúc đó cậu không ở bên cạnh, mọi người đều biết được Jun-woo là của cậu. Tae-gom cúi sát lại thầm thì vào tai Jun-woo, "Jun-woo à, ngủ rồi hả? Tớ yêu cậu." Tae-gom lại hôn trộm Jun-woo trong lúc cậu ấy ngủ say, nhưng khác lúc trước, giờ đây hai người đã trở thành người yêu của nhau. Vậy là cả hai đã ở chung với nhau được vài ngày rồi. Trong lớp học, tâm trí của Jun-woo toàn là về Lee Tae-gom. Buổi sáng thức dậy, mở mắt ra thấy Tae-gom nằm bên cạnh, cậu ấy mỉm cười hỏi, "Cậu dậy rồi à, còn thấy say không?" Cảm giác ấy rất tuyệt vời, Jun-woo nhớ lại thì mỉm cười e thẹn. Sung Jae mệt mỏi với đóng bài tập nên gục mặt lên bàn, "Vui dữ vậy, yêu đương vào nên thấy thế giới tươi đẹp màu hường hơn đúng không? Đừng có chối, trên mặt anh viết hết ra rồi." Nhìn thấy Jun-woo mặc áo kính cổng cao tường như thế, Sung Jae hỏi anh không thấy nóng à. Jun-woo giật mình nói vì mình cảm thấy lạnh, giờ nhớ lại mặt cậu đỏ ửng hết cả lên. Trong tiết học, Sung Jae hí hoáy rủ Jun-woo tuần sau tham gia lễ hội hoa anh đào cùng với câu lạc bộ, tuy nhiên Jun-woo nhất quyết không tham gia. Sung Jae bất lực, sau đó rủ anh hết tiết đến phòng câu lạc bộ cùng ăn trưa. Đúng lúc Tae-gom nhắn tin tới, sau tiết này cậu định làm gì? Jun-woo nói sẽ đi ăn cùng mấy đứa trong câu lạc bộ, Tae-gom cũng muốn ăn cùng mọi người. Jun-woo hí hửng vì lại sắp được gặp mặt nhau. Jun-woo và Sung Jae đến phòng câu lạc bộ thì thấy Min-jeon đã có mặt ở đây. Min-jeon ngạc nhiên vì thấy Jun-woo cũng đến. Cậu mỉm cười nói cho Tae-gom cũng sẽ đến, khi nào cậu ấy đến sẽ cùng nhau chọn menu.
không có chuyện gì qua mắt được người tinh ý như Min Jeon. Cô nói mình có chuyện muốn hỏi, nếu thấy bất tiện thì anh Jun U không trả lời cũng được. Đoán được ý của Min Jeon, Jun U không ngần ngại nói, anh quyết định hẹn hò với Choi Tae Gom rồi. Từ hôm chúng ta họp ở câu lạc bộ, anh xin lỗi vì ngày hôm đó không liên lạc với mọi người. Hai hậu bối vui vẻ chúc mừng Jun U đã có người yêu, còn khen hai người thật đẹp đôi. Tin đồn bọn họ hẹn hò đã lan truyền khắp trường, Jun U chợt nghĩ đến đám bạn của Tae Gom là thủ phạm. Đột nhiên Sung Jae ngước đôi mắt long lanh lên hỏi, tiền bối Choi Tae Gom sẽ tham gia câu lạc bộ của bọn mình phải không? Đúng lúc Kim Do Hyun đến, mọi người không bàn đến chuyện kia nữa mà quay sang hỏi cậu ấy muốn ăn gì. Do Hyun đáp, không ăn đâu, em ăn chưa rồi mới đến đây. Nhưng mà mọi người tính ăn gì vậy? Jun U trả lời chưa quyết định ăn gì, vì đang đợi Tae Gom đến rồi gọi món luôn. Anh ấy cũng đến à, mà anh ấy chưa tham gia câu lạc bộ đúng không? Do Hyun hỏi lại. Sung Jae hừng hực khí thế nói hôm nay anh ấy sẽ gia nhập, sau đó lại tiếp tục quay sang năn nỉ Jun U mở quầy rượu trong lễ hội sắp tới. Lễ hội là để tận hưởng cùng người yêu mà, nghĩ thôi đã thấy nôn nao rồi đúng không ạ? Do Hyun giật mình khi nghe thấy Sung Jae nói Jun U có thể tận hưởng cùng người yêu. Trong khi đó, Jun U lại hờ hững nói không mở quán rượu vẫn có thể tận hưởng được, chẳng có gì là nôn nao cả. Tuy nhiên Sung Jae thì thấy rượu chính là tinh hoa của thời đại học, mở quán rượu trong lễ hội cũng là một khoảnh khắc đẹp của thanh xuân. Lúc này Min Jeon mới giải thích thêm, quầy rượu ở địa điểm không được thuận lợi lắm, nên đương nhiên là rất cần có tiền bối Tae Gom. Vì mọi người sẽ kéo đến để tận mắt ngắm nhìn anh ấy. Đúng lúc Tae Gom đến, đột nhiên Jun U thấy lời của Min Jeon nói vô cùng chính xác. Tae Gom thì ngơ ngác không hiểu mọi người đang nói về chuyện gì. Jun U cười tươi đáp, đang khen cậu đẹp trai đó. Sung Jae nhanh chân chạy đến tủ lấy giấy đăng ký gia nhập câu lạc bộ văn học cổ điển. Rồi này nỉ Tae Gom tham gia, chỉ cần điền là được, anh không cần ghi lý do đâu. Bất ngờ là không cần dài dòng, Tae Gom lại đồng ý tham gia ngay. Trong khi đó, Do Hyun thân thiện khuyên Tae Gom nên cân nhắc, vì năm ba đại học không có nhiều thời gian để tham gia câu lạc bộ, không liên quan đến ngành học như thế. Tuy nhiên Tae Gom cười tươi đáp trả, so với sinh viên năm nhất sắp đi nghĩa vụ, thì người có 2 năm để gắn bó với câu lạc bộ cũng tốt hơn mà, không phải sao. Thế là Tae Gom chính thức đặt bút điền tên trong sự hân hoan vui mừng của Sung Jae, trong sự chán ghét của Do Hyun và sự bất lực của Jun U khi thấy mọi người đang làm trò con bò. Được cầm trên tay tờ giấy gia nhập câu lạc bộ của Choi Tae Gom, Sung Jae không giấu nổi niềm hạnh phúc. Min Jeon lúc này mới mở lời nhờ Tae Gom tham gia dự án quầy rượu trong lễ hội, không cần làm việc nhiều, chỉ cần giúp bọn họ phục vụ sương sương là được. Nhìn thấy vẻ mặt không hào hứng tham gia của Tae Gom, Min Jeon liền dùng đòn tâm lý, anh cũng biết anh Jun U nổi tiếng mà đúng không, để anh ấy làm một mình bọn em bất an lắm. Nghe Jun U nói mình chưa quyết định tham gia, Min Jeon lại sử dụng đòn tâm lý tiếp theo. Cô tỏ ra chân thành nói, từ hè này em phải đi thực tập rồi, nên đây là lễ hội cuối cùng em có thể tham gia, nên nếu được, em muốn quầy rượu sẽ thành công. Cuối cùng vì sự chân thành ấy mà cả hai đã quyết định tham gia. Khi chỉ còn lại cả hai trong phòng, Jun U hỏi Tae Gom vì mình mà bị kéo vào chuyện mở quầy rượu, như vậy có ổn không? Tae Gom nói mình không sao cả, cậu không thể để Jun U làm một mình được. Jun U hỏi có phải Tae Gom vì câu nói của Min Jeon mà lo lắng cho cậu không? Tae Gom nói không hẳn, chỉ là nghĩ cùng tham gia với Jun U chắc sẽ vui lắm. Nhưng cậu thắc mắc, tại sao có hai người bọn họ thì quầy rượu chắc chắn sẽ không bị lỗ? Jun U bật cười, đem nhan sắc của cậu ra bán, nên sao có thể lỗ được chứ? Tae Gom thì nghe thấy chuyện này quá vô lý. Sau khi ngắm nhìn Jun U một lát, đột nhiên Tae Gom ngồi dậy nói, cậu đừng tham gia quầy rượu nữa. Tớ sẽ làm phục vụ quầy rượu, còn cậu đừng tham gia nữa, vừa nói, Tae Gom vừa tỏa ra pheromone bao lấy Jun U. Jun U ngơ ngác hỏi lại, cậu sao vậy, nếu làm thì làm chung chứ, sao để cậu làm một mình được? Tae Gom đột ngột kéo áo Jun U, để lộ ra mấy vết đỏ trên cổ, vậy cậu có muốn mặc để lộ cổ không, cũng có mấy người đến ngắm cậu đó. Tae Gom còn tranh thủ tạo thêm một vết đỏ nữa trên cổ Jun U. Jun U vội nói Tae Gom đừng để ý mấy lời của Min Jeon nói. Tuy nhiên chỉ vì Jun U không biết sức hút của bản thân mình thôi, Tae Gom phụng phịu nói, cậu thật là không biết rõ về bản thân mình gì cả. Sau đó cậu bất ngờ đẩy Jun U nằm xuống ghế, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong phòng câu lạc bộ. Đang vờn nhau trong phòng thì bất ngờ bên ngoài có tiếng người đến, khóa cửa rồi à, anh Sung Jae ơi, mà hình như không có ai cả, mau đi thôi. Cả hai giật mình khựng lại, Jun U cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đột nhiên Tae Gom nhếch mép cười rồi động một cái, khiến Jun U giật mình phát ra tiếng, dù đã nhanh tay chặn miệng lại, nhưng bên ngoài dường như đã nghe thấy. Có tiếng gì vậy, hình như có ai ở bên trong. Jun U giận dỗi trừng mắt lườm thủ phạm đang hả hê. Nhưng cuối cùng, mấy người bên ngoài cũng bỏ đi. Jun U mắng, cậu thật là... cảm giác thế nào? Chỉ hoảng quá thôi, Jun U ngượng ngùng đáp. Tae Gom thơm vào má Jun U dỗ dành, được rồi, về nhà thôi nào. Cuối cùng lễ hội cũng diễn ra, nhìn thấy Jun U đến, Sung Jae hí hửng khoe đồng phục của cả team. Chiếc mũ Sung Jae đội có ghi chữ thủ lĩnh, sau đó cậu ta lục lọi một hồi lấy ra chiếc mũ nam thần và mỹ nam để dành cho Jun U và Tae Gom. Trong khi đó, Min Jeon rất sáng suốt khi là người duy nhất đặc biệt yêu cầu không viết chữ lên mũ, khiến Jun U vô cùng ghen tị. Đúng lúc Do Hyun mang thùng đồ đến, nhìn thấy chiếc mũ em út trên đầu cậu, Jun U không kiềm được mà bật cười khúc khích. Sau đó mọi người còn súng vào trêu chọc khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng. Cậu đưa áo đồng phục cho Jun U, nhận lấy áo Jun U cười tươi nói, cảm ơn em út nhé.
Do Hyun thở dài cười đáp lại, tiền bối Mỹ Nam cũng vất vả rồi. Một lát sau Tae-gom đến, Sung Jae lại tiếp tục khoe hai chiếc mũ xến diện với cậu. Tae-gom vẻ mặt sượng chân hỏi lại, tôi là Nam Thần, Jun-woo là Mỹ Nam, còn thủ lĩnh là cậu à? Đúng đúng, em chọn chuẩn đúng không ạ? Sung Jae hí hửng đáp. Đột nhiên Tae-gom lấy chiếc mũ thủ lĩnh trên đầu Sung Jae đội lên đầu mình. Cậu nói mình sẽ chọn chiếc mũ đó và hỏi Sung Jae có vấn đề gì không? Trong mắt Sung Jae thì Tae-gom là số 1 nên chuyện này cậu lập tức đồng ý. Thấy Tae-gom danh ma đổi được chiếc mũ xịn hơn hẳn, Jun-woo cảm thán, danh ma ghê á. Tớ nhờ vả lịch sự mà, Tae-gom cười đáp lại. Ngay lập tức, Jun-woo nhanh tay đổi chiếc mũ thủ lĩnh với chiếc mũ Mỹ Nam cậu đang cầm. Cậu cười tươi hỏi, Tae-gom à, tớ sẽ đội cái này được chứ? Cậu tinh danh quá đấy, Tae-gom cảm thán nói. Jun-woo nhanh chóng đáp lại, tớ nhờ vả lịch sự mà. Ăn miếng trả miếng, cặp đôi tinh danh nhìn nhau bật cười khúc khích. Để quảng bá cho quán rượu, cả hai sẽ cầm tấm bản đi một vòng quanh khu vực lễ hội. Tae-gom xấu hổ nói mình không làm nam thần khoa kinh doanh được không. Tuy nhiên Min-jeon không đồng ý mà đã đít cả hai đi. Cô còn bảo nhân tiện thì cả hai cứ coi đây là một buổi hẹn hò. Đi được một lát, Jun-woo hỏi tại sao Tae-gom lại chịu làm theo mấy việc này. Tae-gom cười tươi đáp, là bạn cậu mà, với lại được làm cùng cậu rất vui. Cậu nắm lấy tay Jun-woo rồi nói tiếp, như Min-jeon nói đó, nhân cơ hội này mình hẹn hò nhé. Một lúc sau, cả hai gặp một nhóm người hỏi đường đến quán rượu. Người thấy pheromone của Omega, Jun-woo liền chắn lên phía trước chỉ đường cho bọn họ, tay vẫn nắm chặt tay Tae-gom. Tae-gom sửng sốt vì người thấy pheromone sau đó lấy tay che mũi mình. Sau đó cả hai dừng lại nghỉ ngơi, Jun-woo lo lắng hỏi Tae-gom có ổn không, Tae-gom nói mình không ổn lắm, cậu muốn Jun-woo ôm mình một lát. Jun-woo vòng tay ôm lấy cậu ấy, cậu hỏi Tae-gom nếu thấy mệt thì về nhà nhé, Tae-gom nói mình không sao, chỉ cần như thế này một chút là ổn thôi. Jun-woo không nghĩ đến trường hợp sẽ gặp phải Omega khi đi quảng bá thế này, cậu lo lắng dặn dò Tae-gom khi nào cảm thấy không ổn phải nói với cậu ngay. Tae-gom dựa đầu vào người Jun-woo, mỉm cười nói, vậy thì cậu hãy nắm lấy tay tớ, như vậy tớ sẽ không sao cả. Jun-woo mỉm cười cương chiều. Cuối cùng quán rượu lãng mạn cùng nam thần khoa kinh doanh cũng mở cửa, quán thu hút khá nhiều khách. Jun-woo nhận thấy Tae-gom làm việc gì cũng giỏi, vấn đề là khi nhận order, mọi người thường tranh thủ hỏi đủ thứ để được ngắm cậu ấy, đương nhiên là Tae-gom sẽ khéo léo phớt lờ và rời khỏi bàn. Đang mãi để ý đến Tae-gom thì có người order món khiến Jun-woo giật mình. Cậu đang nhận order thì Tae-gom đến, cậu ấy nói mình sẽ làm thay Jun-woo và bảo Jun-woo dọn dẹp bàn ăn. Thấy Tae-gom giữ người yêu như thế làm Jun-woo buồn cười. Một cô gái ngỏ ý muốn Tae-gom có thể bỏ mũ ra một chút được không? Nghe thấy thế, Jun-woo lập tức định ngăn cản thì bất ngờ là Tae-gom lại chủ động mở mũ ra theo yêu cầu. Jun-woo đứng hình nhìn một lát sau đó bực bội bỏ vào trong. Cậu giận dỗi quăng đống rác vào thùng. Việc Tae-gom cho người khác xem rõ mặt cũng không có gì to tát, cơ mà tự nhiên Jun-woo cảm thấy bực bội. Do Hyun thấy vậy liền đến hỏi thăm, Jun-woo nói mình không sao cả và tiếp tục ra ngoài dọn dẹp. Nhận thấy Jun-woo không vui, Tae-gom muốn nói chuyện một lát với cậu, tuy nhiên Jun-woo cố ý phớt lờ và nói để sau vì bây giờ đang rất bận. Tae-gom liền giữ tay Jun-woo lại và nhất quyết muốn nói ngay lập tức. Cả hai đến chỗ vắng người, sau đó Tae-gom nhẹ nhàng bảo Jun-woo nhìn mình và hỏi, tớ làm gì sai à? Cậu thì làm gì sai chứ? Jun-woo đáp. Nhưng sau đó cậu liền hỏi ngược lại, sao cậu làm việc tâm huyết quá vậy? Vậy tớ làm việc qua loa thôi nhé, Tae-gom trả lời ngay lập tức. Tuy nhiên ý của Jun-woo không phải vậy, cậu có thể làm vừa phải thôi, cứ như tính cách bình thường của cậu đó. Nếu là tính cách bình thường của tớ, thì quán rượu này không thể mở được rồi. Vì đây là công sức của cả câu lạc bộ, nên đâu thể phá hỏng được. Jun-woo lấy hết dũng khí nói, vậy nên cậu chịu để bọn họ soi mói vậy sao, việc trả lời mấy câu hỏi kia. Cứ cho là không còn cách nào khác đi, nhưng rõ ràng bọn họ để ý đến cậu, còn muốn cậu cởi nón ra nữa. Tae-gom ngẩn ngơ nhận ra liền hỏi, cậu đang ghen sao? Đang rất kích động, nhưng khi nghe Tae-gom nói thế, Jun-woo giật mình xấu hổ, cậu không biết gọi tên cảm xúc hiện tại của mình là gì, nay thì nhận thấy hình như là ghen thật. Tae-gom túm lấy tay sau đó sát lại gần hôn Jun-woo, dù bất ngờ nhưng Jun-woo cũng nhanh chóng phối hợp. Tae-gom thỏ thẻ, tớ yêu cậu. Tớ biết, Jun-woo đáp. Biết được Jun-woo cũng biết ghen như thế khiến Tae-gom rất vui. Tae-gom kể rằng ngày hôm nay mình mới là người muốn điên tiết lên, vì rất nhiều người hỏi Jun-woo đã có người yêu chưa. Jun-woo thắc mắc hỏi thế Tae-gom trả lời làm sao. Tae-gom hí hửng đáp, tôi là người yêu của cậu ấy này. Cả hai bật cười thích thú. Vấn đề đã giải quyết xong, cả hai liền quay trở lại làm việc. Min-jeon và Do Hyun thở dài trêu chọc, có vẻ là làm lành rồi. Jun-woo ngượng ngùng giải thích, bọn anh có cãi nhau đâu. Tae-gom đánh dấu chủ quyền bằng cách tỏa ra pheromone bao quanh Jun-woo. Do Hyun tiến đến gần tâm sự, đôi khi, em không biết tiền bối là Omega hay Alpha nữa. Jun-woo cười gượng. Có khách gọi trứng cuộn, Jun-woo hí hửng bưng đồ ăn lên cho khách, sẵn tiện liếc nhìn sang chỗ Tae-gom. Thấy Tae-gom đang tươi cười nhận order từ khách, Jun-woo lại cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy hậu bối đang đội mũ chữ hết hàng, Jun-woo quay sang ngượng ngùng hỏi thăm cậu ấy có người yêu chưa. Hậu bối xấu hổ nói mình chưa có người yêu, Jun-woo liền ngỏ ý mượn chiếc mũ đó. Cậu tính đem cho Tae-gom đội, nhằm thông báo mặt hàng này đã có chủ. Đúng lúc Sung Tae chạy ra ngăn cản, anh lại định cướp mũ nữa hả?
Dù uất ức vì chiếc mũ thủ lĩnh đang nằm trên đầu Jun-woo, nhưng hiện tại chiếc mũ hết hàng cũng không phải của mình, nên Sung-tae không thể ngăn cản được. Đang định an ủi hậu bối thì đột nhiên Tae-gom đến giữ lấy tay Jun-woo, cậu hỏi mọi người không làm việc sao. Sau đó nở một nụ cười thân thiện bảo Sung-jae đem bia ra cho khách, Sung-jae lập tức chạy vội đi. Tiếp đến, cậu quay sang hậu bối có mũ hết hàng nói, cậu muốn đội mũ đội trưởng hay mỹ nam? Kết quả là, hậu bối kia đội mũ đội trưởng của Jun-woo, còn Jun-woo lại là người đội mũ hết hàng, dù trước đó ý định của cậu là để cho Tae-gom đội. Do Hyun hỏi Min-jeon quán rượu đã có lãi chưa, Min-jeon cười tươi thông báo, quán đã có lãi từ lâu rồi, nên bây giờ số rượu và đồ ăn còn lại đều là phần dành cho mọi người trong câu lạc bộ. Thấy Do Hyun hăng say làm việc suốt buổi, Min-jeon bảo hậu bối nghỉ ngơi và về sớm vì còn phải đi làm thêm. Jun-woo tò mò hỏi cậu ấy làm thêm việc gì, Do Hyun vừa nhắn tin vừa trả lời, cậu dạy kèm cho một học sinh lớp 9. Chắc mệt lắm nhỉ, học sinh trung học thường không chịu nghe lời, Jun-woo hỏi tiếp. Do Hyun lập tức giải thích, em ấy ngoan lắm ạ, nhưng mà cần phải quan tâm nhiều thứ khác. Điều kiện nhà em ấy ổn lắm, nhưng phụ huynh lại không quan tâm đến con mình. Ở trường cũng không hòa hợp với các bạn. Em tưởng hôm nay không thể đi dạy được, nhưng may là còn kịp. Em ấy nói là đang ở nhà một mình. Jun-woo thắc mắc hỏi Do Hyun đã dạy thêm được bao lâu rồi, khi nghe cậu nói được 2 tuần. Jun-woo mỉm cười tiếp lời, cậu khen Do Hyun tốt bụng vì mới dạy 2 tuần mà cậu ấy đã rất quan tâm đến học sinh. Sau đó Jun-woo hối thúc Do Hyun đi nhanh kẻo em ấy đợi. Do Hyun ngượng ngùng định nói gì đó nhưng lại quay đi vì xấu hổ nên tai đỏ hết cả lên. Min-jeon thông báo mọi người dọn dẹp quán và đóng cửa. Cuối buổi, mọi người trong câu lạc bộ tụ tập lại liên hoan với nhau. Min-jeon kính rượu hai tiền bối, cô cảm ơn vì nhờ hai anh quán mới có lãi như thế. Nhận lấy lon nước ngọt từ Tae-gom, Jun-woo nói mọi người toàn đến để gặp Choi Tae-gom thôi. Min-jeon thì thấy cũng có rất nhiều người đến tìm cả Jun-woo. Trong khoa mình, anh nổi tiếng lắm đấy, Min-jeon đáp. Mọi người vui vẻ nâng ly vì quán rượu đã thành công mỹ mãn. Một lát sau, Sung-jae khóc lóc khi nghĩ đến viễn cảnh phải chia tay Min-jeon. Cậu làm nhảm muốn Min-jeon đừng có việc làm để được cùng đi học với cậu ấy. Thấy thế Tae-gom quay sang hỏi Jun-woo, nếu cậu tốt nghiệp và đi làm trước, Jun-woo có thấy buồn không? Việc đó Jun-woo chưa nghĩ đến, cậu nói mình không biết nữa. Tae-gom nắm lấy tay cậu, mỉm cười nói, vậy nên tớ mới bảo lưu để đợi cậu đấy. Cả hai còn đang ngủ nướng chưa dậy thì mẹ của Jun-woo gọi đến, bà dặn dò tuần sau trước ngày sinh nhật cậu một ngày, bà sẽ nấu canh rong biển và dặn cậu về nhà ăn. Bà còn bảo cậu rủ cả Tae-gom cùng về. Tae-gom cựa người thức giấc hỏi, mẹ gọi à? Jun-woo thơm một cái vào trán cậu ấy, ôn quá nên cậu tỉnh sao, tớ xin lỗi nhé. Không phải đâu, tại tớ nghe thấy giọng cậu nên mới dậy, gì gọi có chuyện gì thế, Tae-gom hỏi. Jun-woo thuật lại lời của mẹ, cậu rủ Tae-gom cùng về với mình. Tae-gom hỏi Jun-woo thích món quà gì, Jun-woo nói mình không thích gì cả. Tae-gom biết ngay là Jun-woo sẽ nói như thế, đã rất lâu rồi cả hai mới có thể đón sinh nhật cùng nhau nên rất háo hức và hạnh phúc. Một tuần đã trôi qua nhanh chóng, Jun-woo cùng một số bạn bè gặp gỡ nhân dịp sinh nhật cậu. Tae-gom đến tận nơi để đón người yêu về. Về đến nhà, nằm trong lòng Tae-gom, Jun-woo vì có chút men say mà thao thức mãi không ngủ, cậu thấy cứ thế này mà ngủ thì có chút tiếc nuối. Jun-woo chủ động ra tín hiệu cho Tae-gom, Tae-gom cố kiềm chế nói, mai còn phải về gặp ba mẹ nữa. Jun-woo à? Jun-woo im lặng một lát rồi ngước đôi mắt ngây thơ lên dụ dỗ, Tae-gom à, tớ giúp cậu nhé. Jun-woo ngồi ngây người một lát, sau đó bắt chước những gì Tae-gom đã làm lần trước mà thực hành theo. Jun-woo càng tập trung thì Tae-gom lại càng tỏa ra nhiều pheromone hơn. Sau khi kết thúc, Tae-gom lại là người muốn tiếp tục, Jun-woo à, khoan đã, mai còn, phải về nhà. Tiếng nói ngắt quãng của Jun-woo bị chặn lại bởi Tae-gom. Sáng đó mẹ của Jun-woo báo ba mẹ có việc đột xuất nên về nhà trễ. Bà dặn con trai cùng về nhà với Tae-gom vì mai là sinh nhật rồi nên đừng ở một mình. Nghe thấy thế, Tae-gom hí hửng rủ Jun-woo cùng về nhà mình. Nhà Tae-gom hôm nay cũng không có ai ở nhà. Tae-gom rủ Jun-woo cùng vào phòng cậu ấy xem phim. Nhưng khi đến trước cửa phòng, cậu ngập ngừng một chút, thấy thế Jun-woo liền trấn an, lần trước, tớ cũng ngủ ở phòng cậu rồi. Tae-gom mỉm cười đáp, không phải cậu, tớ đang lo về tớ, sợ tớ sẽ làm gì đó với cậu. Vừa mở cửa phòng ra, pheromone của Tae-gom tràn ngập khiến Jun-woo khựng lại. Biết ngay cậu sẽ làm biểu cảm đó mà, Tae-gom nói rồi kéo tay cậu ấy vào trong phòng. Tae-gom cảm thấy rất kỳ lạ khi Jun-woo ở trong không gian của cậu, dù không phải lần đầu Jun-woo vào phòng này, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi chính thức hẹn hò. Thấy bầu không khí có vẻ ám muội, Jun-woo hỏi, nếu ba mẹ về thì sao? Tớ không làm gì cả, Tae-gom đáp. Tae-gom đẩy Jun-woo lên giường, sau đó cả hai hôn nhau một cách mãnh liệt. Ngay lúc đó, bên ngoài có người đập cửa rầm rầm, mẹ của Tae-gom hùng hổ mở cửa bước vào phòng gọi, Choi Tae-gom, ai đang ở nhà mình vậy? Cả hai giật mình dừng lại, nhìn thấy Jun-woo đang bị Tae-gom áp chế dưới thân, mẹ Tae-gom giận dữ hét lên, con đang làm cái gì vậy hả? Tae-gom vội vàng giải thích, không phải như mẹ nghĩ đâu, tuy nhiên bà không nghe mà hầm hầm tiến đến đánh bôm bốp vào tay con trai, con điên rồi sao, con đang làm cái quái gì vậy? Sau đó bà quay sang Jun-woo hỏi, còn con, Jun-woo, con có sao không, làm sao đây, mặt con trắng bệch không còn giọt máu luôn rồi. Thái độ của bà nhẹ nhàng khác hẳn so với con trai. Bà nghiêm khắc mắng, Choi Tae-gom,
con cút ra khỏi nhà ngay. Biết bà đang hiểu lầm, Jun U vội vàng nắm lấy tay giải thích, dì ơi, không phải như dì nghĩ đâu ạ. Là con định bao che cho Tae-gom đúng chứ, bà gặng hỏi. Jun U tiếp tục giải thích, tụi con chỉ đang đùa giỡn thôi ạ, Tae-gom không phải là người thế đâu dì. Thấy Tae-gom chỉ đứng im không nói gì, bà lớn tiếng bảo con trai giải thích. Sao con có thể làm loại chuyện đó với Lee Jun U được ạ, Tae-gom nhỏ nhẹ nói. Mẹ cậu im lặng nhìn con trai một lát, sau đó gọi cả hai ra ngoài nói chuyện cho rõ ràng. Cả hai kể hết mọi chuyện cho bà nghe, từ chuyện Jun U che giấu mình là Omega, đến chuyện cả hai đang yêu nhau. Đây là lý do mà bà đã ngửi thấy pheromone của Omega trong nhà mình. Bà xin lỗi Tae-gom vì đã hiểu lầm con trai, sau đó tỏ ra buồn lòng vì Jun U đã giấu chuyện cậu là Omega với cả mình. Tuy nhiên bà cũng không trách mắng gì Jun U, bà hiểu cho sự khó xử của cậu. Việc cả hai yêu nhau, ba mẹ đều sẽ không có ý kiến, nhưng bà muốn cả hai phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Trước khi đi, bà chỉ tay vào Tae-gom cảnh cáo, nhất là con đó Choi Tae-gom, con đừng quên lời mẹ nói trước kia. Vậy nhé, hẹn hò cho tốt đẹp đấy. Sau khi mẹ đi, Tae-gom mệt mỏi nằm dài lên đùi người yêu. Jun U ngạc nhiên vì gì ấy không bất ngờ như cậu nghĩ. Tae-gom mỉm cười nói, chắc mẹ đoán được đại khái việc tớ thích cậu bao năm nay. Vậy nên mẹ mới tưởng tớ đã chịu đựng quá nhiều mà làm liều với cậu. Không phải gì đánh giá con trai quá hà khắc rồi sao, Jun U cảm thán nói. Trái lại, Tae-gom vui vẻ đáp, tại vì tớ có chiến tích rồi mà. Lúc Tae-gom phải nghỉ học vì phân hóa thành alpha, khi Jun U tới thăm, cậu đã tỏa pheromone bao đầy lấy Jun U và bị mẹ phát hiện mắng một trận. Jun U ăn tối ở nhà Tae-gom rồi mới về nhà, nhưng giờ này ba mẹ cậu vẫn chưa về. Cậu buồn chán lăn lộn trên giường, biết vậy thì cậu đã ở lại nhà Tae-gom thêm một tí rồi. Từ nhỏ, Tae-gom đã không bao giờ muốn để cậu cô đơn một mình. Sinh nhật năm đó ba mẹ cậu cũng không có nhà, Tae-gom đã ở bên cạnh và tặng cậu một đôi giày. Vì thấy Jun U khen đôi giày của mình đẹp, nên Tae-gom đã mua một đôi có thiết kế giống, chỉ khác mỗi màu thôi. Tae-gom kể rằng lúc cậu đi mua, nhân viên bảo tặng giày thì người đó sẽ chạy mất, rồi hỏi cậu muốn tặng cho ai. Jun U bật cười nói, vậy chắc họ tưởng cậu tặng người yêu đó, đó không phải là lời khuyên cho mấy cặp đôi yêu nhau sao? Vài tháng sau ngày hôm ấy, Jun U nhận ra tình cảm mình dành cho Tae-gom. Đôi giày bị cất trong tủ, là món quà sinh nhật cuối cùng cậu ấy tặng. Và sau 6 năm ròng rã, cậu mới lại đón sinh nhật cùng với Tae-gom. Jun U nằm mơ màng nghĩ lại chuyện quá khứ, rồi dự định gọi điện cho Tae-gom. Cậu tỉnh dậy sau khi chợp mắt một lát, thấy đèn phòng đã tắt, cũng chẳng nhớ mình tắt từ lúc nào. Đột nhiên cậu chạm phải một thứ gì đó, thì ra là Tae-gom. Tae-gom mỉm cười nói, cậu dậy rồi à? Giật cả mình, sao cậu lại ở đây? Jun U ngạc nhiên hỏi. Tae-gom rụi rụi đầu vào tay Jun U trả lời, chú bảo là cậu đang ở một mình. Và hơn hết là, chúc mừng sinh nhật cậu, tớ muốn chúc mừng sinh nhật cậu trước nhất. Jun U vô cùng bất ngờ và xúc động, cậu kéo Tae-gom leo lên giường với mình. Tae-gom chớp thời cơ hôn cậu một cái vào má, rồi hỏi cậu có chuyện gì sao? Chỉ là, tớ thấy nhớ cậu quá đó. Sáng hôm sau, Tae-gom nhẹ nhàng đánh thức Jun U dậy, dậy đi Jun U à. Sáng sớm chú có về rồi lại đi nữa rồi, có vẻ chú bận lắm thì phải, vừa tắm xong lại đi liền. Tớ định gọi cậu dậy, nhưng chú bảo tối chú về, nên cứ để cậu ngủ. Ra ăn cơm với tớ đi, Tae-gom cười tươi nói. Jun U bất ngờ với một bàn đầy áp thức ăn hấp dẫn trước mặt. Ai đã nấu những món này vậy? Jun U ngạc nhiên hỏi. Và càng ngạc nhiên hơn khi Tae-gom nói là do mình làm. Ở nhà có đủ nguyên liệu rồi, dì nói cứ dùng thoải mái, Tae-gom đáp. Cậu biết nấu ăn hả? Jun U ngạc nhiên hỏi tiếp. Tae-gom kể cậu học nấu ăn từ ba, giờ cậu còn nấu mấy món cơm nhà ngon hơn cả ba mình. Jun U từ tốn ăn thử một miếng, Tae-gom sốt sáng hỏi, cậu thấy sao? Jun U vô cùng xúc động trả lời, vừa nãy tớ có suy nghĩ muốn kết hôn với cậu. Chỉ bằng chuyện này thôi sao? Tae-gom khoái chí cười khúc khích. Tae-gom gắp thức ăn cho người yêu rồi kể tiếp, tớ đã học nấu ăn để định nấu cho cậu, bố tớ đã cua được mẹ vì tài nấu ăn đó. Cuối cùng thì tớ cũng được nấu cho cậu ăn. Jun U cảm động nhìn Tae-gom chằm chằm, sau đó nhỏ nhẹ nói, cảm ơn cậu, về mọi thứ. Vì ngon miệng nên Jun U ăn đến mức no căng bụng, rồi ngồi ngắm người yêu rửa bát. Tae-gom nói sau này sẽ cùng Jun U đi chợ và thường xuyên nấu cho Jun U ăn. Jun U tiến đến ôm lấy Tae-gom từ đằng sau, Tae-gom ngạc nhiên gọi, Lee Jun U. Tae-gom à, tớ chỉ hỏi thử thôi, tụi mình sống chung nhé. Tớ biết là có rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ, chẳng hạn như cần được ba mẹ cho phép, nhưng đằng nào giờ chúng ta gần như là sống chung rồi. Không phải tớ gây áp lực cho cậu đâu. Jun U nói rồi gục mặt vào lưng Tae-gom. Tae-gom gỡ tay Jun U ra, lấy gì đó từ trong túi ra rồi nói. Lee Jun U, tớ vốn không định cứ thế này mà tặng cậu đâu. Tớ đã mua bằng tiền kiếm được lúc bảo lưu học kỳ. Jun U ngơ ngác nhìn xuống dưới tay mình, một chiếc nhẫn xinh xinh được Tae-gom đeo vào ngón áp út. Tae-gom lấy ra một chiếc nữa đưa cho Jun U, đây là chiếc của tớ này, cậu đeo cho tớ nhé. Jun U xúc động tay run run đeo vào cho Tae-gom. Hợp với cậu lắm, Tae-gom hôn lên ngón tay đeo nhẫn của Jun U. Không thể kiềm nén được nữa, Jun U rơm rớm nước mắt nhìn Tae-gom. Sao lại khóc? Tae-gom nhẹ nhàng hỏi. Tớ không có khóc, Jun U ngượng ngùng nói. Tae-gom ôm chầm lấy cậu ấy vỗ về. Ngoan nào, ngoan nào. Tớ thích cậu, Lee Jun U. Tớ yêu cậu.
Jun-woo vùi mặt vào ngực Tae-gom mà vỡ òa xúc. Cậu yêu giọng nói dịu dàng này, yêu mùi hương pheromone ấm áp và yêu cả chính bản thân Choi Tae-gom. Cậu ngước khuôn mặt lấm lem, nước mắt lên đáp, tớ cũng vậy. Vậy chúng ta sống chung nhé. Tớ sẽ thuyết phục ba mẹ. Sau đó chúng ta sẽ cùng ăn, cùng ngủ và cùng nhau thức dậy. Tae-gom nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jun-woo và nói, chúng ta cùng nhau trải qua mọi thứ nhé. Tae-gom hôn lên trán Jun-woo như đóng dấu cho một lời hứa. Được, sống cùng nhau thôi, Tae-gom à, Jun-woo nhẹ nhàng đáp lại. Jun-woo đến bệnh viện kiểm tra theo định kỳ. Bác sĩ thông báo kết quả lần này không có gì khác biệt lớn so với lần trước, lượng pheromone của cậu vẫn đang tăng đều. Chu kỳ phát tình của Jun-woo hiện tại đã trở lại bình thường, bác sĩ nói sự gia tăng pheromone này là do ảnh hưởng từ tính trội của bạn đời cậu. Nó ảnh hưởng tích cực nên bác sĩ khuyên cậu không cần phải lo lắng. Nghe bác sĩ nói bạn đời của cậu, Jun-woo cười tít cả mắt, cậu nghĩ nếu Tae-gom nghe được chắc cười không ngừng được luôn. Việc Jun-woo đến bệnh viện kiểm tra bởi vì Tae-gom lo lắng cho cậu. Từ hồi đại học, lượng pheromone của cậu bắt đầu tăng dần lên. Sau 5 năm, bây giờ lượng pheromone đã như một omega bình thường. Bác sĩ hỏi cậu còn có thắc mắc gì nữa không? Jun-woo ngập ngừng sau đó hỏi, tôi có thể mang thai được không ạ? Việc mang thai đối với một omega lặn như cậu rất khó xảy ra, dù hỏi vậy nhưng thật ra cậu cũng đã biết đáp án rồi. Ngay sau khi Tae-gom thực tập xong, cả hai chính thức về chung một nhà, cho đến nay đã được 5 năm sống chung. Hiện tại Tae-gom lên chức phó phòng ở công ty, còn Jun-woo sau khi tốt nghiệp cao học đã nhận dịch vài cuốn sách tiếng Anh, còn bây giờ là một dịch thuật tự do. Nói chung cả hai hiện tại đều đã có vị trí ổn định trong công việc. Jun-woo đang nấu ăn thì Tae-gom đi làm về, hôm nay cậu về sớm hơn mọi khi. Jun-woo lo lắng hỏi, chắc anh mệt lắm, anh chưa ăn tối đúng không? Ừ, anh đói lắm, Tae-gom đáp rồi đột nhiên lao vào ôm chầm lấy Jun-woo. Jun-woo cũng ôm lấy Tae-gom mà vỗ về một lát. Thấy Tae-gom vẫn tiếp tục vùi đầu vào vai mình, Jun-woo vỗ vỗ vào lưng Tae-gom rồi bảo anh buông mình ra để còn đi chuẩn bị bữa tối. Một lát nữa thôi, Tae-gom vòi vĩnh rồi cả hai trao nhau nụ hôn mãnh liệt. Tưởng rằng sẽ có gì đó hơn thế nữa, nhưng Tae-gom rất lý trí mà chủ động dừng lại để đi tắm. Nếu thêm tí nữa thì anh sẽ không dừng lại được mất, Tae-gom nói rồi uể oải lê bước xuống nhà dưới tắm rửa. Nhờ Tae-gom chỉ dạy mà Jun-woo này đã có thể tự nấu được một nồi canh đậu tương ngon tuyệt. Cậu mất 3 năm để nấu được canh tương đậu, nên mục tiêu tiếp theo là 2 năm nấu được canh kim chi. Tae-gom hỏi thăm tình hình khám bệnh của Jun-woo, Jun-woo thuật lại lời bác sĩ nói tất cả đều bình thường, tính trội của Tae-gom còn ảnh hưởng tích cực đến cậu nên không có gì phải lo lắng. Jun-woo cười tươi khoe, đúng rồi, bác sĩ còn gọi anh là bạn đời của em ấy. Lee Jun-woo đã bị gả cho anh luôn rồi. Vậy nên lần trước đi chung anh gọi em là mình ơi à. Cả hai đùa vui với nhau, sau đó Tae-gom hỏi tiếp bác sĩ còn nói gì nữa không. Jun-woo trầm xuống nói, em đã hỏi thử liệu em có thể mang thai không, bác sĩ bảo cái đó hơi khó. Jun-woo liếc nhìn xem phản ứng của Tae-gom. Vậy à, Tae-gom bình thản đáp lời. Jun-woo hỏi vậy có sao không, Tae-gom thẳng thắn nói chỉ cần Jun-woo thấy không có vấn đề gì thì anh cũng vậy, anh cũng không muốn có con lắm, mang thai đâu phải là nghĩa vụ. Em thấy buồn vì không mang thai được sao, Tae-gom quan tâm hỏi Jun-woo. Nghe Jun-woo nói không phải vậy nên Tae-gom đã yên tâm hơn. Jun-woo thấy có chút tiếc nuối vì nếu em bé giống Tae-gom thì chắc là đáng yêu lắm. Nhìn thấy vẻ mặt đó của Jun-woo, Tae-gom cười hỏi, em yêu của anh coi bộ là muốn có em bé rồi. Cả hai ngồi xem phim cùng nhau, là bộ phim mà cả hai từng xem trước đây, tuy nhiên Jun-woo không nhớ rõ lắm. Biểu cảm xem phim cứ như là đang xem lần đầu khiến Tae-gom bật cười trêu chọc, không hiểu sao trước đây em làm trợ giảng được luôn đó. Đột nhiên Tae-gom dựa người vào Jun-woo, tay thì luồn vào eo cậu. Tae-gom nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, sau đó cố ý phát ra tín hiệu. Nhận ra điều đó, Jun-woo không thể giả vờ như không biết được, cậu chủ động hôn Tae-gom như một tín hiệu đèn xanh. Không biết có phải do đến kỳ phát tình không, mà hôm nay Jun-woo cảm nhận rõ hơn thường ngày. Tae-gom vẫn luôn nồng nhiệt và ngọt ngào như ngày nào. Dù ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, nhưng Jun-woo không bao giờ ngừng ngây ngất trước vẻ đẹp trai của Tae-gom. Những khao khát cũng qua đi, cả hai thở dốc sau đó tựa đầu vào nhau. Sáng hôm sau, đến trưa Jun-woo mới thức giấc. Tae-gom đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi làm, sau đó không quên nhắn tin nhắc Jun-woo hâm lại cơm chiên trong bếp để ăn, còn dặn dò cậu đừng làm việc quá sức. Cuối tin là lời anh yêu em như thường lệ. Jun-woo cảm động vì Tae-gom chưa ngủ được 3 tiếng là đã đi làm, dù đã quen nhau được 5 năm rồi, nhưng Jun-woo vẫn luôn rung động bởi câu nói anh yêu em. Cậu liền gọi điện cho anh. Jun-woo à, giọng nói ngọt ngào của Tae-gom vang lên khiến tim Jun-woo rung rinh, có lẽ vì tình cảm sâu đậm nên mới có cảm giác này. Cả hai nói chuyện và hỏi thăm nhau một chút, Tae-gom nói tối nay anh về muộn nên nhắc Jun-woo ăn cơm trước đừng đợi. Cuối cùng Tae-gom nói, anh yêu em cũng vậy, Jun-woo cười tươi đáp lại. Thấy Tae-gom dạo này vô cùng bận rộn, vì lo cho sức khỏe của anh ấy, Jun-woo dự định sẽ phải tiết chế chuyện đó lại. Đang tính chuyện thuyết phục Tae-gom thì khó hiểu là từ sau ngày hôm đó, Tae-gom đã không đụng đến cậu. Hôm nay Jun-woo có hẹn gặp mặt hai hậu bối Sung Jae và Min Jeon, đã lâu rồi cả ba mới gặp nhau. Sung Jae học hành vất vả nên giảm tận 10 kg, còn Min Jeon nay đã làm việc ở một công ty du lịch. Tuy nhiên cả hai vẫn chí chóe với nhau như ngày nào. Min Jeon tâm sự mình sắp đổi công ty, cô nhận được lời mời ở một công ty du lịch mảng châu Âu, mức lương cao gấp nhiều lần.
Tuy công việc sẽ khó khăn hơn, nhưng tốt cho sự nghiệp của cô. Mà đặc biệt là vì ở công ty cũ, tên giám đốc của cô xấu tính và luôn tọc mạch, suốt ngày bảo cô nên kết hôn sớm đi. Cằn nhằn một lúc, sau đó Min Jeon quay sang hỏi Jun U không kết hôn sao. Jun U bất lực với hậu bối, cái này cũng là tọc mạch đó em, khi nào có thời gian bọn anh sẽ làm. Sung Jae hỏi tiếp, anh hẹn hò với anh Tae Gom được bao lâu rồi nhỉ? 5 năm rồi. Min Jeon hỏi đến bây giờ có cảm thấy chán không? Jun U lập tức đáp hoàn toàn không có. Nhưng đột nhiên cậu thở dài rồi định nói gì đó, sau đó lại đổi ý bảo không có gì. Min Jeon nói quen nhau mấy năm mà còn cháy bỏng thì mới kỳ lạ. Với lại nghe nói dạo này anh Tae Gom bận rộn nên có thể mới vậy. Jun U thở dài, anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà tự dưng đột ngột quá. Gần đây Tae Gom rất kỳ lạ, chính là sau ngày xem phim cùng nhau đó, thỉnh thoảng anh ấy như người mất hồn, đêm thì không động vào cậu dù chỉ một ngón tay. Thậm chí có một lần thức dậy sớm, cậu đã nhìn thấy anh ấy ngủ trên sofa. Mặc dù cậu đã nghĩ đến tiết chế làm chuyện đó, nhưng mà không hề có ý định bỏ mấy hành động thân mật bình thường. Anh ấy còn không hôn hay ôm cậu ngủ. Jun U tâm sự, không phải vì bận hay không có thời gian, mà như cố tình tránh đi vậy. Min Jeon thì nghĩ đến giai đoạn nhàm chán, hoặc là không hợp nhau trong chuyện đó. Sung Jae thì cho rằng Tae Gom lo cho Jun U nên mới tự mình chịu đựng, để ngọn lửa không bùng lên nên anh ấy đã dập tắt nó đi. Jun U ngẫm nghĩ thì thấy có vẻ hợp lý. Thấy hai người yêu nhau như thế, Sung Jae buồn tủi cũng muốn có người yêu. Min Jeon kể thêm một người đang hẹn hò nữa, đó chính là Do Hyun. Từ năm ngoái, cậu ấy đã bận rộn yêu đương. Jun U thấy thời gian trôi thật nhanh, Do Hyun mới là sinh viên năm nhất, bây giờ đã tốt nghiệp. Một lát sau trời bỗng nhiên đổ mưa, ngay lập tức Tae Gom gọi điện đến. Mọi người nhìn Jun U một lát sau đó phán xét, như này chắc không phải thời kỳ nhàm chán đâu. Tae Gom nói mình bắt đầu đi đến đón Jun U và hỏi địa chỉ cụ thể của quán. Jun U nói tên và miêu tả cụ thể, Tae Gom nói mình sẽ đến ngay và dặn cậu trời mưa cứ ở trong quán chứ đừng ra ngoài. Nghe hai người nói chuyện tình tứ thế này, Min Jeon tiếp tục khẳng định không phải đến thời kỳ nhàm chán. Trước khi đợi Tae Gom đến, cả ba lại nâng ly vui vẻ uống tiếp. Một lát sau Tae Gom đến, Jun U cũng bắt đầu ngà ngà say. Tae Gom đến nhẹ nhàng chạm vào má cậu, anh tìm mất một lúc đó, em uống nhiều lắm hả? Hai hậu bối giận dỗi vì tự nhiên bị xem như người tàng hình. Tae Gom đưa ly nước cho Jun U và nhìn cậu ấy uống một cách thâm tình rồi nhẹ nhàng lau môi cho Jun U. Cuối cùng mới quay sang nói chuyện với hai hậu bối, Tae Gom thấy cả hai chẳng thay đổi chút nào cả. Sung Jae mếu máo vì mình giảm tận 10kg mà anh không nhận ra. Trong lúc cả ba đang nói chuyện với nhau, Jun U nhìn Tae Gom một lát, sau đó định chạm vào đùi của anh thì bị anh chặn lại, rồi xoa xoa vỗ về. Vì hai hậu bối vẫn muốn ở lại uống tiếp, nên Tae Gom thanh toán tiền rồi đưa Jun U về trước. Tae Gom hỏi thăm người yêu chơi có vui không? Jun U kể rằng vui lắm vì lâu rồi mới gặp lại đàn em, cậu kể lại tình hình hiện tại của cả hai cho Tae Gom nghe. Đang nói chuyện đột nhiên Jun U khựng lại ngắm người yêu mình vì anh quá đẹp trai. Cậu hỏi thăm có phải ngày mai Tae Gom nghỉ làm không? Hiểu ý của Jun U, Tae Gom mỉm cười đáp, mai thứ bảy mà. Sau đó Tae Gom không nói gì nữa mà lảng tránh sang chuyện khác, anh hỏi Jun U đã đóng cửa phòng chưa. Jun U nghe nói trời mưa nên cậu đã đóng cửa phòng trước khi đi, đóng cửa mà không mang theo ô sao. Vì anh sẽ đến đón em mà, Jun U phì cười đáp. Đúng vậy thật, Tae Gom cưng chiều nhìn Jun U. Jun U đổ đứa đử với vẻ đẹp trai của người yêu. Đến nhà, Tae Gom xuống trước, anh lấy dù che cho Jun U và cẩn thận nhắc nhở người yêu tránh đụng đầu vào cửa xe. Đã quen nhau bao năm rồi, nhưng sự quan tâm chăm sóc này của anh ấy vẫn không hề thay đổi. Nên Jun U tin rằng không thể nào là thời kỳ nhàm chán trong tình yêu được. Mỗi lần nghe đến câu hỏi chừng nào kết hôn, Jun U đều không để tâm nhiều, nhưng hiện tại cậu lại thấy, nếu cả hai bước vào mối quan hệ gia đình đó, thì có lẽ cậu có thể định nghĩa được hạnh phúc là gì. Tuy nhiên đi đến trước chung cư, Tae Gom đột nhiên nói, anh sẽ tạm thời ngủ ở phòng khách khoảng vài ngày cuối tuần. Jun U ngạc nhiên hỏi có phải do mình ngáy khi ngủ không? Tae Gom giải thích không phải do Jun U, mà do anh sắp đến kỳ phát tình, nhưng thuốc ức chế đã hết. Jun U lo lắng hỏi, vậy khi kỳ phát tình đến thì anh phải làm sao, chỉ cần làm là được thôi mà. Em nghĩ anh sẽ làm bao nhiêu lần, em sẽ hối hận đấy, Tae Gom mỉm cười đáp. Lên đến nhà, Jun U vẫn cố gắng thuyết phục Tae Gom rằng mình không sao cả, nhưng Tae Gom vẫn nhất quyết không thay đổi. Dù hẹn hò bao năm rồi, nhưng anh không muốn điều khiển Jun U bằng pheromone. Tae Gom thở dài đến vuốt ve trấn an Jun U, em đừng làm biểu cảm đó, chỉ là anh sợ mình mất khống chế nên mới vậy, em có nhớ lần trước anh đến kỳ phát tình không? Sợ rằng anh sẽ làm hơn thế nữa, liệu em có chịu đựng được không? Bình thường em đã mệt lắm rồi. Anh không đủ tự tin có thể làm một cách tình cảm đâu, vừa nói, Tae Gom vừa không kiểm soát được tỏa ra pheromone. Chần chừ một lát, Jun U nài nỉ Tae Gom ở lại cạnh mình cho đến khi cậu ngủ. Tae Gom cưng chiều mà liền đồng ý. Nằm gối đầu trên cánh tay Tae Gom, Jun U thầm thì, cho Tae Gom, với em dù anh làm gì thì em cũng thích hết. Tae Gom nhìn Jun U một lát, sau đó đáp, ngủ thôi nào. Nửa đêm thức giấc, Jun U phát hiện Tae Gom đã không còn nằm kế bên mình. Cậu giật mình bật dậy, không biết Tae Gom đang ở đâu vì trong nhà không dư tấm chăn nào. Ra đến phòng khách nhưng không thấy Tae Gom đâu, cậu tiến đến phòng tắm gõ cửa, Tae Gom à, anh ở trong đó sao, em vào đây.
Vừa từ từ mở cửa ra, pheromone của Tae-gom đã lập tức bay ra ngoài. Tae-gom quần áo ướt sũng đứng dưới vòi sen nước lạnh chảy xuống xối xả. Jun-woo lập tức chạy lại kéo anh ra, anh làm gì vậy, trước tiên ra ngoài đã. Tae-gom gục mặt vào vai Jun-woo, sau đó đột ngột đẩy cậu vào tường. Hơi thở anh run rẩy không ngừng, ánh mắt không còn tỉnh táo. Jun-woo à, Lee Jun-woo, Tae-gom gọi liên tục rồi dụi dụi đầu vào hõm cổ Jun-woo. Kỳ phát tình của Tae-gom đã đến, pheromone của Tae-gom tỏa ra nhiều đến mức Jun-woo cũng dần mất tỉnh táo, Jun-woo cũng bắt đầu tỏa ra pheromone. Người thấy mùi hương quen thuộc, Tae-gom lúc này sực tỉnh lại, anh giật mình lùi lại thốt ra, Lee Jun-woo. Jun-woo run rẩy nói, Tae-gom à, đừng chịu đựng nữa. Làm đi, cậu vừa nói vừa chủ động hôn anh. Cả hai đến ghế sofa ngoài phòng khách, Tae-gom gấp gáp tấn công Jun-woo. Jun-woo lo sợ vội kêu lên, không được, vẫn chưa được đâu. Trong khi đó Tae-gom không đủ tỉnh táo để nhận ra, nhưng khi nhìn thấy Jun-woo khóc nức nở, Tae-gom liền sực tỉnh mà hôn nhẹ rồi thầm thì, đừng khóc mà. Jun-woo tỏa ra pheromone và chủ động vòng tay ôm và hôn Tae-gom, Tae-gom à, làm ơn, nhanh lên. Trong cơn mông lung, Jun-woo dặn dò, nếu em không muốn, thì hãy cắn anh. Đến sáng sớm ngày thứ hai, lượng pheromone và nhiệt độ cơ thể của Tae-gom đã ổn định trở lại, có vẻ kỳ phát tình của anh đã kết thúc. Jun-woo mỉm cười hỏi, anh ngủ có ngon không? Tae-gom cảm thấy tội lỗi mà dụi đầu vào người Jun-woo rồi đáp, anh xin lỗi, để anh tắm cho em. Ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng, Jun-woo cảm thấy vô cùng thoải mái, Tae-gom lo lắng hỏi thăm cậu có bị đau ở đâu không. Jun-woo thật thà nói mình đau cả toàn thân, khiến Tae-gom càng cảm thấy tội lỗi. Vì Tae-gom là alpha trội nên còn dữ dội hơn alpha bình thường, trước đây chưa bao giờ anh trải qua kỳ phát tình mà không dùng thuốc ức chế, chỉ có lần này là trường hợp ngoại lệ. Thấy Jun-woo bị đau và không thoải mái như thế, Tae-gom tự trách mình, đó là lý do khiến anh phải tự mình dội nước lạnh để tỉnh táo. Nếu anh bị cảm lạnh thì sao, lần sau đừng làm như thế nữa, Jun-woo lo lắng nói. Ngược lại, Tae-gom dặn dò, từ lần sau thà em đánh anh còn hơn, anh không muốn ép buộc em như thế đâu. Jun-woo liền ngăn Tae-gom lại, cậu không muốn anh nói những lời như thế, việc đó cậu cũng thích, chỉ là hơi mệt chút thôi. Tae-gom cụm đầu vào trán Jun-woo, nhìn cậu mỉm cười nói, anh yêu em, Jun-woo à. Jun-woo cười tươi đáp lại, em cũng vậy, em cũng yêu anh. Khoảng thời gian sau, hôm nay Jun-woo bị cảm. Tae-gom lo lắng hỏi đi hỏi lại cậu có sao không, Jun-woo nói chỉ cảm thông thường. Mặc dù vậy, Tae-gom vẫn để xe ở nhà và dặn Jun-woo đến bệnh viện kiểm tra. Anh sẽ về sớm, Tae-gom thơm vào má Jun-woo sau đó mới đi làm. Jun-woo cũng đến bệnh viện, như là đến khoa sản, vì cậu cảm nhận được điều kỳ diệu đến với mình. Đúng như dự đoán, bác sĩ vui mừng thông báo, cậu đã mang thai được 3 tuần. Nhìn phong thái và sự đẹp trai của Tae-gom, đồng nghiệp không ngừng cảm thán. Nữ đồng nghiệp trêu rằng nếu không có người yêu, chắc cũng bị anh ấy quyến rũ mất. Anh bạn kế bên chỉ ra rằng Tae-gom đã đeo nhẫn, nên chắc là người đã kết hôn rồi. Tae-gom không giấu giếm mà kể sơ qua về chuyện tình của mình cho đồng nghiệp nghe. Đồng nghiệp hỏi anh quen nhau lâu vậy có thấy chán không? Tae-gom không chút do dự nói không có, anh mỉm cười nói tiếp, cuộc sống có em ấy khiến tôi hạnh phúc lắm. Đồng nghiệp vô cùng ngưỡng mộ sự chung thủy của Tae-gom, còn trêu đùa rằng chắc sắp có thông báo kết hôn. Tae-gom mân mê chiếc hộp nhỏ xinh trong túi mình và thầm nghĩ, không biết em ấy sẽ phản ứng thế nào khi mình đưa cái này cho em ấy nhỉ. Cả hai sống chung được 5 năm rồi, Jun-woo làm phiên dịch tự do còn anh thì vào làm công ty của mẹ với tư cách thực tập sinh và hiện tại đã trở thành trợ lý. Mặc dù lúc đầu bị hiểu lầm là nhờ Ozu nên có chút phiền toái. Nữ đồng nghiệp nhắc nhở anh hôm nay có tiệc ăn mừng vì dự án đã kết thúc một cách tốt đẹp. Tae-gom hoàn toàn quên mất chuyện đó, anh gượng cười và hẹn gặp mọi người ở chỗ hẹn. Tae-gom gục đầu bất lực vì đã lỡ hứa với Jun-woo rằng hôm nay anh sẽ về sớm. Tae-gom liền lấy điện thoại gọi cho Jun-woo, anh hỏi thăm tình hình khám bệnh của cậu. Tuy nhiên Jun-woo không nói kết quả ngay mà bảo sẽ nói khi Tae-gom về nhà. Trong đầu anh quẩn quanh suy nghĩ, chuyện Jun-woo muốn nói có phải là em ấy có thai không? Tuy nhiên anh không muốn vội vàng hỏi chuyện đó vì sợ Jun-woo buồn lòng. Anh xin lỗi cậu vì hôm nay không thể về nhà sớm được, Jun-woo không trách gì anh cả vì là công việc của công ty. Tae-gom lo lắng hỏi lại ở bệnh viện có chuyện gì không? Bác sĩ nói em bị cảm, em chỉ đùa tại anh bảo về sớm thôi, vì em nhớ anh, Jun-woo đáp. Anh sẽ về sớm nhất có thể. Jun-woo nói muốn gặp mặt Tae-gom một lát vào giờ ăn trưa. Đến quán cà phê, Tae-gom ngó nghiêng tìm Jun-woo. Nhìn thấy ly nước trên bàn, Tae-gom hỏi, em không uống cà phê sao? Anh đến nhanh thế, tại em ăn cơm rồi mới đến đây, Jun-woo đáp. Anh phải đến nhanh chứ, vì em của anh đang đợi mà. Lời của Tae-gom làm Jun-woo vô cùng cảm động. Tae-gom lại tiếp tục hỏi ly nước mà Jun-woo vừa gọi là món gì, trong nó không ngon. Jun-woo lúng túng trả lời, trà thanh yên, vì em thấy nó tốt cho sức khỏe. Tae-gom khẽ cười ẩn ý, sau đó lại dò hỏi ở bệnh viện có chuyện gì sao. Jun-woo ngập ngừng, sau đó nói không có, em đã nói trong điện thoại rồi mà, chỉ là cảm cúm thôi. Vì em nhớ anh nên mới đến, anh không nhớ em sao? Tae-gom cười tươi đáp, anh lúc nào mà chẳng nhớ em. Không khó để chờ đến khi Jun-woo nói ra bí mật, Tae-gom đã đợi 5 năm thiếu vắng cậu, anh cũng đã dành cả đời để thích cậu. Thì không có chuyện anh không chịu đựng được bí mật mà cậu chưa thể nói ra.
nhưng anh cũng ước rằng mình không phải đợi quá lâu. Buổi liên hoan kết thúc không quá muộn nên Jun U đã đến đón Taegon. Nhìn thấy cậu, anh liền ôm chầm từ đằng sau, sau đó còn tranh thủ hôn vài cái vào má cậu. Taegon thì lo Jun U đứng đợi ở ngoài bị nóng, còn Jun U còn định vào tận quán vì sợ Taegon uống nhiều. Tuy nhiên Taegon nói mình không say lắm, anh lại tiếp tục hôn liên tiếp vào má cậu. Đúng lúc đồng nghiệp nhìn thấy anh liền gọi, cậu Lee Taegon. Nhưng khi đến gần và nhìn thấy cậu đang thân mật với ai đó, bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Taegon vẫn bình thản hỏi thăm mọi người. Anh đồng nghiệp nói mọi người định đi tăng 2 thì gặp anh nên mới dừng lại. Cậu đồng nghiệp bên cạnh có vẻ sốc đến mức đứng hình, gương mặt thì mếu máo như sắp khóc đến nơi. Taegon vui vẻ đáp, tôi quên không giới thiệu, em ấy là người tôi đang hẹn hò. Xin chào mọi người, Jun U cười tươi chào hỏi. Taegon giới thiệu sơ qua đồng nghiệp cho Jun U. Jun U cười nói, tôi đã được nghe rất nhiều về mọi người. Anh ấy đã được mọi người giúp đỡ nhiều rồi. Nữ đồng nghiệp hớn hở đáp, trợ lý Choi cũng đã khoe rất nhiều về người yêu của cậu ấy, đúng chứ cậu Jusel. Vừa nói cô vừa huýt tay vào cậu bạn đồng nghiệp bên cạnh. Jusel gượng gạo nói, vâng, đúng như lời anh ấy đã nói, thật sự rất đẹp trai. Sau đó cả ba nhanh chóng rời đi và hẹn một ngày gặp mặt đàng hoàng hơn. Vừa vào trong xe, Taegon đã giữ lấy mặt Jun U mà hôn tới tấp. Sao đột nhiên anh lại hưng phấn thế này? Jun U hỏi. Taegon nũng nịu đáp, cứ nhìn thấy em là anh lại như thế. Jun U trêu chọc, như này thì không biết ở công ty anh làm sao đây. Còn phải nói, anh chỉ muốn nghỉ việc ở nhà thôi. Taegon lại hôn Jun U. Vậy thì anh cứ nghỉ đi, em sẽ kiếm tiền nuôi anh, Jun U dõng dạc tuyên bố. Wow, anh hơi bị phấn khích đó, Taegon nói rồi lại định tiếp tục thân mật. Thấy vậy, Jun U liền chặn miệng anh lại, đang ở trong xe mà, Jun U nói. Taegon phì cười rồi ngồi lại ngay ngắn, anh nói, tại sao chứ, lần trước em cũng thích mà, làm trong xe ấy. Bị trêu chọc, Jun U mặt đỏ bừng xấu hổ. Taegon nghiêm túc hỏi Jun U đã uống thuốc chưa, cơ thể thấy thế nào. Trong khi đó, Jun U lảng sang chuyện khác, cậu hỏi, người lúc nãy, cậu ấy có vẻ rất quan tâm đến anh. Taegon hoang mang hỏi là ai, Jun U phì cười đáp, anh đừng giả vờ, lúc nhìn thấy chúng ta, vẻ mặt cậu ấy như trời sập vậy đó, cậu ấy đã tỏ tình với anh chưa? Taegon hờ hững đáp, không có. Nghe Jun U nói, Taegon mới biết Jusel bày ra biểu cảm đó. Anh thành thật kể Jusel từng mua cà phê cho anh, nhưng anh không hề nhận nó. Jun U im lặng một lát rồi hỏi, từ bao giờ vậy? Taegon có chút hoảng hốt liền thanh minh, thật sự anh không nhớ rõ, chắc là lúc bắt đầu dự án. Anh không có để ý đến cậu ta đâu, chuyện đó là đương nhiên rồi. Jun U lạnh nhạt đáp lời. Cả hai im lặng một lát, Jun U lại tiếp tục hỏi, tại sao anh không nói cho em biết? Taegon với khuôn mặt tội nghiệp trả lời, không phải chuyện quan trọng nên anh nghĩ mình không cần nói. Anh xin lỗi. Không thấy Jun U nói gì, Taegon liên tục gọi tên cậu. Jun U có vẻ còn giận dỗi, cậu nói về nhà sẽ nói chuyện sau. Về nhà, Jun U cứ thế vào phòng ngủ trước, Taegon mò mẫn leo lên giường và khẽ nói, Lee Jun U à, anh xin lỗi. Đừng giận mà. Taegon ôm chầm lấy cậu vào trong lòng. Ở công ty, Taegon nhắn tin cho Jun U nói mình sẽ về sớm và dặn dò cậu ăn uống đầy đủ, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy cậu nhắn lại như mọi khi. Đúng lúc nữ đồng nghiệp thấy anh đứng thất thần liền hỏi thăm. Nghe anh kể lần đầu tiên cãi nhau với người yêu sau 5 năm hẹn hò, cô ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Cô đưa ra lời khuyên rằng cứ để tự nhiên thì người ấy sẽ nguôi giận, hoặc tan làm mua đồ ăn ngon về cũng được. Vì việc này không phải lỗi của anh, nên sớm muộn gì người ấy cũng hiểu cho anh. Tuy nhiên cô chốt lại là dù có thể giải quyết được hiểu lầm trước mắt, nhưng chưa chắc giải quyết được mặt tình cảm. Jun U đã phản hồi tin nhắn Taegon, nhưng anh vẫn quyết định về nhà xin lỗi thêm lần nữa. Trời tính không bằng người tính, trưởng phòng thông báo tối nay mọi người sẽ đi ăn cùng. Lần đầu tiên kể từ khi đi làm, Taegon thật lòng muốn nghỉ việc như thế này. Taegon gọi điện xin lỗi Jun U vì sẽ về muộn. Jun U liền hỏi có phải có cả Jusel đi cùng không. Taegon thành thật khai, cũng có thể có cậu ta, nhưng anh và cậu ta không có việc gì phải chạm mặt nhau cả. Được rồi, anh đi cẩn thận, Jun U hờ hững đáp. Nhiều ngày sau, Taegon phải liên tục khổ sở xin lỗi Jun U vì về muộn. Jun U lạnh lùng nói, tiệc công ty anh thường xuyên thật đấy. Hôm nay cũng có tiệc công ty, nhưng Taegon quyết định xin phép về trước. Cậu dõng dạc tuyên bố, tôi có hẹn mất rồi, hẹn gặp mọi người vào thứ hai. Trước sau gì cũng thế này, anh nghĩ biết vậy thẳng thừng từ chối luôn cho rồi. Taegon bỏ buổi tiệc mà chạy vội về nhà. Jun U ngạc nhiên ra mở cửa, Lee Taegon, anh tan làm rồi à, vậy buổi tiệc thì sao ạ? Taegon ôm chầm lấy người yêu, nũng nịu dụi dụi đầu vào người Jun U nói, anh bỏ buổi tiệc rồi, nếu anh bị đuổi việc thì em phải nuôi anh đấy nhé. Jun U phì cười, thế thì em phải cố gắng lên mới được. Taegon thơm vào má Jun U và nói mình sẽ đi tắm rồi vào ngay. Trong khi tắm, Taegon nghĩ sẽ nói rõ lý do thường xuyên về muộn, nói rõ Jusel không còn tán tỉnh anh nữa. Anh sẽ chân thành xin lỗi vì đã làm tổn thương Jun U và nói rõ cảm xúc của chính mình trong khoảng thời gian qua. Vừa tắm xong, Taegon đã thấy Jun U ngồi đợi mình ở ngoài. Anh định nấu mì ý cho Jun U thì cậu ấy ngăn lại, so với việc đó thì Taegon à. Em có chuyện muốn nói, anh ngồi xuống chút đi ạ. Thấy Jun U nghiêm túc như thế, Taegon biết chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Tuy nhiên anh tưởng Jun-woo sẽ nói về Joo-seol, nhưng cậu lại nói rằng chúng ta cũng quen nhau 5 năm rồi, quen nhau cũng đủ lâu rồi. Tae-gom có chút hoảng sợ, anh không hiểu ý của Jun-woo, đủ lâu là sao? Tae-gom thấy trong mối quan hệ của cả hai không có khái niệm đủ lâu như thế. Anh lo sợ Jun-woo nói lời chia tay, nhưng lời Jun-woo nói chính là chúng ta kết hôn đi. Tae-gom kinh ngạc nhìn Jun-woo, còn Jun-woo mỉm cười nhìn anh. Sau một lúc thất thần, nước mắt Tae-gom lăn dài trên má. Jun-woo giật mình hỏi, sao anh lại khóc chứ? Tae-gom run rẩy, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Jun-woo hoảng hốt đến vỗ về anh, sao thế Tae-gom à, đừng khóc mà. Tae-gom sụt sùi vừa khóc vừa hỏi, không phải em giận anh sao? Ban ngày em đâu có liên lạc với anh, về nhà thì em ngủ mất rồi, còn tắt điện thoại luôn nữa. Jun-woo nhẹ nhàng giải thích, tại sao em lại giận anh chứ? Tại em bận việc nên mới vậy, anh cũng bận mà. Đừng khóc nữa nhé. Tae-gom tiếp tục nấc nghẹn, anh tưởng em nói chia tay, vì em giận anh, nên anh cứ nghĩ em sẽ nói chúng ta dừng lại đi. Jun-woo vừa lau nước mắt cho Tae-gom vừa giải thích, không lẽ vì chuyện lần trước sao, đó không phải lỗi của anh. Tâm trạng của em có hơi không ổn, em xin lỗi vì đã làm anh cảm thấy bất an. Tae-gom ôm chầm lấy Jun-woo và dụi mặt vào người cậu. Jun-woo vuốt ve tóc anh, sau đó đột ngột nói tiếp. Em có thai rồi, 3 tuần, à không, giờ là 4 tuần rồi. Là thời kỳ đầu mà lại là Omega lặn nên em cảm thấy bất an lắm, nên em chưa thể nói ra. Vì thế nên em mới vậy, em hơi buồn ngủ và hơi nhạy cảm. Em đã đánh giá hơi thấp alpha trội rồi, Jun-woo phì cười. Đã thôi khóc nhưng khi Jun-woo nói có thai, Tae-gom lại khóc ròng ròng, sau đó òa lên như con nít, anh sẽ làm thật tốt, hu hu. Tae-gom ôm chầm lấy Jun-woo, cả hai cảm ơn nhau, sau đó Tae-gom thơm vào trán cậu, em vất vả rồi, Jun-woo của chúng ta. Nhìn Tae-gom rưng rưng nước mắt, Jun-woo không kiềm lòng được mà gục đầu lên vai anh, cả hai cứ thế ôm nhau trong hạnh phúc. Tae-gom lấy nhẫn cầu hôn mình đã chuẩn bị ra trao cho Jun-woo, anh đã mua nhẫn rồi, nhưng chưa biết phải đưa em thế nào, nên cứ thế mang theo bên mình. Chiếc nhẫn lấp lánh từ từ đeo vào tay Jun-woo, cậu đưa nó lên ngắm nghía một lát. Tae-gom dõng dạc khẳng định, anh sẽ khiến em hạnh phúc. Chúng ta kết hôn đi, Jun-woo à. Chuyện ngày hôm nay là chuyện mà Tae-gom bị trêu suốt. Giống như lúc Jun-woo khóc khi nghe anh đề nghị sống chung, thì anh cũng đã khóc khi nghe cậu nói hãy kết hôn đi. Đó là khoảnh khắc cuộc đời anh, được lấp đầy bởi Lee Jun-woo. Bạn đang xem tại kênh Nhâm Nhi Chuyện Đam. Nhớ đăng ký kênh và cùng mình bàn luận về bộ truyện nhé!